Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 104. Ta đi đây. Nói xong, Dương Diệp đi đến xa xa. Lúc này đây, Dương Diệp cũng không có như trước kia đào tẩu vội vàng, trái lại đi vô cùng chậm, giống như đang đợi đám người Hoa Thiên Nguyên đuổi theo. Thật sự để cho hắn đi sao? Bên cạnh Hoa Thiên Nguyên, Tô Đao Minh trầm giọng nói. Sở dĩ hắn có thể chém giết Giang Nguyệt Trần, là vì kiếm cùng kiếm kỹ trong tay hắn, kiếm kỹ kia khủng bố như thế, tiêu hao thật lớn, nếu như ta không đoán sai, lúc này trong cơ thể hắn khẳng định đã không có huyền khí, hoặc nhận lấy cái gì cắn trả, nếu như chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể đánh chết hắn. Chỉ cần giết hắn, chúng ta có thể mỗi người đạt được một tấm giấy thông hành. Giấy thông hành. Nghe được ba chữ kia, trong mắt đám người Hoa Thiên Nguyên đều hiện lên hào quang. Lần này bọn hắn tới linh giới, là vì giấy thông hành, hiện tại chỉ cần giết Dương Diệp, bọn hắn có thể mỗi người đạt được một tấm giấy thông hành. Thay lời khác mà nói, giấy thông hành ngay ở trước mặt bọn họ. Đám người Hoa Thiên Nguyên nhìn nhau, năm người nhẹ gật đầu, quyết định đánh cược một lần, lúc này Dương Diệp bỗng nhiên ngừng lại, nhìn thấy một màn này, đám người Hoa Thiên Nguyên vốn chuẩn bị động thủ lập tức giật mình, bọn hắn không chỉ không xuất thủ, ngược lại toàn bộ tinh thần đề phòng. Trước đó một kiếm kia của Dương Diệp, bọn hắn còn nhớ rõ. Ở trong ánh mắt đề phòng của đám người Hoa Thiên Nguyên, Dương Diệp quay xê đầu nhìn về phía đám người Hoa Thiên Nguyên nói. Các ngươi tới giết điện hạ của U Minh Điện thu hoạch giấy thông hành, ta muốn nói, các ngươi có hiểu rõ U Minh Điện không? Trầm mặc một hồi, Hoa Thiên Nguyên trầm giọng nói. Thế lực kim cương cấp, trong đó mấy vị điện hạ mỗi người đều là thiên tài, thực lực phi phàm. Còn gì nữa không? Dương Diệp hỏi, đã không còn. Hoa Thiên Nguyên nói, chỉ như vậy. Dương Diệp kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Hoa Thiên Nguyên hỏi lại. Biểu lộ Dương Diệp cứng ngắc lại một hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu nói. Ta hiểu được. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Dạ Tầm Hoan trước kia bị thiếu nữ cưỡi heo giết chết, còn có những người trước mắt này vì cái gì dám đến lấy đầu người U Minh Điện. Vì cái gì? Bởi vì những người này căn bản không biết thực lực của U Minh Điện. Bọn hắn đối với U Minh Điện nhận thức là, thế lực kim cương cấp, mấy vị điện hạ thực lực phi phàm. Còn gì nữa không? Dương Diệp hỏi. Đã không còn. Các ngươi tới giết điện hạ của U Minh Điện thu hoạch giấy thông hành, ta muốn nói, các ngươi có hiểu rõ U Minh Điện không? Trầm mặc một hồi, Hoa Thiên Nguyên trầm giọng nói. Thế lực kim cương cấp, trong đó mấy vị điện hạ mỗi người đều là thiên tài. Thực lực phi phàm. Nếu như chỉ xem hai điểm này, U Minh Điện xác thực không có gì đáng sợ ô. Nhưng thật sự là thế này sao? Khẳng định không phải như vậy. Bản thân U Minh Điện cũng không phải thế lực ở hạ vị diện, tuy Dương Diệp không biết các nàng ở hạ vị diện rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, một ít thế lực ở hạ vị diện, ví dụ như mấy gia hỏa trước mắt này, ở trước mặt U Minh Điện, nhất định là không đủ xem. Một người manh nữ cũng đủ để biến những người này thành cặn bã. Bất quá những người này cũng là có uy hiếp. Đương nhiên, mấy cái này nhất định không cách nào uy hiếp được đám người minh nữ, nhưng lúc này có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt cùng cường giả chạy đến linh giới. Một khi manh nữ bị chế trụ, những thiên tài cùng yêu nghiệt này đối với đám người minh nữ cũng không phải một chút uy hiếp, mà là uy hiếp rất lớn. Khỏi cần phải nói, nếu mấy vị trước mắt này cùng lên, coi như là hắn cũng phải chạy. Mà ở phía sau, còn có càng nhiều thiên tài cùng yêu nghiệt chạy đến, nói không chừng ngay cả một ít lão quái vật cũng đến. Dù sao giấy thông hành đại thế giới sức hấp dẫn rất lớn. Ngoại trừ những lão quái vật này, người đại thế giới khẳng định còn có hậu thủ, dù sao những thế lực muốn đối phó U Minh Điện kia rất tin tưởng thực lực của U Minh Điện. Tình huống bình thường mà nói, đám người minh nữ nên ly khai, loại thời điểm này, tạm lánh thoáng một phát là tốt nhất, nếu như các nàng đi, những người này khẳng định tìm không thấy các nàng. Nhưng các nàng không đi, Dương Diệp tự nhiên không sẽ cảm thấy là các nàng ngốc. Ở trong mắt hắn xem ra, đám người minh nữ ở lại linh giới, nhất định là có mục đích gì. Bởi vì hắn nhớ rõ minh nữ đã từng nói qua, mấy vị điện hạ các nàng nguyên bản không phải ở linh giới, mà bây giờ, những điện hạ kia đều xuất hiện ở linh giới. Trầm mặc mấy tức, Dương Diệp bỗng nhiên cau mày, thần sắc cũng trở nên có chút trắng. Không thể ở lại chỗ này. Trước kia hắn thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật lần thứ hai, huyền khí trong cơ thể đã khô kiệt, thân thể tiêu hao đến một cực hạn, hiện tại hắn chỉ là cường trống,
tiếp tục chống xuống dưới nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá Dương Diệp cũng không có lập tức đi ngay, mà nhìn về phía đám người Hoa Thiên Nguyên, cười nói. Các ngươi muốn xuất thủ hay không? Nghe vậy, bọn người Hoa Thiên Nguyên nheo mắt, mấy người không nói gì. Các ngươi không ra tay, ta sẽ xuất thủ. Thần sắc Dương Diệp bỗng nhiên băng lạnh xuống, sau đó tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm, vận sức chờ phát động, muốn rút kiếm. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Hoa Thiên Nguyên đại biến, nhao nhao lùi lại gần ngàn trượng, sau đó mỗi người tế ra huyền khí bảo hộ, hơn nữa liên thủ ra cố không gian trước mặt mình. Xa xa, Dương Diệp cũng không có đi, trái lại đi về phía đám người Hoa Thiên Nguyên, thần sắc hắn dữ tợn, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Tới, nói cho ta biết, các ngươi ai muốn chết? Ta cam đoan một kiếm giải quyết hắn, không có một chút thống khổ. Hắn tự nhiên là muốn đi, nhưng hắn không thể đi, bởi vì một khi đi, những người này vô cùng có khả năng liên thủ xuất thủ. Hiện tại hắn và đám người Hoa Thiên Nguyên giống như lò xo, hắn lui một bước, những người này khẳng định sẽ tiến thêm một bước. Biện pháp duy nhất là bước những người này đi. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, đám người Hoa Thiên Nguyên quả thật có chút đứng không yên. Một kiếm kia của Dương Diệp bọn hắn căn bản ngăn không được, như Dương Diệp nói, một kiếm kia chém ai, người đó chết. Trầm mặc một cái chớp mắt, Hoa Thiên Nguyên trầm giọng nói. Trước rút lui. Ngay thời điểm năm người chuẩn bị bỏ chạy, một thanh âm thanh thúy vang lên. Người rút kiếm A Hát, người rút kiếm cho ta xem một chút, ta rất muốn biết, một người không có huyền khí sẽ thi triển kiếm kỹ. Như thế nào? Nghe vậy, đám người Hoa Thiên Nguyên lập tức ngừng lại. Một bên, Dương Diệp. Vậy thì xấu hổ rồi. Có chút xấu hổ rồi. Khuôn mặt Dương Diệp có chút co lại, sau đó quay đầu nhìn, ở trong tinh không truyền tống trận, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ váy đen bó sát người, bởi vậy dáng người nữ tử bị phác họa cực kỳ gợi cảm, đặc biệt là trước ngực cực đại, bị quần áo chặt chẽ bó lấy, phảng phất như hai quả cầu, làm cho người có loại xúc động muốn đi lên sờ một cái. Dung mạo của nữ tử không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại rất phú mị, đặc biệt là cặp mắt to, phảng phất như biết câu người, để cho người nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Dương Diệp tự nhiên là không có hào hứng đi thưởng thức nữ tử, bây giờ hắn suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Hắn không biết nữ nhân trước mắt này, nhưng không hề nghi ngờ, nữ nhân này khẳng định cũng vì giấy thông hành mà đến. Đối phương có thể liếc xem thấu tình trạng của hắn, cái này đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Chiến. Dùng một chơi sáu. Nếu hắn còn có thể rút kiếm 6 lần mà nói, khẳng định sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại hắn đừng nói rút kiếm, lại qua một hồi, hắn ngay cả đi đường cũng thành vấn đề rồi. Hơn nữa còn một điều, chính là khẳng định còn sẽ có ngày càng nhiều người chạy tới, dám đến linh giới, khẳng định đều là có chút tài năng. Không cần phải nói, mặc kệ ai đến khẳng định đều sẽ không bỏ qua hắn. Năm tấm giấy thông hành AH. Hắn so với đám người minh nữ còn đáng giá hơn. Hơn nữa bây giờ hắn còn tàn huyết, cái hấp dẫn này, ai có thể cự tuyệt. Không rút kiếm sao? Lúc này, nữ tử váy đen bỗng nhiên cười cười, sau đó nhìn về phía Hoa Thiên Nguyên nói. Hiện tại hắn đã không có huyền khí, hơn nữa, nếu như ta không đoán sai, hiện tại hắn là cường trống, chỉ cần các ngươi xuất thủ, hắn hẳn phải chết không thể ngơ chi ngờ. Năm tấm giấy thông hành ở trước mặt các ngươi. Nếu như các ngươi không lấy, ta đi cầm. Đám người Hoa Thiên Nguyên nhìn nữ tử váy đen, thần sắc đề phòng. Nữ nhân này bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn không dám khinh thị đối phương. Đại thiên thế giới, có vô số người, khinh thị bất cứ người nào hậu quả khả năng là mình chết. Điểm ấy, có lẽ ở rất sớm trước kia bọn hắn đã hiểu. Như thế nào, không dám cầm. Nữ tử váy đen bỗng nhiên cười nói. Hoa Thiên Nguyên cười lạnh nói. Các hạ đánh ngược lại là ý kiến hay, để cho chúng ta đi dò xét Dương Diệp, nhìn xem hắn đến cùng còn có át chủ bài hay không, mà ngươi lại ở một bên ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không thể không nói, ngươi tính rất tốt. Có lẽ Dương Diệp xác thực là cường trống, nhưng ai dám cam đoan hắn không có át chủ bài khác. Hơn nữa, vạn nhất hắn không phải cường trống, còn có năng lực rút kiếm thì sao, đây không phải không thể nào, bởi vì hắn một mực quan sát Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp biểu hiện ra ngoài quá bình tĩnh. Cho hắn cảm giác là Dương Diệp không có sợ hãi. Bất kể là Hoa Thiên Nguyên hay nữ tử váy đen kia, bọn hắn không dám đơn giản xuất thủ là bình thường.
Nếu như Dương Diệp là người bình thường, dễ giết như vậy, đại thế giới sẽ ra giá tiền cao như vậy sao? Giấy thông hành lại tốt, cũng phải có mệnh dùng mới được. Bị Hoa Thiên Nguyên nhìn thấu, thân sắc của nữ tử váy đen y nguyên không thay đổi, nàng cười cười nói. Các ngươi đã không ra tay, cái đầu người này quy Tố Yêu ta rồi. Tố Yêu. Nghe được nữ tử nói, đám người Hoa Thiên Nguyên biến sắc, Hoa Thiên Nguyên gắt gao nhìn nữ tử váy đen nói. Ngươi chính là yêu nữ Tố Yêu từng ở trong trăm tức giết ba tên bán thần. Nghe vậy, khóe miệng Tố Yêu nổi lên dáng tươi cười. Các ngươi nghe qua ta. Nghe được Tố Yêu thừa nhận, thần sắc đám người Hoa Thiên Nguyên biến thành đề phòng. Mấy ngàn thế giới, một thiên tài ở thế giới mình xưng vương xưng bá, nhưng thả hắn ra bên ngoài, hắn khả năng ngay cả cọng lông cũng không tính. Thiên tài có thể làm cho danh tự mình ở thế giới khác cũng nghe qua, mới thật sự là lợi hại. Không hề nghi ngờ, Tố Yêu là loại người này. Hơn nữa để cho nàng nổi danh là nàng đã từng lấy sức một mình độc thiêu ba vị bán thần, cuối cùng ba vị bán thần kia chết. Hơn nữa chỉ dùng không đến trăm tức. Nhất chiến thành danh. Tuy đám người Hoa Thiên Nguyên có 5 người, nhưng đối với loại yêu nghiệt này, bọn hắn không dám có chút chủ quan. Bất quá bọn hắn không sợ, 5 người bọn hắn cũng không phải newbie, có lẽ một chọi một đánh không lại đối phương, nhưng 5 cái, đối phương tuyệt đối cũng cực kỳ kiêng kỵ. Bằng không sẽ không chơi âm mưu, mà trực tiếp để cho bọn hắn lăn. Một bên, thần sắc Dương Diệp âm trầm, phải nói có chút khó coi. Hắn cảm giác mình thật không may, vốn là đưa người, không nghĩ tới mình bị vây ở chỗ này. Tại đây, đến một cái mạnh hơn một cái, không chừng lại sẽ có người đến, sau đó đối phương tìm hắn phiền toái. Không cần chờ, hiện tại nữ nhân Tố Yêu kia muốn tìm hắn phiền toái. Liên Tố Yêu chậm rãi đi về phía Dương Diệp, cười nói. Ở trên phí thù lao lớn như vậy muốn đầu của ngươi, ta có chút hiếu kỳ, vì cái gì đầu của ngươi đáng giá như vậy? Chẳng lẽ là dùng tiên tinh thạch làm hay sao? Ngươi muốn? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Liên Tố Yêu cười cười nói. Đừng giả bộ bình tĩnh như vậy, ta cũng không phải bị sợ lớn lên. Nếu như ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, ta thật sẽ cố kỵ một chút, bất quá ngươi bây giờ, ta có thể đánh 10 cái. Thanh âm rơi xuống, nàng bỗng nhiên trở nên trong suốt, ngay sau đó, vô số đạo kim quang mảnh như kim thoáng hiện ở không gian chung quanh Dương Diệp. Sau đó toàn bộ bắn về phía Dương Diệp. Trong tràng, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt hiện lên dữ tợn, vòng xoáy trong cơ thể xoay tròn, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp khẽ giật mình, thần sắc lập tức buông lỏng. Oanh! Trong tràng vang lên từng âm thanh nổ vang, ước chừng qua tầm 10 tức, tất cả lưu quang biến mất không thấy gì nữa, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương Diệp lông tóc không tổn hại. Một bên, Liên Tố Yêu cùng đám người Hoa Thiên Nguyên âm trầm xuống, bởi vì có người xuất thủ tương trợ Dương Diệp rồi. Là ai tương trợ? Đám người Liên Tố Yêu không biết, nhưng Dương Diệp biết rõ, đúng là giới nữ lúc trước hắn từng có gặp mặt một lần. Vừa rồi hắn muốn xuất thủ, chung quanh hắn xuất hiện một đạo kết giới. Giới nữ đến rồi, bất quá không có hiện thân. Lăn ra đây. Đúng lúc này, thần sắc của Liên Tố Yêu lạnh lẽo, bàn tay nàng như ngọc trắng tìm tòi, trong chốc lát. Phương viên mấy ngàn trượng kịch liệt rung động, nhưng thoáng qua, không gian rung rung bình tĩnh lại. Trong mắt Liên Tố Yêu hiện lên vẻ dữ tợn sắc, nàng lòng bàn tay hướng lên, sau đó mạnh mẽ khẽ đảo. Toái diệt! Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, phương viên vạn trượng ầm ầm sụp đổ, trong trang lập tức đen kịt. Ngay sau đó, trong hắc động không gian truyền đến mấy âm thanh nổ vang. Đã qua không sai biệt lắm mấy tức, không gian được chữa trị. Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, ở bên cạnh Dương Diệp, nhiều hơn một nữ tử mặc váy xanh. Nữ tử váy xanh dĩ nhiên là giới nữ. U Minh Điện. Một bên, khóe miệng Liên Tố Yêu cười lạnh. Ta liền nói, nhiệm vụ này không có dễ tiếp như vậy. Quả nhiên, tùy tiện đến một điện hạ thực lực cũng cường hãn như thế, nếu chút ít điện hạ kia của các ngươi đều hơ ra, chật chật. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt Liên Tố Yêu thỉnh thoảng đánh giá bốn phía. Hơi có chút đề phòng, hiển nhiên là sợ bốn phía còn có U Minh Địa Đần điện hạ. Giới nữ không có để ý Liên Tố Yêu, mà nhìn về phía Dương Diệp. Vì cái gì không đi? Nàng xuất thủ, chính là vì để cho Dương Diệp PC ly khai, nhưng Dương Diệp lại không có ly khai. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta không thể lưu ngươi một mình ở chỗ này. Giới nữ nao nao,
đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nói. Huyền khí khô kiệt, lực lượng thân thể tiêu hao, nguyên lai ngươi là không có cách nào đi. Bị ở trước mặt chọc thủng, dù da mặt Dương Diệp lại dày, lúc này cũng không khỏi đỏ mặt lên. Lúc trước hắn xác thực là muốn đi, nhưng như giới nữ nói, lúc này hắn đã không có cách nào đi. Nếu như không phải hắn nghị lực kinh người, hiện tại ngay cả năng lực đứng cũng không có. Trảm thiên bạt kiếm thuật, trảm ai ai chết. Nhưng cái tiêu hao này, hắn tổn thương không nổi. Trong chàng có chút rằng co, Liên Tố Yêu giống như cố kỵ cái gì, không có xuất thủ, mà đám người Hoa Thiên Nguyên đồng dạng là như vậy. Lúc này bọn hắn đã thấy được một vị U Minh Điện Điện Hạ khủng bố, trong lòng đã không có mảy may khinh thị. Không chỉ như thế, bọn hắn cũng đồng dạng cố kỵ Liên Tố Yêu. Mà trong nội tâm Liên Tố Yêu kỳ thật cũng đề phòng đám người Hoa Thiên Nguyên, một chọi một, nàng không sợ chút nào. Nhưng đám người Hoa Thiên Nguyên là tổ đội A. Thực lực 5 người, tuyệt đối không thua 5 vị bán thần. Chính bởi vì tất cả mọi người cố kỵ lẫn nhau, bởi vậy không có động thủ. Chỉ có một mình ngươi đến. Dương Diệp hỏi. Hắn tự nhiên là huyền khí truyền âm. Bằng không thì muốn mấy người. Giới nữ nói. Nàng cũng là huyền khí truyền âm. Người ta nhiều người như vậy, các nàng lại để cho một mình ngươi đến. Dương Diệp kinh ngạc nói. Ngươi nghĩ sai rồi. Giới nữ nói. Ta không phải từ linh giới chạy đến, mà từ ngoại vực chạy về linh giới, vừa vặn đụng phải ngươi, sau đó xuất thủ. Các nàng ở linh giới, căn bản không biết chúng ta ở chỗ này gặp địch nhân. Dương Diệp ngây ngẩn cả người, sửng sốt rất lâu, yết hầu hắn lăn lăn. Hiện tại các nàng còn không biết chúng ta xảy ra chuyện, nói cách khác, hai người chúng ta muốn đánh 6 cái. Là một cái đánh 6 cái. Giới nữ lạnh nhạt nói. Một mình ngươi đánh thắng được sao? Dương Diệp hỏi. Giới nữ nhìn Dương Diệp một cái. Là ngươi đánh với bọn họ, ta muốn chạy. Dương Diệp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng lúc này, Liên Tố Yêu bỗng nhiên nhìn về phía Hoa Thiên Nguyên nói. Mọi người cố kỵ lẫn nhau, đổi lấy kết quả chỉ có hai loại, một là hai người bọn họ đào tẩu, hai là kéo dài. Những người khác tới đây, bất kể là loại kết quả nào, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể liên thủ trước giải quyết bọn hắn, về phần đến lúc đó làm sao phân phối, chúng ta lại nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Liên Tố Yêu nói, Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này thật hung hăng càn quấy, nói loại lời này vậy mà không truyền âm. Đây là miệt thị hắn cùng giới nữ A Hát. Thần sắc giới nữ bình tĩnh, không có gì khác thường. Xa xa, Hoa Thiên Nguyên trầm mặc mấy tức, sau đó nhẹ gật đầu nói. Có thể. Liên Tố Yêu nói, kỳ thật cũng là hắn muốn nói. Nhìn thấy Hoa Thiên Nguyên đáp ứng, Liên Tố Yêu nói. Xuất thủ. Thanh âm rơi xuống, Liên Tố Yêu biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp là tàn huyết, trước đoạt đầu của hắn. Thanh âm của Hoa Thiên Nguyên vang lên trong đầu 4 người, sau đó 5 người vọt tới giới nữ cùng Dương Diệp. Vì cái gì đoạn đầu Dương Diệp? Rất đơn giản, đầu Dương Diệp đáng tiền nhất, người ta mở giá cao nhất, giết một cái bằng 5 U Minh Điện Điện Hạ. Chỉ cần đoạt đầu người Dương Diệp, bọn hắn một người có thể đạt được một cái, kế từ đó, lần này bọn hắn tới mục đích đạt được rồi. Hơn nữa lúc này Dương Diệp rõ ràng cho thấy tàn huyết, thật sự là thời điểm giết tốt nhất. Mục tiêu của Liên Tố Yêu cũng là Dương Diệp, đồng dạng, đầu người Dương Diệp đáng tiền nhất, cũng dễ giết nhất. Chỉ cần lấy đầu Dương Diệp, nàng sẽ xoay người rời đi. Người U Minh Điện không phải người bình thường, nàng cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng vị điện hạ này của U Minh Điện, nhưng nàng có nắm chắc giết chết Dương Diệp. Phát giác được khí tức 6 người đều khóa ở trên người mình, thần sắc Dương Diệp lập tức trầm xuống. Không thể không nói, chiêu này của Mà Tiểu Lãnh cực kỳ lợi hại. Đã có giấy thông hành, những người ở hạ vị diện còn không mỗi ngày đến đuổi giết hắn. Đừng nói một đời trẻ tuổi, chỉ sợ một ít lão quái vật cũng đã đánh chủ ý hắn. Rồi, đương nhiên, hiện tại hắn cần lo lắng không phải những lão quái vật kia, mà là những người trước mắt này. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua giới nữ, đối phương cũng không có ý tứ xuất thủ. Trầm mặc một cái chớp mắt, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, sau đó bắt đầu vận chuyển tinh thần hộ thể thuật. Hắn tự nhiên không phải muốn thi triển tinh thần hộ thể thuật, mà muốn triệu hoán tinh thần chi lực nhập vào cơ thể, tuy loại thời điểm này không thích hợp dẫn tinh thần chi lực nhập vào cơ thể cho mình dùng,
nhưng dù sao lúc này thân thể hắn đã tiêu hao đến cực hạn, cường hành vận dụng lực lượng, đợi tí nữa cũng không phải lực lượng tiêu hao đơn giản như vậy. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể làm như vậy. Bản thân giới nữ không am hiểu sâu lâu, huống chi lúc này đối diện còn có 6 người. Về phần cùng kỳ, lúc trước hắn cũng đã kêu lên, nhưng gia hỏa này lại không đáp lại, hắn không rõ ràng đối phương là tiêu hóa năng lượng hắc long, hay đang ngủ, dù sao hắn biết rõ, gia hỏa này tạm thời là không dựa vào được. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn dẫn tinh thần chi lực nhập vào cơ thể, một cột sáng đột nhiên từ phía dưới phóng lên trời, tốc độ cột sáng cực nhanh, lập tức đi tới trước mặt đám người Dương Diệp, sau đó oanh tới đám người Liên Tố Yêu. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho sắc mặt đám người Liên Tố Yêu biến đổi, bất quá 6 người lại không lộ ra bối rối, 6 người vội vàng xuất thủ, lập tức chấn vỡ chùm tia sáng kia. Song khi chùm tia sáng bị chấn nát, Dương Diệp cùng giới nữ đã biến mất ở phía xa. Truy! Liên Tố Yêu quát, chân phải nhẹ nhẹ một chút, sau đó trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài vạn trượng, tốc độ nhanh có chút dọa người, đám người Hoa Thiên Nguyên cũng không do dự. Thân hình 5 người khẽ động, đuổi theo Dương Diệp cùng giới nữ. Đám người Liên Tố Yêu tăng tốc độ của mình lên đến mức tận cùng, khoảng cách giữa Dương Diệp cùng với giới nữ càng ngày càng gần. Ở bên cạnh Dương Diệp là giới nữ, lúc này hắn đang bị giới nữ cầm lấy, mà ở trước hai người không xa còn có một nữ tử. Cô gái này Dương Diệp biết, không chỉ bái kiến, còn cùng đối phương phát sinh qua xung đột. Cô gái này đúng là quang nữ. Ngươi thông chi các nàng rồi hả? Dương Diệp hỏi. Giới nữ nhẹ gật đầu. Như thế nào chỉ một cái? Dương Diệp lại hỏi. Nếu như Minh nữ Yên nữ còn có gia hỏa cưỡi heo tới mà nói, bên bọn hắn hoàn toàn không cần sợ đám người Liên Tố Yêu, thậm chí tiêu diệt đám người Liên Tố Yêu cũng không phải việc khó gì. Giới nữ trầm giọng nói. Ta cần phải nhanh một chút trở lại linh giới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Diệp trầm giọng hỏi, lúc này hắn mới phát hiện. Thần sắc giới nữ rất ngưng trọng. Giới nữ lắc đầu, không nói lời nào. Dương Diệp nhìn thoáng qua giới nữ, cũng không hỏi, U Minh Điện rất thần bí đấy, các nàng ở linh giới nhất định là đang làm đại sự gì. Chỉ là hắn không biết các nàng đến cùng đang làm cái gì, bất quá nhìn bộ dạng như vậy, khẳng định không phải một chuyện nhỏ, bằng không thì sẽ không chọc người đại thế giới xuất thủ. Ở dưới quang nữ hiểm hộ, Dương Diệp cùng giới nữ đi tới trên không linh giới. Bất quá đám người Liên Tố Yêu cũng cùng đi qua. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này thiếu nữ cưỡi heo cùng Minh nữ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng giới nữ. Trở về rồi hả? Thiếu nữ cưỡi heo nhìn giới nữ. Giới nữ nhẹ gật đầu. Không có trở về muộn chứ? Còn không tính. Thiếu nữ cưỡi heo nói. Giới nữ không có nói chuyện, thân hình run lên, biến mất ở phía dưới. Giới nữ đi rồi. Ánh mắt thiếu nữ cưỡi heo rơi vào trên người Dương Diệp, nàng đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nói. Mệnh ngươi thật cứng a. Sắc mặt Dương Diệp tối sầm, đang muốn nói chuyện, thiếu nữ cưỡi heo lại nói. Kỳ thật đây là chuyện của chúng ta, ngươi không cần phải tiến vào. Trong đó nước rất sâu, cực kỳ sâu, coi như là đế nữ lúc trước tương trợ ngươi cũng không có tư cách tham dự đến chuyện này. Cho nên, Dương Diệp cười khổ nói. Ta biết rõ nước rất sâu, nhưng bây giờ không phải là ta muốn tham dự, mà là ta không tham dự cũng phải tham dự. Ở trên cũng có người muốn giết ta, hơn nữa mở ra giá tiền còn cao hơn các ngươi. 5 tấm giấy thông hành AH, hiện tại những người kia mục tiêu thứ nhất là ta, sau đó mới là các ngươi. 5 tấm giấy thông hành. Thiếu nữ cưỡi heo khóe mắt hơi nhảy, nàng nhìn Dương Diệp một hồi lâu, sau đó nói. Năng lực gây tai họa của ngươi. Thật không phải mạnh bình thường. Một người hạ vị diện, thậm chí ngay cả đại thế giới cũng có cửu gia, ngươi là làm sao làm được? Dương Diệp. Lúc này, Minh nữ nói. Đi tu dưỡng thoáng một phát đi. Vẫn là Minh nữ tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Ta trước khôi phục thoáng một phát. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp ngồi ngay tại chỗ, sau đó lấy ra một đống lớn tiên tinh thạch bắt đầu hấp thu. Thúc dục tiên tinh thạch, vô số linh khí lập tức xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, sau đó toàn bộ dũng mãnh lao tới, cuối cùng đều bị hồng mông tháp trong cơ thể Dương Diệp hấp thu sạch sẽ. Rất nhanh, một tia tử khí từ trong hồng mông tháp tràn ra, ngay sau đó những hồng mông tử khí này bắt đầu bị thân thế Dương Diệp hấp. Thu, xa xa, thời điểm đám người Liên Tố Yêu nhìn thấy thiếu nữ cưỡi heo cùng Minh nữ liền ngừng lại.
đề phòng. Nhìn minh nữ cùng thiếu nữ cưỡi heo, trong mắt đám người Liên Tố Yêu tràn đầy đề phòng. Đều là người thân kinh bách chiến, người nào nguy hiểm không nguy hiểm, bọn hắn liếc có thể nhìn ra. Bên thiếu nữ cưỡi heo chỉ có ba người, theo thứ tự là quang nữ, minh nữ, cùng với thiếu nữ cưỡi heo. 3-6. Trầm mặc một cái chớp mắt, Liên Tố Yêu nhìn về phía Hoa Thiên Nguyên, hắn có chút trầm ngâm, trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, sau đó nhẹ gật đầu. Cưỡi heo ta để đối phó, còn lại hai người, các ngươi tới. Liên Tố Yêu nói xong, người lập tức biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt thiếu nữ cưỡi heo, sau đó ti xoay tròn, mạnh mẽ đánh về phía thiếu nữ cưỡi heo. Trưởng gia, không xê dần chấn động, âm thanh như sấm nổ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy Liên Tố Yêu đánh tới, sắc mặt thiếu nữ cưỡi heo bình tĩnh, đưa tay chém ra. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, thiếu nữ cưỡi heo cùng Liên Tố Yêu kịch chiến lại với nhau. Mà một bên, minh nữ và quang nữ thì cùng đám người Hoa Thiên Nguyên kịch chiến. Tuy bên Hoa Thiên Nguyên nhân số nhiều hơn, nhưng bọn hắn không có chiếm được tiện nghi gì. Bất quá năm người phối hợp hiển nhiên rất tốt, minh nữ cùng quang nữ cũng không có chiếm được tiện nghi. Trong lúc nhất thời chiến lực lượng ngang nhau. Đáng giá nói tới là, quang nữ, minh nữ cùng với thiếu nữ cưỡi heo, hiện tại vẫn chỉ là bán đế. Mà năm người Hoa Thiên Nguyên, đã là hư giả cảnh. Một bên, Dương Diệp điên cuồng hấp thu năng lượng, theo đại lượng linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, thân thể Dương Diệp đang dần dần khôi phục, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng có một ít huyền khí. Thời điểm hấp thu linh khí, hắn cũng quan sát thế cục trong sân. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Liên Tố Yêu cùng thiếu nữ cưỡi heo, đối với Liên Tố Yêu, Dương Diệp xác thực là có chút kinh ngạc. Bởi vì đối phương đang cùng thiếu nữ cưỡi heo kích chiến không có rơi xuống hạ phong, còn càng đánh càng mạnh. Thiếu nữ cưỡi heo cũng không yếu, khí thế cũng càng đánh càng mạnh. Không thể không nói, hai nữ chiến đấu rất đặc sắc. Bất kể là ý thức chiến đấu, hay vận dụng huyền kỹ, hai nữ đều khống chế cực kỳ tốt. Có thể nói, cái này hoàn toàn là một hồi thị giác thịnh yến. Yêu nghiệt chính thức. Bất kể là Liên Tố Yêu hay đám người Hoa Thiên Nguyên. Đều là yêu nghiệt chân chính. Hắn từ linh giới đến minh ngục đại lục, thiên tài trẻ tuổi rất ít nhìn thấy, trong lòng hắn, cùng giai chỉ có đám người U Minh Điện có thể chống lại hắn. Nhưng một màn trước mắt này nói cho hắn biết, thế giới này rất lớn. Hơn nữa quan trọng nhất là, đám người Hoa Thiên Nguyên ở trên long bảng chỉ là ngoài 10 cũng đã cường đại như thế, như vậy top 5 chẳng phải ngay cả thần giả cũng có thể đánh chết. Nghĩ vậy, thần sắc Dương Diệp không khỏi ngưng trọng lên. Tuy hắn không thèm giấy thông hành đại thế giới gì, nhưng những người này giống như rất cần. Nói cách khác, top 10 kia đều có thể đến tìm hắn. Oanh! Lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một âm thanh nổ vang. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu cưỡi heo cùng Liên Tố Yêu phân ra. Xa xa, Liên Tố Yêu gắt gao nhìn thiếu nữ cưỡi heo. Không nghĩ tới linh giới vậy mà còn có thiên tài giống như ngươi. Thiếu nữ cưỡi heo thản nhiên liếc nhìn Liên Tố Yêu. Ngươi ngược lại cũng không tệ, xin khuyên một câu, đừng nghĩ đến giấy thông hành kia, tranh thủ thời gian cách linh giới xa một chút, bằng không thì, cho ngươi 100 tấm giấy thông hành ngươi cũng không dùng được, bởi vì ngươi không có mạng dùng. Tự tin như vậy. Liên Tố Yêu cười lạnh. Thiên tài, là tự tin như vậy, đồng dạng, nhiều khi cũng cực kỳ tự phụ. Thiếu nữ cưỡi heo không nói gì, tay trái vỗ nhẹ Bạch Trư. Úng. Bạch Trư gầm thét một tiếng, sau đó bắn ra, khi đi vào trước mặt Liên Tố Yêu, lang nha bổng hung ác nện xuống. Hai mắt Liên Tố Yêu nhíu lại, tay khẽ run lên, sau đó nắm chặt thành quyền oanh ra. Oanh! Không gian xung quanh thiếu nữ cưỡi heo cùng Liên Tố Yêu lập tức sụp đổ, bất quá rất nhanh, không gian bị thiên đạo pháp tác ở đây chữa trị. Không chung, thiếu nữ cưỡi heo cùng Liên Tố Yêu nhìn nhau, thiếu nữ cưỡi heo đang muốn xuất thủ, đúng lúc này. Oanh! Một tiếng nổ lớn từ phía dưới ầm ầm vang vọng. Giờ khắc này, thiên địa run rẩy dữ dội. Tất cả mọi người dừng lại, nhìn về phía dưới. Ta sắp ép không được rồi. Phía dưới, truyền đến thanh âm run rẩy của giới nữ. Ép không được. Dương Diệp cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, đám người giới nữ ở dưới làm cái gì? Trong trang, trầm mặc một cái chớp mắt, thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía quang nữ. Lão thất, người xuống dưới. Quang nữ khẽ gật đầu, trực tiếp hóa thành một tia ánh sáng biến mất.
Trong trang, chỉ còn lại có minh nữ cùng thiếu nữ cưỡi heo. 2:6. Xa xa, Liên Tổ Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên nhìn nhau, rất nhanh, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ, một cái vọt tới thiếu nữ cưỡi heo, cái khác thì vọt về phía minh nữ, mà ở sau lưng Hoa Thiên Nguyên, đám người Tô Đao Minh cũng theo sát phía sau. 5:1. Dương Diệp bỗng nhiên đứng lên, hắn tự nhiên sẽ không nhìn minh nữ bị 5:1, muốn xuất thủ, mà lúc này minh nữ bỗng nhiên nói. Người trước khôi phục, nghe ta. Nói xong, bàn tay như ngọc trắng của minh nữ đưa về phía trước. Vèo. Một khóa sắt đen kịt bắn ra, minh nữ nắm khóa sắt mạnh mẽ quét ngang, trong chốc lát, toàn bộ chân trời xích ảnh dày đặc, mà những xích ảnh này thì bao phủ đám người Hoa Thiên Nguyên vào. Dùng một chọi năm. Một bên, hai tay Dương Diệp nắm chặt, đang lo lắng muốn xuất thủ hay không, lúc này thiếu nữ cưỡi heo bỗng nhiên nói. Đừng xem, nhanh khôi phục, lát nữa sẽ có chỗ cần ngươi giúp. Nói xong, thiếu nữ cưỡi heo không quản Dương Diệp, thân hình khẽ động, vọt tới Liên Tố Yêu. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp ngồi xuống. Hiện tại thân thể của hắn mới khôi phục không sai biệt lắm 3-4 thành, huyền khí cũng mới khôi phục 2 thành, bây giờ đi lên căn bản không giúp được cái gì. Hiện tại việc cấp bách là triệt để khôi phục thân thể cùng huyền khí. Chiến không sai biệt lắm 15 phút, Liên Tố Yêu quay đầu nhìn thoáng qua minh nữ cùng đám người Hoa Thiên Nguyên. Khi nhìn thấy đám người Hoa Thiên Nguyên còn không có giải quyết minh nữ, thần sắc của Liên Tố Yêu lập tức âm trầm lên. Nguyên bản nàng cho rằng đám người Hoa Thiên Nguyên 5:1, có thể tiêu diệt minh nữ rất nhanh, nhưng nàng không nghĩ tới, đám người Hoa Thiên Nguyên không chỉ không thể nhanh chóng tiêu diệt minh nữ, ngược lại bị minh nữ cầm chân. Trầm mặc một cái chớp mắt, Liên Tố Yêu lắc mình né tránh thiếu nữ cưỡi heo công kích nói. Hoa Thiên Nguyên, nếu chúng ta kéo dài... Đến lúc đó đừng nói một tấm giấy thông hành cũng không có, có thể còn sống ly khai hay không cũng là vấn đề. Dù cho cuối cùng chúng ta chết kéo một người các nàng, nhưng chúng ta còn không có ly khai linh giới, có lẽ ngươi rất rõ ràng, lúc này có bao nhiêu người đang trên đường chạy đến linh giới. Hoa Thiên Nguyên nhìn thoáng qua Liên Tố Yêu nói. Vậy tất cả mọi người đừng giữ lại. Tốt! Liên Tố Yêu nhẹ gật đầu, hai tay nàng đẩy ra, sau đó quấn quanh lẫn nhau. Một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể nàng tuôn ra, thời điểm cổ khí thế này dũng mãnh tiến ra, hai tay mạnh mẽ đánh về phía thiếu nữ cưỡi heo. Oanh! Một cổ lực lượng vô hình từ trong tay chấn động ra, những nơi đi qua, không gian nứt vỡ. Thần sắc của thiếu nữ cưỡi heo như trước không thay đổi, tay xoay chuyển, thiết bổng mạnh mẽ đập tới. Bành! Theo một tiếng trầm đục vang lên, thiếu nữ cưỡi heo bị chấn lui hơn 100 trượng. Nhưng sau một khắc, thiếu nữ cưỡi heo lại bắn tới, lập tức đi tới trước mặt Liên Tố Yêu, sau đó tay nắm thiết bổng mạnh mẽ đập xuống. Bành! Một tiếng trầm đục vang lên, Liên Tố Yêu bị chấn lui ngoài mấy trăm trượng. Sắc mặt Liên Tố Yêu âm trầm, cũng không nói nhảm, thân hình khẽ động, vọt tới thiếu nữ cưỡi heo. Một bên, đám người Hoa Thiên Nguyên cũng không có lưu thủ, từng người thi triển ra bản lĩnh xuất chúng của mình. Lúc này, minh nữ bắt đầu bị áp chế rồi. Phát giác được một màn này, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, chậm rãi đứng lên, sau đó đi về phía đám người Hoa Thiên Nguyên. Lúc này cổ sao xuất hiện ở trên tay trái của hắn, trong cổ sao cắm một thanh kiếm. Đám người Hoa Thiên Nguyên giao thủ với minh nữ phát giác được Dương Diệp đi tới, sắc mặt lập tức biến đổi, nhao nhao ngừng lại, khi thấy Dương Diệp nắm chuôi kiếm kia, sắc mặt đám người Hoa Thiên Nguyên lần nữa biến đổi, sau đó ở trong ánh mắt mê hoặc của minh nữ. Năm người vội vàng lui về phía sau hơn 1.000 trượng. Liên Tố Yêu cũng ngừng lại, nàng gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ ngưng trọng, còn có một tia kiêng kỵ. Dương Diệp đi tới bên cạnh minh nữ, sau đó nhìn lướt qua đám người Hoa Thiên Nguyên. Thân thể của ta còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng rút một kiếm vẫn có thể. Một kiếm này, các ngươi ai tiếp? Nghe vậy, khóe mắt đám người Hoa Thiên Nguyên nhảy dựng. Ai tiếp? Ai dám tiếp? Dù sao bọn họ là không dám nhận, trước kia Dương Diệp một kiếm miểu sát Giang Nguyệt Trần, bọn hắn còn không có quên. Thấy đám người Hoa Thiên Nguyên không nói lời nào, Dương Diệp nhìn về phía Liên Tố Yêu nói. Ngươi tiếp không? Hai mắt Liên Tố Yêu nhíu lại, trong con ngươi hàn quang lập lòe, nhưng không có lên tiếng. Một kiếm này cho nàng cảm giác rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nàng rất rõ ràng, nếu nàng tiếp một kiếm này, không chết tức thương. Bất kể là chết hay tổn thương, cũng không phải kết quả nàng muốn. Dương Diệp cũng không hùng hổ dọa người,
nhẹ gật đầu nói. Xem ra các ngươi cần thời gian ngẫm lại, không sao, ta cho các ngươi thời gian, bao nhiêu cũng được, từ từ suy nghĩ, ta ở chỗ này tuyệt đối không đi, nghĩ khi ai tới đón một kiếm này thì đứng ra. Nghe Dương Diệp nói, sắc mặt đám người Hoa Thiên Nguyên có chút khó coi. Bị một người trấn nhiếp, cái này đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là một sự tình mất mặt, nhưng không mất mặt, sẽ bỏ mệnh a. Đám người Hoa Thiên Nguyên không xuất thủ, Dương Diệp tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Hắn giữ một kiếm này lại có thể uy hiếp đám người Hoa Thiên Nguyên, nhưng nếu như thả ra rồi, sẽ chết người, nhưng đối với người sống đã không có uy hiếp. Khi đó, người sống nhất định sẽ chính thức liều mạng. Song phương không có xuất thủ, trong lúc nhất thời, trong chàng giằng co. Thiếu nữ cưỡi heo đi tới bên cạnh Dương Diệp cùng Minh Nữ, nàng đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu, không nói gì. Đối với Dương Diệp, nàng cảm thấy không cần phải nói thêm cái gì. Các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Hiện tại coi như là kẻ đần cũng biết đám người U Minh Điện khẳng định ở linh giới làm chuyện gì, hơn nữa tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Trầm mặc một hồi, Minh Nữ trầm giọng nói. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Được rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, lại nói. Manh nữ đâu, nàng không tới sao? Ngươi nhận thức Tam tỷ. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía Dương Diệp hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói đơn giản sự tình một chút. Khó trách những năm này nàng không có xuất hiện. Thiếu nữ cưỡi heo nhẹ giọng nói một câu, sau đó bắt đầu trầm mặc. Nàng không tới sao? Dương Diệp hỏi. Nếu như manh nữ đến, những người trước mắt này không phải đều là cặn bã sao? Nàng sớm đã tới rồi. Minh nữ nói. Sao nàng không ra tay? Dương Diệp khó hiểu. Minh nữ khẽ lắc đầu nói. Nàng đã sớm xuất thủ, nếu như nàng không ra tay, đến cũng không phải những người trước mắt này, mà là người của đại thế giới rồi. Ta hiểu được. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không cần phải nói, manh nữ đi đối phó người lợi hại hơn, mà những cái này ở trong mắt manh nữ không nhập lưu, chỉ có thể do các nàng đến giải quyết. Sự tình các ngươi muốn làm, đại khái còn cần bao lâu? Dương Diệp hỏi. 3 ngày. Minh nữ trầm giọng nói. Khóe miệng Dương Diệp co lại, 3 ngày, nói cách khác, bọn hắn phải thủ ở chỗ này 3 ngày, mà 3 ngày này, khẳng định có hàng hà cường giả chạy đến. Hơn nữa, nhất định là đến một cái mạnh hơn một cái. Các ngươi ở chỗ này tổng cộng mấy người? Dương Diệp lại hỏi. 6 người. Minh nữ nói. Dương Diệp lại hỏi. Còn lại đều đang trở về sao? Ví dụ như đại tỷ, còn có nhị tỷ. Minh nữ lắc đầu nói. Đại tỷ không biết trở về hay không, nhưng nhị tỷ chắc chắn sẽ không đến. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Minh nữ trầm giọng nói. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Dương Diệp. Nếu ngươi sợ, có thể ly khai. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi nhướng mày, hắn nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo, sau đó nói. Ngươi nói lời này đã không có ý nghĩa rồi. Lúc này trong lòng của hắn quả thật có chút khó chịu, hắn sợ sao? Hắn sợ còn có thể đứng ở chỗ này sao? Tuy những người kia cũng là nhằm vào hắn, nhưng nếu như hắn muốn che giấu, ai có thể tìm được hắn? Sở dĩ hắn tiếp tục lưu lại đây, là vì các nàng. Bởi vì lúc trước hắn ở linh giới bị tứ đại thế gia cùng liên minh thủ hộ giả vây công, là các nàng đứng ra giúp hắn. Hiện tại các nàng có phiền toái, hắn có thể nào ly khai? Mà bây giờ thiếu nữ cưỡi heo lại nói loại lời này, hắn tự nhiên có chút khó chịu. Minh nữ nhìn thoáng qua thiếu nữ cưỡi heo nói. Tại sao phải nói lời tổn thương cảm tình này? Thiếu nữ cưỡi heo nhếch miệng nói. Chỉ đùa một chút cũng không được sao, thiệt là. Dương Diệp lắc đầu, hắn cũng không phải thật sự tức giận, thiếu nữ cưỡi heo có chút tùy tiện, hắn cũng biết. Dương Diệp không dây dưa việc này, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám người Hoa Thiên Nguyên nói. 3 ngày, nói cách khác, ba chúng ta phải ở chỗ này thủ 3 ngày. Minh nữ nhẹ gật đầu nói. Vâng, thủ không được làm sao bây giờ? Dương Diệp hỏi. Thủ không được cũng phải thủ. Minh nữ trầm giọng nói, thanh âm lộ ra chân thật đáng tin. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này Minh nữ nhìn về phía hắn nói. Ta một mực không muốn ngươi tiến vào, nhưng bây giờ nói những cái này đã không có ý nghĩa gì rồi. Thực lực của ngươi cường hãn, ở chỗ này,
đối với chúng ta xác thực có trợ giúp rất lớn. Nhớ kỹ một điểm, mặc kệ bất luận tình huống gì, ngàn vạn lần đừng cho người xuống dưới quấy rầy các nàng, được không? Dương Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, lúc này đã bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, ngoại nhân không cách nào thấy rõ tình huống phía dưới. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta tận lực. Hắn biết rõ, đám người giới nữ ở phía dưới làm một chuyện đối với U Minh Điện mà nói, nhất định là cực kỳ trọng yếu. Minh nữ nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này. Oanh! Phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ lớn, ngay sau đó, không gian run lên kịch liệt. Chịu không được. Phía dưới, lại truyền tới thanh âm của giới nữ, trong thanh âm lộ ra vẻ lo lắng. Dương Diệp! Nghe vậy, thiếu nữ cưỡi heo cùng minh nữ biến sắc, hai nữ nhìn nhau. Ngươi xuống dưới! Ngươi xuống dưới! Hai nữ đồng thời mở miệng. Ngươi xuống dưới! Thiếu nữ cưỡi heo trầm giọng nói, chân thật đáng tin. Minh nữ nhìn thoáng qua thiếu nữ cưỡi heo cùng Dương Diệp, sau đó nói. Cẩn thận! Nói xong, thân hình nàng run lên, biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, hư không xa xa bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức khủng bố, chủ nhân của những khí tức này còn ở ngoài 10 vạn dặm, nhưng khí tức đã đi tới linh giới. Lại có người đến rồi. Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp cùng thiếu nữ cưỡi heo đều chìm xuống, không chỉ Dương Diệp cùng thiếu nữ cưỡi heo, sắc mặt đám người Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên cũng có chút lúng túng. Lại có người đến. Cái này ý nghĩa người tranh đoạt giấy thông hành lại thêm mấy cái. Bất quá cũng không tính là chuyện xấu, đổi lại góc độ đến xem, bọn hắn không phải nhiều hơn mấy cái giúp đỡ. Ở trong ánh mắt của mọi người, ba nam tử xuất hiện ở xa xa. Lại để cho Dương Diệp có chút kinh ngạc là, ba nam tử lớn lên y như đúc. Bất kể là thần sắc, ánh mắt, cùng với trên người phát ra khí tức, thậm chí là một động tác rất nhỏ, ba người đều như nhau, cứ như là một người. Mục Tam Nguyên. Nhìn thấy ba nam tử này, sắc mặt đám người Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên lập tức biến đổi. Dương Diệp phát hiện, bất kể là Hoa Thiên Nguyên hay Liên Tố Yêu, trong mắt đều xuất hiện để phòng cùng kiêng kỵ. Đây là vị yêu nghiệt nào? Dương Diệp nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Chưa từng nghe qua. Dương Diệp. Thật sự là cô lậu quả văn. Lúc này, Liên Tố Yêu mỉa mai nói. U Minh hát hát điện điện hạ các ngươi thực lực xác thực không tệ, nhưng tầm mắt không khỏi quá nhỏ bé đi. Hôm nay ta phổ cập kiến thức cho các ngươi thoáng một phát, bọn họ là một tam bào thai, ba người đều gọi Mục Tam Nguyên, trời sinh nhất thể, không phải chỉ bọn hắn thân thể, mà là tâm thần bọn hắn tương thông, một người trong đó nghĩ gì, hai người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Bởi vậy bọn họ tu luyện làm chơi ăn thật, cùng người chiến đấu, cũng tương đương với ba người điệp gia. Biết không, linh hồn ba người bọn họ có thể trao đổi, hơn nữa không có bất kỳ ảnh hưởng. Quái thai. Ý niệm đầu tiên của Dương Diệp là hai chữ này, không chỉ tâm thần thông suốt, ngay cả linh hồn cũng có thể trao đổi, đây không phải quái thai là cái gì. Không thể không nói, cái này có chút khủng bố, bởi vì cái này ý nghĩa cùng đối phương giao thủ, ba người bọn hắn phối hợp sẽ đạt tới một tình trạng cực kỳ khủng bố. Lúc này, Liên Tố Yêu lại nói. Biết không. Bọn hắn đã từng chém giết qua Long Bảng thứ 10, nhưng bởi vì bọn hắn bất kể là chiến đấu hay làm cái gì đều là ba người chung một chỗ, bởi vậy ba người không thể vào Long Bảng, nhưng ở vị diện này, ai không biết bọn hắn. Nói đến đây, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua thiếu nữ cưỡi heo nói. Cắm đầu tu luyện là không được, đi ra bên ngoài nhìn xem nhiều một chút, người sẽ phát hiện, thế giới này so với người nghĩ lớn hơn rất nhiều, người càng sẽ phát hiện, mình kỳ thật cũng chỉ bình thường. Thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái, Liên Tố Yêu nói không có sai, một chút cũng không có, bởi vì hắn cũng một mực cho rằng như vậy. Nhưng lời này nói với thiếu nữ cưỡi heo, sai liền lớn rồi. U Minh Điện đến từ đâu? Đến từ đại thế giới. Ở phương diện kiến thức, thiếu nữ cưỡi heo tuyệt đối mạnh hơn Liên Tố Yêu vô số lần. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn thoáng qua Liên Tố Yêu, sau đó lại nhìn lướt qua đám người Hoa Thiên Nguyên nói. Thứ cho ta nói thẳng, các vị ở đây. Đều là rác rưởi. Sắc mặt Dương Diệp lập tức đen lại, đây không phải ngay cả hắn cũng mắng sao. Nhưng đúng lúc này, thiếu nữ cưỡi heo quay đầu nhìn hắn một cái. Ngoại trừ ngươi, không phải khách sáo, ngươi coi như ở đại thế giới đều không tính yếu. Đương nhiên, cũng không được khá lắm,
nói tóm lại, qua qua loa loa, không có trở ngại. Sắc mặt Dương Diệp càng đen. Người rốt cuộc là khoa trương ta, hay là đang mắng ta? Ăn ngay nói thật. Thiếu nữ cưỡi heo lạnh nhạt nói. Dương Diệp. Nghe thiếu nữ cưỡi heo nói, đám người Liên Tố Yêu, còn có ba huynh đệ Mục Tam Nguyên, sắc mặt đều biến thành âm trầm. Cuồng. Thiếu nữ cưỡi heo thật ngông cuồng. Kỳ thật, coi như là Dương Diệp cũng cảm thấy thiếu nữ cưỡi heo có chút cuồng vọng. Những người trước mắt này, có lẽ không tính tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng tuyệt không phải rác rưởi. Bất quá hắn cũng biết, thiếu nữ cưỡi heo đến từ đại thế giới, bái kiến thiên tài khẳng định rất nhiều, nếu như nàng lấy thiên tài ở đại thế giới so sánh với những người này mà nói, những người này xác thực chỉ có thể coi là bình thường. Nói đơn giản, kiến thức của thiếu nữ cưỡi heo vượt xa mọi người ở đây. Còn một điều, cũng là một điểm tất cả mọi người ở đây xem nhẹ, chính là cảnh giới của thiếu nữ cưỡi heo, hiện tại nàng mới bán đế. Nếu như nàng đạt tới hư giả cảnh, cùng đám người Liên Tố Yêu đạt tới cùng một cấp bậc, những người này ở trước mặt nàng. Chúng ta đều là rác rưởi. Lúc này, Mục Tam Nguyên lạnh giọng nói. Nói chuyện chính là Mục Tam Nguyên chính giữa, bởi vì ba người bọn họ tâm thần thông suốt, cũng đều gọi Mục Tam Nguyên, bởi vậy tất cả mọi người cho rằng bọn hắn là một người. Thiếu nữ cưỡi heo không có để ý Mục Tam Nguyên, nàng nhìn về phía Dương Diệp, chỉ vào đám người Hoa Thiên Nguyên. Giúp ta nhìn năm người này, năm người bọn hắn ai dám ra tay, người rút kiếm chém ai, còn lại giao cho ta. Nói xong, tay thiếu nữ cưỡi heo khẽ động, thu cây gậy trong tay vào, sau đó nàng vỗ nhẹ Bạch Trư, nó nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Bạch Trư đi rồi, tay phải thiếu nữ cưỡi heo xoay tròn. Một thanh đao xuất hiện ở trong tay. Đao có chút lớn, cực kỳ lớn, thân đao dài không sai biệt lắm 6 xích, tương đương với một người trưởng thành, về phần rộng, rộng gần 1 xích 0,33 mét thoạt nhìn giống như một cánh cửa. Đại đao đen kịt, không có lưỡi đao. Ở trong ánh mắt của mọi người, thiếu nữ cưỡi heo lấy ra một sợi vải màu đen, sau đó nàng dùng miệng cắn một đầu, tay kia thì cầm chặt vải quấn quanh chuôi đao, không đến một hồi. Tay phải của nàng cùng chuôi đao bị vải quấn lại với nhau. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo mang theo đại đao đi về phía Liên Tố Yêu, mọi người kinh hãi phát hiện, những nơi đại đao đi qua, không gian bị cắt ra, không chỉ như thế, không gian chung quanh nàng càng rung động, phảng phất như bị lực lượng gì đè ép, làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Liên Tố Yêu cực kỳ ngưng trọng. Không chỉ Liên Tố Yêu, thần sắc tất cả mọi người đều ngưng trọng. Dương Diệp cũng như thế. Sau khi thiếu nữ cưỡi heo đổi đao, cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều năm không sử dụng đao rồi. Thiếu nữ cưỡi heo nói xong, nàng dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Biết tại sao không? Dương Diệp. Khóe miệng thiếu nữ cưỡi heo nổi lên dáng tươi cười, nụ cười này ơi có chút dữ tợn. Bởi vì ta sẽ khống chế không nổi mình. Nói xong. Chân phải nàng mạnh mẽ đạp mạnh hư không run lên kịch liệt, mà nàng thì trực tiếp hóa thành một ánh đao bổ tới Liên Tố Yêu. Nhanh, thật nhanh, cho dù là Dương Diệp cũng chỉ có thể nhìn đến một tia quỹ tích mơ hồ, quan trọng nhất là, đạo ý của thiếu nữ cưỡi heo đạt đến niết bàn cảnh đỉnh phong. Nữ nhân này trước kia một mực ẩn giấu thực lực. Xa xa, nhìn thấy tốc độ của thiếu nữ cưỡi heo, đồng tử của Liên Tố Yêu co rụt lại, cực kỳ kinh hãi. Bất quá nàng cũng không có bối rối, bởi vì nàng sớm có chuẩn bị. Hai tay Liên Tố Yêu xoay tròn, quát nhẹ. Toái diệt. Oanh. Một cổ lực lượng kinh khủng xuất hiện, không gian ầm ầm vỡ vụn, bất quá qua trong giây lát đã bị thiên đạo pháp tắc chữa trị. Khi thấy tràng cảnh hiện tại, sắc mặt tất cả mọi người thay đổi. Lúc này Liên Tố Yêu đã ở bên ngoài hơn 2.000 trượng, sắc mặt nàng trở nên trắng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Bắt mắt nhất chính là cánh tay phải của nàng không còn. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo, nữ nhân này cường đại như vậy. Xa xa, thiếu nữ cưỡi heo chỉ đầu của mình, thần sắc có chút dữ tợn. Cầm đầu tỉ muội chúng ta đi đổi giấy thông hành, ta xem các ngươi là phần ăn nhiều rồi. Nói xong, thiếu nữ cưỡi heo lao về phía Liên Tố Yêu. Xa xa, Liên Tố Yêu nheo mắt. Sau đó nhìn về phía ba huynh đệ Mục Tam Nguyên. Nếu không liên thủ, ai cũng giết không được nàng. Nói xong, trong mắt nàng hiện lên vẻ dữ tợn, chân phải nhẹ nhàng đập mạnh, cả người giống thiểm điện bắn ra. Xa xa, ba huynh đệ Mục Tam Nguyên do dự một cái chớp mắt,
sau đó thân hình vọt tới. Bọn hắn coi như đã nhìn ra, nữ nhân kia không phải người bình thường, nếu không liên thủ, bọn hắn thật không cách nào đánh chết nàng, nói không chừng còn bị nàng giết. Tuy ba huynh đệ Mục Tam Nguyên gia nhập, nhưng thiếu nữ cưỡi heo tựa như uống thuốc tăng lực, càng đánh càng điên, càng đánh càng mạnh, mỗi một đao đều phảng phất như có thể chấn vỡ thiên địa, làm cho người ta sợ hãi. Bởi vậy ba huynh đệ Mục Tam Nguyên cùng Liên Tố Yêu lại bị thiếu nữ cưỡi heo hoàn toàn đè đánh. Đám người Hoa Thiên Nguyên nhìn thấy một màn này, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Những điện hạ của U Minh Điện, thực lực thật vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy, năm người liên thủ có thể đơn giản giải quyết một vị điện hạ. Nhưng một màn ở trước mắt nói cho bọn hắn biết, bọn hắn nghĩ đơn giản rồi. Năm người muốn đi hỗ trợ, nhưng Dương Diệp một mực khóa chặt bọn hắn. So sánh với thiếu nữ cưỡi heo của U Minh Điện, bọn hắn càng kiêng kỵ Dương Diệp. Một kiếm kia của Dương Diệp, thật sự là quá kinh khủng. Dương Diệp còn có thể rút một kiếm, chỉ có một kiếm, nói cách khác, bên bọn hắn tối đa chết một người, nhưng ai nguyện ý hy sinh mình thành toàn người khác? Không có người nguyện ý. Hoa Thiên Nguyên cực kỳ tinh tường điểm ấy, bởi vậy hắn căn bản không dám để cho người bên cạnh hắn xuất thủ, hoặc để cho bọn hắn đi ngăn cản Dương Diệp. Nếu hắn làm như vậy, đoàn đội hắn tạm thời tổ kiến sẽ lập tức chia 5 xẻ 7. Trừ khi là chính bản thân hắn đi đón một kiếm kia của Dương Diệp, nhưng hắn sẽ đi đón sao? Nếu có nắm chắc, hắn nhất định sẽ tiếp, nhưng vấn đề là, hắn một chút nắm chắc cũng không có. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng đám người Hoa Thiên Nguyên giằng co lên. Đối với Dương Diệp mà nói, hắn chỉ cần ngăn chặn đám người Hoa Thiên Nguyên là được. Bởi vì bên kia Mục Tam Nguyên cùng Liên Tố Yêu đã bị thiếu nữ cưỡi heo áp chế. Thiếu nữ cưỡi heo thắng, chỉ là vấn đề thời gian. Đã qua không sai biệt lắm mù ôi 5 phút. Oanh! Đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó không gian chung quanh đột nhiên rạn nứt ra. Tất cả mọi người kinh hãi. Oanh! Lúc này, phía dưới đột nhiên vọt lên một bóng trắng. Nhanh ngăn lại, nhanh! Phía dưới, truyền đến âm thanh lo lắng run rẩy của giới nữ. Lúc này thiếu nữ cưỡi heo đi thẳng tới bên cạnh Dương Diệp nói. Ngươi xuống dưới, nhanh! Chứng kiến thiếu nữ cưỡi heo mặt mũi tràn đầy lo lắng, Dương Diệp cũng không nói nhảm, thân hình khẽ động, phóng về phía bóng trắng. Nhìn thấy chỉ còn thiếu nữ cưỡi heo, khóe miệng Liên Tố Yêu nổi lên vẻ dữ tợn. Thừa cơ hội này giết nàng. 1 đánh 9. Ngay thời điểm đám người Liên Tố Yêu muốn xuất thủ, phía dưới đột nhiên truyền đến thanh âm kinh hoàng của Dương Diệp. Đây là cái quỷ gì? Ngay sau đó, một đạo kiếm quang lóe lên, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt thiếu nữ cưỡi heo. Thần sắc Dương Diệp trở nên trắng bệch, hắn nhìn thiếu nữ cưỡi heo nói. Người đi ngăn cản, bọn hắn ta tới đối phó. Thiếu nữ cưỡi heo hung hăng trùng Dương Diệp một cái, nàng trực tiếp bắt lấy bả vai Dương Diệp, sau đó mạnh mẽ nhấn một cái, một cỗ lực lượng lớn đánh úp lại, Dương Diệp bị thiếu nữ cưỡi heo ném xuống dưới. Đừng cho nàng đào tẩu, xin nhờ. Trong đầu Dương Diệp truyền đến thanh âm của thiếu nữ cưỡi heo, trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng, còn có một tia khẩn cầu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ cưỡi heo bước ra một bước, đạo ý niết bàn cảnh từ trong cơ thể nàng như vỡ đê tuôn ra, đạo ý khủng bố bao phủ 9 người, sau đó tay nàng nắm đại đao, thân hình khẽ động, mang theo vô số ánh đao vào tới. 1 đánh 9. Tuy thiếu nữ cưỡi heo yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng một người đối chiến 9 người. Hiển nhiên vẫn chưa được, bởi vậy chiến đấu bắt đầu, thiếu nữ cưỡi heo đã bị thương. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, thân hình thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía dưới, lúc này đạo quang ảnh kia đã đi tới trước mặt hắn không quá 100 trượng. Lúc trước hắn nói cũng không phải đang nói đùa, hắn là rất nghiêm túc. Nếu có lựa chọn, hắn nguyện ý đi đối mặt đám người Liên Tố Yêu, cho dù 1 đánh 9 hắn cũng chịu. Vì cái gì? Bởi vì đạo quang ảnh kia quá kinh khủng. Vừa rồi lúc hắn xuống dưới, hồng mông tháp trong cơ thể hắn vậy mà nhắc nhở hắn nguy hiểm. Nguy hiểm bình thường, hồng mông tháp sẽ không nhắc nhở hắn. Phải biết lúc trước hắn gặp kiếm hư cùng ma long, hồng mông tháp cũng không nhắc nhở. Mà bây giờ, hồng mông tháp lại nhắc nhở. Sau khi đi vào linh giới, đồng mông tháp nhắc nhở qua 2 lần, một lần là đụng phải cùng kỳ, 2 là đế nữ. Bất kể là cùng kỳ hay đế nữ, cái kia đều thuộc về tồn tại siêu cấp khủng bố. Quang ảnh phía dưa chi đến tột cùng là cái gì, vậy mà làm cho hồng mông tháp nhắc nhở.
hắn rất nhanh liền biết, bởi vì đoàn quang ảnh kia đã đi tới trước mặt hắn không đến 10 trượng. Mặt người. Ở trong quang ảnh, Dương Diệp thấy được một mặt người, mặt của nữ tử. Chứng kiến mặt người này, tóc gáy toàn thân Dương Diệp đều dựng lên, mặt nữ tử trắng bệch, trên mặt tràn đầy điên cuồng cùng dữ tợn, hai mắt huyết hồng, trong đó tản ra sát khí cùng oán khí vô tận. Dương Diệp cũng là người lĩnh ngộ sát ý, nếu hắn nổi điên, sát ý cùng sát khí cũng cực kỳ khủng bố, nhưng sát ý của hắn so sánh với sát khí của mặt người kia, chênh lệch nhiều lắm. Hơn nữa, ở trong khuôn mặt này, còn mang theo một loại cảm xúc khác, cái kia chính là oán khí. Đặc biệt là oán khí, quá nặng, so với lúc trước kiếm vô cực ở trên kiếm thần sơn nặng hơn không biết bao nhiêu lần. Quan trọng nhất là, trên người nữ nhân kia hát ra sát ý, không phải niết bàn cảnh, mà là nửa bước quy nguyên cảnh đỉnh phong. Sát ý nửa bước quy nguyên cảnh đỉnh phong, không chỉ sát ý, trên người đối phương còn tản ra một cỗ ý cảnh, là oán khí đã thực chất, nếu như tính toán là ý cảnh, cái này đã tương đương với nửa bước quy nguyên cảnh. Hai loại ý cảnh nửa bước quy nguyên cảnh. Có thể nói, thực lực khuôn mặt kia còn mạnh hơn kiếm hư rất nhiều. Mà bây giờ, hắn phải ngăn cản nàng. Ngăn nàng lại. Ngăn con em ngươi a hát. Trong nội tâm Dương Diệp nhìn không được nói tục, thiếu nữ cưỡi heo thật là quá để mắt hắn rồi. Tuy không có tin tưởng gì, nhưng hắn vẫn phải xuất thủ. Bởi vì hắn cảm thấy, bất kể là thiếu nữ cưỡi heo hay minh nữ, các nàng đều rất khẩn trương, rất để ý. Nói cách khác, khuôn mặt này đối với các nàng khẳng định cực kỳ trọng yếu. Ngăn đón. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó bước ra một bước, kiếm thần ấn phát sáng lên, sau đó kiếm ý niết bàn cảnh điên cuồng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Hắn lần nữa bước ra một bước, những kiếm ý kia điên cuồng áp xúc, sau đó một cổ lực lượng kinh khủng mạnh mẽ bộc phát ra, toàn lực oanh tới khuôn mặt. Kiếm ý giới hạn. Đối mặt cái khuôn mặt khủng bố, Dương Diệp tự nhiên không dám có chút chủ quan. Lập tức thi triển ra kiếm ý giới hạn. Mà lúc này, trong mặt người đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng đáng sợ, cỗ lực lượng này lập tức oanh lên kiếm ý của Dương Diệp. Oanh! Trong chàng đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ lớn kinh thiên, ngay sau đó, Dương Diệp bị hai cỗ lực lượng phát ra ảnh hưởng chấn đến ngoài ngàn trượng. Oanh! Rất nhanh, xa xa lại bộc phát ra thanh âm nổ vang, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cỗ lực lượng gây ra ảnh hưởng còn chấn khí lãng hóa thành hư vô. Mặt người thì hóa thành một cột sáng tiếp tục lao đến hắn. Tốc độ cực nhanh, đã thấy không rõ quỹ tích. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn nhìn thoáng qua phía dưới đám người minh nữ đang vọt tới, chỉ cần hắn ngăn chặn một lát là được rồi. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay trái Dương Diệp khẽ động, trong cổ sao biến thành táng thiên. Tay phải nắm táng thiên thật chặt, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, cuối cùng toàn bộ lao tới cổ sao. Hắn tự nhiên là không dám dùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức, lúc trước kiếm hư có thể chọi cứng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức, bây giờ khuôn mặt này còn mạnh hơn kiếm hư, một kiếm của hắn xuống dưới, đối phương có việc gì còn dễ nói, nếu như đối phương không có việc gì, như vậy chuyện của hắn sẽ lớn lắm. Tay phải Dương Diệp nắm chuôi kiếm thật chặt, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, cả cánh tay bạo lên gân xanh, giống như vô số con rắn nhỏ, hơi có chút dữ tợn. Quang ảnh càng ngày càng gần, rất nhanh đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, chân phải mạnh mẽ đạp hư không, sau đó cả người mãnh liệt bắn ra, thời điểm tiếp cận mặt người, Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm chém. 750 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra. Lúc này hắn đã có thể thi triển 750 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra, đây là cực hạn của hắn hiện tại. Mà lúc này, trong mặt người đột nhiên bắn ra hai thủ trưởng màu máu. Hai thủ trưởng màu máu khoảng cách gần cùng kiếm của Dương Diệp hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Không gian chung quanh run lên kịch liệt, sau đó ầm ầm sụp đổ, bất quá thoáng qua đã bị thiên đạo pháp tắc chữa trị, mà lúc này, Dương Diệp đã bị chấn lui 2.000 trượng, mà mặt người mới bị đẩy lui không đến 300 trượng. Xa xa, sắc mặt Dương Diệp trắng bệch, khóe miệng đỏ thẫm, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, mặt người này đến tột cùng là thứ gì? Hắn cảm giác được. Công kích của đối phương là vô ý thức, nói cách khác, lúc này đối phương xuất thủ là vì cảm giác được nguy hiểm mà bản năng phản ứng. Nếu như đối phương có ý thức, đây tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Lúc này, khuôn mặt kia hiển nhiên nổi giận, mặt càng dữ tợn. Giống. Đột nhiên, mặt người gầm lên giận dữ, trong chốc lát, không gian phương viên mấy vạn dặm run rẩy dữ dội, phảng phất như muốn sụp đổ,
làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, cái mặt người này không chỉ khủng bố, còn có chút thần bí. Cuối cùng là tồn tại như thế nào? Tại sao đám người minh nữ phải trấn áp cái mặt người này? Một loạt nghi vấn hiện lên ở trong đầu Dương Diệp, nhưng lại không có đáp án. Mà đúng lúc này, mặt người bỗng nhiên nhìn về phía hắn, thấy thế, trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, Táng Thiên cắm vào trong cổ sao, tùy thời chuẩn bị rút kiếm. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, cái mặt người kia bay thẳng đến Dương Diệp. Trong quá trình này, chung quanh mặt người xuất hiện rất nhiều khí lưu màu đỏ như máu, khí lưu ngày càng nhiều, lúc cách Dương Diệp trăm trượng, những khí lưu màu đỏ như máu kia đã bao trùm không gian gần ngàn trượng, nhưng những khí lưu kia vẫn còn tăng trưởng, muốn triệt để bao phủ Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, không dám có chút chủ quan, chân phải hắn mạnh mẽ đập mạnh hư không, cả người hóa thành một đạo kiếm khí đâm tới. Khi cách mặt người còn khoảng 10 trượng, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hung ác, sau đó mạnh mẽ rút kiếm chém. Ông! Tiếng kiếm minh vang vọng, một đạo kiếm khí thoáng hiện. Ngay sau đó, oanh! Âm thanh nổ vang vang lên, ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp, kiếm khí kia lập tức hóa thành hư vô, sau đó một cột sáng huyết sắc bắn mạnh tới hắn. Cột sáng còn chưa tới, lực lượng cường đại trong đó đã để cho không gian chung quanh Dương Diệp giãn nứt, không chỉ như thế, ở dưới uy áp chấn áp, Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại. Rất nhanh, cột sáng huyết sắc đi tới trước mặt Dương Diệp, đúng lúc này, một đạo hàn quang lóe lên, sau đó một băng thuẫn xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Oanh! Cột sáng huyết sắc oanh lên băng thuẫn run lên kịch liệt, sau đó hóa thành hư vô, nhưng cột sáng huyết sắc cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, một nữ tử váy xanh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, rất nhanh, minh nữ, giới nữ, quang nữ còn có yên nữ cũng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy bốn người, Dương Diệp thở dài một hơi, hắn thật sự không muốn tiếp tục đánh với cái mặt người kia, bởi vì trừ khi hắn thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chính thức, bằng không thì hắn chỉ có bị đánh, cũng may đám người minh nữ chạy tới. Tứ nữ không nói gì, giới nữ bước ra một bước, lập tức, độ ấm trong chàng đột nhiên hạ thấp. Ngay sau đó một dòng nước lạnh xuất hiện ở bốn phía mặt người kia, những dòng nước lạnh này lập tức đóng băng mặt người lại, nhưng rất nhanh, theo mặt người va chạm, khối băng lập tức rạn nứt ra. Chấn! Lúc này thanh âm của giới nữ bỗng nhiên vang lên, rất nhanh, một đạo kết giới bao trùm lên khối băng, sau khi kết giới xuất hiện, những khối băng kia lập tức đóng lại. Băng! Giới nữ quát, ngay sau đó bên ngoài kết giới bao trùm lên vô số băng phủ. Lúc này ngũ nữ xuất hiện ở bốn phía mặt người, ngũ nữ nhẹ gật đầu, sau đó đưa ra hai tay, một cổ lực lượng bao trùm lên mặt người, năm người mang theo mặt người chậm rãi hạ xuống. Đúng lúc này, trong chàng nổi lên dị biến, chỉ thấy một nhân ảnh đột nhiên tự không gian xa xa thoáng hiện, sau đó một đạo tinh mang trực tiếp oanh lên khối băng. Bành! Những khối băng kia ầm ầm vỡ vụn, mặt người hóa thành một tia máu phóng lên trời. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt ngũ nữ lập tức dữ tợn. Tốc độ của một người cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trên hư không, thời điểm nó muốn triệt để biến mất, một tiếng kiếm minh vang lên. Oanh! Trên hư không truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó vô số đạo kiếm quang rậm rạp chẳng chịt lao tới một người. Xuất thủ tự nhiên là Dương Diệp, lúc trước thần bí nhân kia đột nhiên xuất hiện, Dương Diệp đã phục hồi tinh thần lại, nhưng hắn không có lựa chọn để đối phó thần bí nhân. Bởi vì hắn biết rõ, cái mặt người này rất trọng yếu với đám người minh nữ. Bởi vậy thời điểm mặt người phá tan kết giới, hắn liền bay thẳng đến trước mặt người. Nhìn thấy một màn này, đám người minh nữ lập tức thở dài một hơi. Lão thập, người ngăn người nọ, còn lại theo ta. Giới nữ nói xong, cùng minh nữ, quang nữ, yên nữ phóng lên trời, trong nháy mắt đi tới trên hư không, mà lúc này, Dương Diệp đã bị chấn đến mấy ngàn trượng. Trong lòng đám người giới nữ cả kinh, vội vàng xuất thủ. Quang nữ cùng với yên nữ đi thẳng tới trước mặt mặt người, sau đó hai cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hai nàng tuôn ra, khi hai cỗ lực lượng này xuất hiện, mặt người bị chấn lùi lại. Băng! Chấn! Theo thanh âm của yên nữ cùng giới nữ vang lên, mặt người kia lập tức bị băng phong, ngay sau đó, một đạo kết giới bao trùm lên bốn phía. Rất nhanh, ở dưới bốn nữ liên thủ, mặt người lần nữa bị chấn áp. Đi! Giới nữ nói xong, tứ nữ mang theo mặt người chậm rãi rơi xuống, mà ở trong quá trình này,
Yên nữ cùng giới nữ không ngừng phong ấn lấy mặt người. Dương Diệp không theo tứ nữ xuống dưới, hắn nhìn thoáng qua, lúc này Minh nữ đang cùng thần bí nhân đại chiến, đối thủ của Minh nữ là một người áo đen, toàn thân người áo đen đều bị áo choàng bao phủ, nhìn không ra là nam hay nữ, bất quá thực lực cực kỳ cường đại, cùng Minh nữ chiến lực lượng ngang nhau. Dương Diệp đang muốn xuất thủ tương trợ, đúng lúc này, hắn giống như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía xa xa, khi thấy tràng cảnh xa xa, trong nội tâm Dương Diệp cả kinh. Ở bên ngoài mấy ngàn trượng, thiếu nữ cưỡi heo bị đám người Liên Tố Yêu vây công, tuy trên người bị thương, nhưng nàng lại không có dấu hiệu muốn bại. Không chỉ như thế, đám người Hoa Thiên Nguyên còn bị thương, đặc biệt là nữ tử cưỡi dị thú, lúc này dị thú đã không thấy, giống như Liên Tố Yêu, một tay biến mất không thấy gì nữa. Tô Đao Minh càng thảm hại hơn, đầu bị lột 1/3, hơn nữa hai tay đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Đao Minh là trực tiếp đánh mất chiến đấu. Người còn lại cũng bị trình độ tổn thương bất đồng. Khủng bố. Thực lực của thiếu nữ cưỡi heo này rất khủng bố. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này, bởi vì hắn phát hiện một điểm, chính là không có bất kỳ người nào dám đón đỡ thiếu nữ cưỡi heo một đao. Chỗ đao qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thiếu nữ cưỡi heo cũng không có thi triển đao kỹ gì, tự là đơn giản bổ, chém, quét, nhưng mỗi một đao uy lực đều rất mạnh, có thể nói, chỉ cần đón đỡ, tuyệt đối không chết tức thương. Dốc hết sức hàng thập bội. Quản ngươi là huyền kỹ, chiêu thức gì, nàng chỉ cần một đao. Trầm mặc một cái chớp mắt, thân hình Dương Diệp khẽ động, vọt tới bên thiếu nữ cưỡi heo. Tuy hiện tại thiếu nữ cưỡi heo có chút vô địch, nhưng hắn đã nhìn ra, giống như hắn, thiếu nữ cưỡi heo đã rất mệt mỏi rồi. Có thể nói, lúc này thiếu nữ cưỡi heo đang tiêu hao lực lượng của mình, nếu như nàng tiếp tục điên như vậy, đến lúc đó cắn trả nhất định sẽ rất nặng. Cho nên, hắn phải xuất thủ. Dương Diệp cũng không có trực tiếp sát nhập chiến đấu, mà đổi táng thiên thành kiếm tổ, đâm kiếm tổ vào trong cổ sao. Ông! Một tiếng kiếm minh bén nhọn vang vọng, sau đó không gian trong phương viên mấy vạn dặm lập tức run lên kịch liệt, giống như địa chấn. Đám người Liên Tố Yêu lập tức nhìn thoáng qua Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp lại cầm kiếm đi tới, sắc mặt đám người Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên lập tức biến đổi, nhao nhao lui ngàn trượng, trực tiếp thoát ly vòng chiến. Cái này để cho ba huynh đệ Mục Tam Nguyên có chút sững sờ, ba người bọn họ hiển nhiên không ngờ đám người Hoa Thiên Nguyên cùng Liên Tố Yêu lại đột nhiên bỏ chạy. Mà bởi vì đám người Hoa Thiên Nguyên cùng Liên Tố Yêu lui lại, thiếu nữ cưỡi heo áp lực giảm nhẹ, đã không còn cố kỵ, thân hình khẽ động, nắm đại đao bay thẳng đến ba huynh đệ Mục Tam Nguyên. Nhìn thấy một màn này, ba huynh đệ Mục Tam Nguyên sắc mặt đại biến, ba người không chút do dự, quay người rút lui. Nói giỡn. Chín người cũng không thể cầm xuống thiếu nữ cưỡi heo, hiện tại chỉ còn lại có ba người bọn hắn làm sao chống đỡ được. Nhưng thiếu nữ cưỡi heo lại không có ý tứ muốn dừng tay, nàng nắm đại đao muốn truy sát ba người Mục Tam Nguyên, bất quá đúng lúc này, Dương Diệp chắn ở trước mặt nàng, Dương Diệp đang muốn nói chuyện, thiếu nữ cưỡi heo lại đưa tay bổ Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp co lại, nữ nhân này là giết điên rồi a hát. Không dám khinh thường, nhưng hắn lại không có xuất thủ. Thời điểm đao cách đỉnh đầu chỉ vài chục cm, một đạo kiếm quang lóe lên, sau đó một thanh kiếm đâm lên đại đao. Đại đao run lên kịch liệt, sau đó Dương Diệp cùng thiếu nữ cưỡi heo đồng thời lui hơn 10 trượng. Một kiếm phá vạn pháp. Lực lượng của thiếu nữ cưỡi heo mạnh hơn Dương Diệp, nhưng chênh lệch lại không lớn, bởi vậy một kiếm phá vạn pháp của Dương Diệp sẽ không bị đối phương dốc hết sức hàng thập bội. Nếu như là kiếm tu khác, dù hắn kiếm tâm thông minh, cũng không có khả năng phá vỡ một đao kia của thiếu nữ cưỡi heo, trừ khi đối phương giống như Dương Diệp, là thân thể kỷ nguyên cảnh. Bị Dương Diệp một kiếm đánh lui, thiếu nữ cưỡi heo lập tức phục hồi tinh thần lại, nàng hung hăng chừng Dương Diệp một cái nói. Ngươi làm cái gì? Dương Diệp đi tới trước mặt nàng, lúc này trên mặt thiếu nữ cưỡi heo đã tràn đầy máu tươi, có thể nói, ngoại trừ hai mắt, địa phương còn lại đều là máu, không chỉ mặt, quần áo tóc, đều biến thành màu đỏ. Trong đó có là của người khác, có là máu của nàng. Vốn hắn còn có chút trách thiếu nữ cưỡi heo chém người lung tung, nhưng nhìn thấy đối phương như vậy, vốn định trách cứ lại làm sao cũng nói không nên lời. Dương Diệp nói khẽ, người bây giờ nhanh khôi phục thoáng một phát, còn lại giao cho ta. Thiếu nữ cưỡi heo trừng mắt nhìn. Người xác định. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thiếu nữ cưỡi heo không có hồng mông tháp nghịch thiên, một khi lực lượng thân thể tiêu hao,
đoán chừng nàng sẽ 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục, thậm chí càng lâu, hơn nữa nói không chừng còn sẽ có di chứng gì khác. Bởi vậy lúc này nàng nhất định phải hảo hảo điều tức thoáng một phát. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn Dương Diệp một cái, cũng không nói chuyện. Nàng trực tiếp ngồi xuống, sau đó lấy ra rất nhiều tiên tinh thạch bắt đầu thôn phệ. Dương Diệp cũng không có nói nhảm, quay người nhìn về phía đám người Hoa Thiên Nguyên, lúc này trên thân đám người Hoa Thiên Nguyên đều chảy máu, hơi có chút chật vật, nhưng trong mắt những người này lại ẩn chứa hung quang, hiển nhiên trước kia chiến đấu, bọn hắn cũng đánh ra chân hỏa. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nắm cổ sao đi về phía đám người Hoa Thiên Nguyên. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, sắc mặt đám người Hoa Thiên Nguyên lập tức biến đổi, tuy thiếu nữ cưỡi heo rất khủng bố, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, phối hợp tốt một chút, thiếu nữ cưỡi heo sẽ rất khó giết được bọn hắn. Nhưng Dương Diệp không giống A Hát, một kiếm kia của hắn là chém ai ai chết. Kỳ thật, chỉ cần có người bức Dương Diệp ra một kiếm này, như vậy mọi người khẳng định sẽ lên một loạt. Nhưng ai đi bức, không có người bức, hy sinh mình thành toàn người khác. Loại chuyện này, bọn hắn đều làm không được. Lúc này Dương Diệp dừng bước, hắn liếc nhìn đám người Hoa Thiên Nguyên. Cho ta nói nhảm vài câu, thứ nhất, các ngươi đều là thiên kiêu, muốn đi đại thế giới, hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của mình đi lên, cần gì phải cần người đại thế giới bố thí. Không có giấy thông hành, bọn hắn sẽ không để cho người hạ vị diện đi lên. Hoa Thiên Nguyên trầm giọng nói, bọn hắn không cho các ngươi đi lên. Các ngươi liền không dám đi lên. Thanh âm của Dương Diệp bỗng nhiên lớn lên, hắn nhìn Hoa Thiên Nguyên. Bọn hắn không cho các ngươi lên, các ngươi không đánh bọn hắn được sao? Dù sao nếu ta đi lên, bọn hắn không cho ta lên mà nói, ta nhất định đánh bọn hắn cầu ta đi lên. Ngươi biết hát đại thế giới sao? Hoa Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Đánh lên, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Đợi ngươi biết bọn hắn khủng bố, ngươi sẽ... Các ngươi mới là bùa đần cười đến cực điểm. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Hoa Thiên Nguyên nói. Thiệt thòi ngươi đã từng là linh giới vũ bảng thứ nhất, ngươi chỉ có chút tiền đồ ấy. Đại thế di cới cũng không phải những người kia sáng tạo ra, bọn hắn dựa vào cái gì chiếm cứ đại thế giới không cho người hạ vị diện đi lên. Bằng người ta thực lực mạnh. Một bên, Liên Tố Yêu lạnh lùng nói. Vậy ngươi cố gắng trở nên mạnh mẽ a hát. Dương Diệp nhìn về phía Liên Tố Yêu. Khi ngươi mạnh hơn bọn hắn dám không cho các ngươi đi lên sao? Nhưng các ngươi không nghĩ như vậy, các ngươi muốn giấy thông hành. Bọn hắn chơi đùa giấy thông hành, đây là đang bố thí, hiểu chưa? Ngươi nói nhiều như vậy, là muốn chúng ta ly khai, không phải sao? Một bên, Mục Tam Nguyên lạnh lùng nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta xác thực là nghĩ như vậy, đương nhiên, nếu các ngươi không rời đi, cũng không có sao. Mọi người bằng thực lực nói chuyện là được. Tốt một câu bằng thực lực nói chuyện. Đúng lúc này, hư không xa xa đột nhiên truyền đến một giọng nói, sau đó một nam tử hoa bào đạp không đi đến. Kim Tu. Nhìn thấy nam tử hoa bào, ba huynh đệ Mục Tam Nguyên thần sắc ngưng trọng lên. Nghe được hai chữ này, thần sắc Liên Tố Yêu cùng đám người Hoa Thiên Nguyên cũng ngưng trọng. Kim Tu, Long bảng thứ 9. Lại là một yêu nghiệt. Ánh mắt Kim Tu rơi vào trên người Dương Diệp. Nếu như ta không đoán sai, ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chính là ta. Ha ha. Kim Tu đột nhiên cười phá lên, cười chỉ chốc lát, sau đó nói. 10 tấm giấy thông hành, Dương Diệp, đầu của ngươi giá trị 10 tấm giấy thông hành AH. 10 tấm. Nghe vậy, Liên Tố Yêu cùng đám người Hoa Thiên Nguyên nhíu mày, Liên Tố Yêu hỏi. Không phải năm cái sao? Kim Tu cười cười. Các ngươi còn không biết à? Hiện tại đầu của hắn đã tăng giá rồi, đã tăng tới 10 cái. Nghe vậy, đám người Liên Tố Yêu lập tức nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt bất thiện, hơn nữa mang theo một tia cuồng nhiệt. Trong tràng đột nhiên yên lặng xuống. Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên nhìn nhau, sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, bắn mạnh tới Dương Diệp. Cùng ta đoạt, thật sự là buồn cười. Nhìn thấy hai người phóng về phía Dương Diệp, cái kia Kim Tu cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, thật nhanh, so Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên nhanh rất nhiều, bởi vậy, trong thời gian ngắn liền là vượt qua rồi Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên. Kim Tu nhìn xem Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn,
nhưng hắn không có chú ý tới, làm hắn vượt qua Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên lúc, Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên đột nhiên ngừng lại, sau đó hai người dùng tốc độ cực nhanh hướng về sau thối lui. Âm mưu. Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên xuất thủ, chính là một âm mưu nhằm vào Kim Tu. Đầu Dương Diệp càng đáng giá, bọn hắn tự nhiên càng động tâm, nhưng đầu hai người lại thanh tỉnh. 10 giấy thông hành, ai không muốn, ai có thể cự tuyệt. Nhưng có mệnh dùng mới được. Kiếm của Dương Diệp, không người có thể ngăn, ai động thủ trước, người đó hắn phải chết. Nhưng chỉ cần Dương Diệp ra kiếm, vậy bọn họ liền không còn cố kỵ. Bởi vậy trước kia hai người nhìn nhau, đã đạt thành một ăn ý, cái kia chính là dụ Kim Tu xuất thủ. Bọn hắn thành công rồi. Kim Tu sợ đầu Dương Diệp bị đoạt, bởi vậy quyết đoán xuất thủ. Kim Tu rất nhanh phóng về phía Dương Diệp, mà đám người Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên thì dùng tốc độ cực nhanh thối lui. Không chỉ như thế, Liên Tố Yêu cùng đám người Hoa Thiên Nguyên còn vội vàng thi triển ra huyền khí bảo hộ, các huyền bảo loại hình phòng ngự cũng hiện ra. Ba huynh đệ Mục Tam Nguyên rất khó hiểu, bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua một kiếm kia của Dương Diệp, bởi vậy ba người không có phòng bị, thậm chí ngay cả lui về phía sau cũng không có. Bọn hắn nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Xa xa, nhìn thấy Kim Tu vào tới, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, phải tay nắm chặt chuôi kiếm, rất nhanh, Kim Tu đi tới trước mặt hắn mấy trượng. Không chút do dự, Dương Diệp cầm kiếm mạnh mẽ chém. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang vọng, một đạo kiếm khí kích xạ ra. Kiếm khí ra, không gian phương viên gần mấy vạn dặm rạn nứt, ngay sau đó trực tiếp sụp đổ. Giờ khắc này, trước mắt tất cả mọi người đều tối sầm lại, phảng phất như trời sập. Rất nhanh, không gian khôi phục bình thường. Lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là, Kim Tu vẫn còn. Lúc này Kim Tu đứng ở trước mặt Dương Diệp không đến hai trượng, tay của hắn vừa nâng lên, trên tay lóe ra kim mang chói mắt, hiển nhiên hắn là muốn xuất thủ, nhưng lại dừng lại. Mọi người phát hiện, lúc này sắc mặt Kim Tu trắng bệch, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, không. Phải nói là tràn đầy hoảng sợ, trên mặt không ngừng chảy mồ hôi. Nếu như nhìn cẩn thận một chút, sẽ phát hiện lúc này thân thể Kim Tu đang run rẩy. Kim Tu chặn một kiếm kia của Dương Diệp. Ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu đám người Liên Tố Yêu, bởi vì Kim Tu xác thực còn sống, hơn nữa một chút việc cũng không có. Yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên, trong tràng vang lên một âm thanh kinh hãi. Hoa Thiên Nguyên không thấy rồi. Nghe vậy. Đám người Liên Tố Yêu mạnh mẽ quay đầu nhìn về chỗ Hoa Thiên Nguyên đứng, lúc này, chỗ đó đã rỗng tuếch. Giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt Liên Tố Yêu trắng bệch, không chỉ nàng, bọn người Tô Đao Minh cũng như thế. Về phần ba huynh đệ Mục Tam Nguyên, ba người rất thảm, bởi vì lúc trước ba người không có phòng bị, bởi vậy bị kiếm khí dư uy của Dương Diệp trấn đến mấy ngàn trượng. Tuy ba người bị thương không phải rất nặng, nhưng lại không nhẹ, ở dưới dư uy, ba người bị trấn thất khiếu chảy máu. Lúc này ba người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Kim Tu còn sống, Hoa Thiên Nguyên lại không có. Vì cái gì? Bởi vì vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp căn bản không phải bổ về phía Kim Tu, mà là Hoa Thiên Nguyên. Đối diện Dương Diệp, thân thể Kim Tu run nhẹ nhẹ, không ai có thể cảm nhận được hắn vừa rồi cảm giác. Thời điểm Dương Diệp rút kiếm là hắn biết, mình khinh địch rồi. Nhưng lúc kia, hắn đã không có đường lui. Hắn chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Mà khi kiếm khí của Dương Diệp đi ra, trong đầu hắn chỉ còn lại có một ý niệm. Cái kia chính là, đã xong. Một kiếm kia căn bản không phải hắn có thể tiếp được, không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà sự thật là như thế. Thời điểm hắn đã cảm giác mình sẽ chết, kiếm khí kia lại không có bổ về phía hắn, mà kích bắn ra sau đó, không có sau đó rồi. Gặp thoáng qua tử thần. Chính thức gặp thoáng qua. Bởi vì nếu một kiếm kia bổ về phía hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, Dương Diệp lại đâm kiếm vào cổ sao, nhìn thấy một màn này, tóc gáy toàn thân Kim Tu dựng lên, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn trượng. Đám người Liên Tố Yêu cũng lập tức xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn trượng, thần sắc đều là đề phòng. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Đừng sợ, ta đã không thể rút kiếm rồi. Vừa rồi một kiếm kia, ta đã tiêu hết sạch huyền khí. Thật sự, ta không lừa các ngươi. Đừng sợ. Ai không sợ, một kiếm kia uy lực tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, có thể nói, đừng nói bọn hắn,
chỉ sợ coi như cường giả thần giả cảnh đến cũng không nhất định dám tiếp. Về phần huyền khí Dương Diệp không còn, hắn không nói còn may, hiện tại hắn vừa nói như vậy, mọi người ngược lại cảm thấy hắn khả năng còn có thể rút một kiếm. Tóm lại, mặc kệ hắn có thể rút kiếm hay không, tất cả mọi người không dám đi tới rồi. Bởi vì vạn nhất nếu hắn còn có thể rút một kiếm, đây không phải đi chịu chết sao? Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Kim Tu nói. Thấy được chưa, mới vừa rồi bọn hắn là muốn cho ngươi làm người chết thế. Nghe vậy, sắc mặt Kim Tu trầm xuống, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đám người Liên Tố Yêu, ánh mắt lạnh như băng, sát ý thoáng hiện. Kỳ thật Dương Diệp không nói, hắn cũng đã minh bạch. Trước kia đám người Liên Tố Yêu xuất thủ trước, mục đích là vì dụ dỗ hắn xuất thủ, lại để cho hắn ngăn một kiếm này của Dương Diệp. Đơn giản mà nói là những người này muốn hắn làm kẻ chết thay. Bất kể là ai bị người lợi dụng, trong nội tâm khẳng định đều rất không thoải mái, huống chi hắn mới vừa rồi còn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nhìn thấy thần sắc của Kim Tu, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, sở dĩ hắn không giết Kim Tu mà là Hoa Thiên Nguyên, mục đích đúng là cái này. Những người trước mắt vì có thể có được đầu hắn cùng với đám người thiếu nữ cưỡi heo, bọn hắn chọn tạm thời liên thủ, mà những người này liên thủ, đối với hắn. Cùng thiếu nữ cưỡi heo là có uy hiếp rất lớn, đặc biệt là Kim Tu. Bởi vậy hắn quyết định buông tha Kim Tu, kể từ đó, Kim Tu tất nhiên sẽ hận đám người Liên Tố Yêu. Bởi như vậy, những người này khẳng định không cách nào liên thủ, bởi vì dù hiện tại Kim Tu đáp ứng, đám người Liên Tố Yêu khẳng định cũng sẽ không tin tưởng hắn. Chỉ cần bọn hắn không liên thủ, khẳng định sẽ cố kỵ lẫn nhau, kiêng kỵ lẫn nhau, cái này đối với hắn cùng thiếu nữ cưỡi heo mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Kim Tu cùng đám người Liên Tố Yêu không có xuất thủ, Dương Diệp càng sẽ không xuất thủ. Kỳ thật, lúc trước hắn cũng không nói sai, hiện tại trong người hắn xác thực không có huyền khí rồi. Không, còn không đến một thành, bởi vì lúc trước hắn khôi phục, mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng khôi phục 5-6 thành. Có huyền khí, nhưng thân thế lại tiêu hao lần nữa. Bởi vậy hiện tại hắn đừng nói rút kiếm tổ, coi như khí lực rút táng thiên cũng không có. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, không chỉ là trảm thiên bạt kiếm thuật, kiếm kỹ cường đại như trảm thiên bạt kiếm thuật, nếu như tiêu hao huyền khí chỉ có một chút, cái này không khỏi quá nghịch thiên đi, cũng là sự tình rất không thực tế. Đừng nói trảm thiên bạt kiếm thuật, mặc kệ huyền kỹ cường đại nào, nhu cầu đối với huyền khí khẳng định đều cực cao. Liên Tố Yêu cùng Kim Tu không ra tay, Dương Diệp không có xuất thủ, trong trang lần nữa rằng co xuống. Nhưng hào khí lại có chút khẩn trương, bởi vì hiện tại giữa sân giống như là một núi lửa sắp bộc phát. Đám người Liên Tố Yêu cùng Kim Tu không có lựa chọn rời đi, điều này đại biểu bọn hắn còn đang muốn lấy đầu Dương Diệp cùng thiếu nữ cưỡi heo. Cho nên bọn hắn sẽ động thủ, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Dương Diệp không có để ý bọn người Kim Tu, mà nhìn về phía Minh Nữ. Lúc này Minh Nữ đang cùng người áo đen đại chiến, lúc này hai người đã lâm vào giằng co, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Để cho Dương Diệp có chút khiếp sợ chính là thực lực của người áo đen, thực lực của Minh Nữ hắn cực kỳ tinh tường, có thể nói, nếu như Minh Nữ chính thức liều mạng, nhất định là sẽ không yếu hơn thiếu nữ cưỡi heo. Nhưng hiện tại người áo đen cùng Minh Nữ chiến cái lực lượng ngang nhau. Đây là thiên tài ở đâu xuất hiện? Đúng lúc này, xa xa Liên Tố Yêu đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt nàng rơi vào trên người Kim Tu, sau đó chỉ vào Dương Diệp cùng thiếu nữ cưỡi heo nói. Hiện tại bọn hắn đều thụ thương rất nặng, bây giờ nếu chúng ta liên thủ, nhất định có thể kích giết bọn hắn. Nếu như không liên thủ, một khi hai người bọn họ khôi phục, khi đó chúng ta chỉ có trốn chạy để khỏi chết. Kim Tu nhìn Dương Diệp cùng thiếu nữ cưỡi heo một cái, trầm mặc. Liên Tố Yêu lại nói. Ân oán giữa chúng ta, có thể về sau lại giải quyết. Nhưng ngươi cũng thấy thực lực của hai người bọn họ, hiện tại nếu không mau chóng giải quyết hai người Dương Diệp, lại qua một hồi, chúng ta ai cũng giết không được bọn họ. Trái lại, nói không chừng chúng ta đều bị hai người bọn họ phản sát. Kim Tu đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp đột nhiên hung dữ nói. Đến giúp nhau tổn thương. Nói xong, tay phải hắn nắm thật chặt chuôi kiếm, sau đó đi về phía đám người Liên Tố Yêu. Đầu người ở đây. Các ngươi có gan cứ tới cầm. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại hai người chúng ta xác thực là bị trọng thương, nhưng trước khi chúng ta chết, kéo các ngươi đệm lưng vẫn có thể làm được. Dương Diệp càng chạy càng nhanh, mặc dù không có phát ra kiếm ý cùng khí thế, nhưng trên người lại có một cổ uy áp vô hình.
Nhìn thấy Dương Diệp giống như muốn nổi điên, sắc mặt đám người Liên Tố Yêu đều biến đổi, bọn hắn tự nhiên là sợ Dương Diệp nổi điên, bởi vì vạn nhất Dương Diệp rút kiếm chém, có lẽ chết chính là bọn họ. Xuất thủ hay không? Đám người Liên Tố Yêu cùng Kim Tu có chút khó khăn rồi. Không ra tay, liền ý nghĩa bọn hắn phải buông tha cho giấy thông hành, Dương Diệp ngay ở trước mặt bọn họ, hơn nữa còn tàn huyết, buông tha cho giấy thông hành, bọn hắn sao có thể cam tâm? Nhưng không buông bỏ, liền ý nghĩa tùy thời bị miểu sát. Khó khăn. Đám người Liên Tố Yêu khó khăn, nhưng tốc độ của Dương Diệp càng chạy càng nhanh, xem bộ dáng kia của hắn, giống như là đang ép đám người Liên Tố Yêu xuất thủ. Lúc này toàn thân Dương Diệp tản ra hồng mang nhàn nhạt, hai mắt cùng tóc đều biến thành màu đỏ, thoạt nhìn không chỉ có chút dữ tợn, còn có chút nổi điên. Đúng lúc này, một thanh âm mang theo tang thương đột nhiên từ trong tinh không truyền đến. Vẫn là lão phu tự mình ra tay đi. Nói xong, một bàn tay màu đỏ từ trong tinh không thoáng hiện, sau đó oanh về phía linh giới. Cái tay này, không đơn thuần là nhằm vào Dương Diệp cùng thiếu nữ cưỡi heo, mà nhằm vào toàn bộ linh giới. Nếu cánh tay này rơi xuống, linh giới sẽ bị đánh nát. Quan trọng nhất là, người lên tiếng này, là cường giả thần giả cảnh. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt tràn đầy dữ tợn. Cái này con mẹ nó còn không dứt sao. Chiến đến bây giờ, lửa giận trong nội tâm Dương Diệp kỳ thật đã đạt đến một điểm tới hạn. Chết một cái, lập tức đến một cái, hơn nữa, một lần so với một lần càng nhiều, một lần so với một lần càng cường, hiện tại cường giả thần giả cảnh cũng đi ra. Không dứt. Trong mắt Dương Diệp hiện lên dữ tợn, ngay thời điểm hắn muốn thi triển tinh thần hộ thể thuật, một đạo lưu quang đột nhiên từ trong tinh không chui ra, tốc độ lưu quang cực nhanh. Trong chớp mắt đi tới trên không linh giới, sau đó ở trong ánh mắt của mọi người, đạo lưu quang kiệu anh lên bàn tay màu đỏ thẫm. Oanh! Bàn tay khổng lồ ầm ầm vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ năng lượng đầy trời, thoáng qua, những mảnh vỡ năng lượng này bị một cổ lực lượng thần bí chấn thành hư vô. Tất cả mọi người kinh hãi. Là ai ở bên ngoài tinh không xuất thủ? Trong mắt Dương Diệp cũng có một tia nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo. Thiếu nữ cưỡi heo có chút trầm ngâm, sau đó nói. Tam tỷ, manh nữ. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hưng phấn, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đám người Kim Tu. Hiện tại đi, có lẽ còn kịp, bằng không thì, đợi lát nữa các ngươi muốn đi cũng không có cơ hội. Không thể không nói, lúc này Kim Tu cùng đám người Liên Tố Yêu đã có một tia sợ hãi. Người vừa mới ra tay kia, tuyệt đối không phải bọn hắn lúc này có khả năng đối kháng. U Minh Điện cũng có cường giả, hơn nữa còn là trí cường giả có thể so với thần giả cảnh. Không hề nghi ngờ, nếu như người nọ xuất thủ với bọn hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Không cần sợ hãi. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, nói xong, một người áo đen xuất hiện ở đối diện cách Dương Diệp không xa. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, người áo đen này là người giao thủ với Minh Nữ. Hắn quay đầu nhìn lại. Lúc này Minh Nữ đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cẩn thận, người đại thế giới đến. Minh Nữ trầm giọng nói. Đại thế giới. Trong nội tâm Dương Diệp hơi kinh, hắn không nghĩ tới người áo đen này dĩ nhiên là từ đại thế giới xuống. Nói cách khác, đại thế giới đã bắt đầu tự mình ra tay rồi. Lúc này, người áo đen kia nói. Chư vị không cần lo lắng, cường giả U Minh Điện đều có người đối phó. Chư vị. Giết một U Minh Điện điện hạ, sẽ đạt được 5 tấm giấy thông hành, không chỉ như thế, sau khi các ngươi tiến vào đại thế giới, còn có thể bằng vào đầu người của U Minh Điện điện hạ trực tiếp gia nhập thế lực tử kim cấp của đại thế giới. Thế lực tử kim cấp. Đám người Liên Tố Yêu động dung, ở hạ vị diện, mạnh nhất chỉ có thế lực ám kim cấp, chỉ có đại thế giới mới có thế lực tử kim cấp. Thế lực tử kim cấp, ý vị như thế nào? Chỗ dựa, tài nguyên tu luyện. Một người. Dù ngươi lại thiên tài, nếu như không có thế lực bồi dưỡng, ngươi cũng rất khó lớn lên. Bởi vì tu luyện cần không chỉ thiên phú, còn có tài nguyên, nếu như không có tài nguyên tu luyện, thiên phú của ngươi lại tốt, thành tựu cũng có hạn. Bởi vì không có người bồi dưỡng cùng ủng hộ, vậy thì ý nghĩa ngươi phải lãng phí rất nhiều thời gian ở trên việc vặt. Mà nếu có thế lực bồi dưỡng cùng ủng hộ, như vậy ngươi chỉ cần tu luyện là được, chuyện còn lại, tông môn giải quyết cho ngươi. Hơn nữa gây sự tình. Cũng có tông môn làm chỗ dựa. Có thể thấy được, có một núi dựa lớn là trọng yếu đến cỡ nào. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối đúng,
rất nhiều tán tu cũng cực kỳ lợi hại. Bất quá đối với đại đa số người mà nói, có chỗ dựa mới là tốt nhất. Bởi vì mọi người đều biết, tán tu bình thường đều trôi qua rất khó khăn. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lúc này Liên Tố Yêu đột nhiên hỏi. Ta đến từ đại thế giới. Người áo đen nói. Các ngươi tiếp nhiệm vụ này, là chúng ta tuyên bố. Nếu như bây giờ các ngươi trở về tinh không chi thành, sẽ phát hiện ta không có lửa các ngươi, bởi vì nhiệm vụ này thù lao đã cải biến. Liên Tố Yêu trầm giọng nói. Ta có một chuyện khó hiểu, người đại thế giới các ngươi đã muốn giết người U Minh Điện cùng Dương Diệp, vì sao không trực tiếp phái ra trí cường giả? Ta nghĩ nếu như các ngươi phái ra trí cường giả, bất kể là Dương Diệp hay U Minh Điện, có lẽ đều không có bất kỳ khả năng sống, không phải sao? Dương Diệp cũng nhìn về phía người áo đen, đây cũng là hắn muốn biết. Người đại thế giới cũng không phải ngu xuẩn, chắc chắn sẽ không làm loại sự tình phái tiểu lâu lâu đến tiễn đưa kinh nghiệm, nhưng đại thế giới không có trực tiếp phái ra vô số cường giả thần giả cảnh xuống. Như Liên Tố Yêu nói, nếu đại thế giới phái cường giả xuống, hắn cùng với đám người minh nữ sẽ rất nguy hiểm, phải biết, ở trên kia cường giả thần giả cảnh nhất định là không ít. Nhưng những người kia không có làm như vậy, trái lại phát nhiệm vụ, để cho người hạ vị diện tới giết bọn hắn. Cái này để cho Dương Diệp khó hiểu. Cái này ta đến nói cho ngươi biết. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nói. Bởi vì hạn chế, trong đại thế giới, phàm đạt tới trên thần giả, nếu muốn xuống hạ vị diện, sẽ bị thiên đạo hạn chế tu vi, tự động giảm một cấp. Vì cái gì? Hỏi chính là Dương Diệp. Cân đối. Thiếu nữ cưỡi heo lạnh nhạt nói. Này giống như nuôi heo, nếu ngươi nuôi heo, ngươi sẽ nhốt hổ vào chuồng heo nuôi chung sao? Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Ngươi đây là cái ví von gì hả? Thiếu nữ cưỡi heo nhún vai nói. Sự thật là như thế, bất quá bây giờ ngươi còn xa xa không cách nào lý giải lời ta nói, nhưng lúc sau ngươi sẽ rõ. Dương Diệp. Thiếu nữ cưỡi heo lại nói. Lúc trước chúng ta lựa chọn đi xuống, cũng là bởi vì có thiên đạo hạn chế. Bọn hắn không thể phát ra trí cường giả xuống một lần hành động tiêu diệt chúng ta. Cũng là bởi vì cái hạn chế này. Cho nên bọn hắn ban bố nhiệm vụ, muốn lợi dụng người hạ vị diện giết chúng ta. Hiểu chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu, nguyên lai người phía trên xuống sẽ bị hạn chế. Bất quá cũng phải, nếu như không có cái hạn chế này, hạ vị diện sẽ vĩnh viễn bị nô dịch, không có bất kỳ cơ hội phát triển. Mà đã có hạn chế này, hạ vị diện có không gian cùng cơ hội phát triển, cũng chỉ có như vậy, thế giới này mới sẽ không vĩnh viễn là một thế lực. Một nhà độc đại. Tuy hắn không có hảo cảm gì với thiên đạo chi nhãn, dù sao gia hỏa này thường xuyên muốn giết hắn, nhưng không thể không nói, hắn đối với cách làm của thiên đạo vẫn rất tán thành. Bởi vì nếu như không có hạn chế này, hiện tại hắn đối mặt cũng không phải những người trước mắt này, mà có thể là một đám cường giả trên thần giả cảnh. Mà bây giờ, cường giả thần giả cảnh xuống, cũng không cần sợ a hát. Bởi vì có manh nữ, dùng thực lực của manh nữ, cường giả thần giả cảnh căn bản không uy hiếp được nàng. Bất quá cũng không thể khinh thường, khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, là có thể đền bù chất lượng chưa đủ. Hơn nữa, ngoại trừ cường giả thần giả cảnh của đại thế giới, hạ vị diện khẳng định cũng có rất nhiều cường giả thần giả cảnh ở một bên nhìn xem. Cho nên áp lực của manh nữ cũng rất lớn, bởi vì nàng phải ngăn trở tất cả cường giả thần giả cảnh. Mà dưới thần giả, cũng chỉ có thể do bọn hắn giải quyết. Lúc này người áo đen đột nhiên nói. Chư vị, ta biết rõ, các ngươi cố kỵ Dương Diệp này, như vậy đi, người này giao cho ta, còn lại hai người các ngươi tới đối phó. Đám người Liên Tố Yêu nhìn nhau, có chút do dự. Người áo đen lại nói. Muốn được, thì phải trả giá. Giấy thông hành, đối với chư vị mà nói, là một cơ hội đi vào đại thế giới. Ta nghĩ chư vị sẽ không buông tha. Đương nhiên. Nếu chư vị buông tha cũng không sao, bởi vì nếu như ta không đoán sai, lúc này vô số yêu nghiệt cùng cường giả các vị diện đều đang chạy đến linh giới. Liên Tố Yêu cùng Kim Tu nhìn nhau, cuối cùng Liên Tố Yêu nói. Ngươi đối phó Dương Diệp. Ta đến. Người áo đen nói. Nghe vậy, trong mắt đám người Liên Tố Yêu do dự biến thành kiên định, mọi người cũng không có nói chuyện, thân hình khẽ động, phân biệt vào tới minh nữ cùng với thiếu nữ cưỡi heo. Không có Dương Diệp uy hiếp, bọn hắn sẽ không còn cố kỵ, bởi vậy bọn hắn quyết đoán lựa chọn xuất thủ. Thiếu nữ cưỡi heo cùng minh nữ cũng không nói nhảm, thân hình hai nữ khẽ động,
công kích về phía Liên Tố Yêu cùng Kim Tu. Đại chiến bắt đầu. Ngươi đắc tội thần phượng tộc. Đối diện Dương Diệp, người áo đen nói. Nhiệm vụ này, là thần phượng tộc tuyên bố, đúng không? Dương Diệp hỏi. Phải. Người áo đen nói. Ta thật có chút hiếu kỳ, ngươi một người hạ vị diệt, vậy mà đắc tội thần phượng tộc, bất quá những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì không liên quan gì tới chúng ta. Như vậy đi, bây giờ nếu ngươi lựa chọn rời đi, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Dương Diệp cười nói. Tu luyện đến bây giờ, không phải một chuyện dễ dàng, làm gì lại để cho mình toi mạng. Người áo đen nói. Dương Diệp lắc đầu. Nhiều khi, rất nhiều chuyện, dù coi như thật sự sẽ chết, ta cũng nhất định phải làm. Nói xong, tay Dương Diệp khẽ động, thu cổ sao cùng kiếm tổ vào, sau đó táng thiên xuất hiện ở trong tay hắn. Trước kia nói nhảm. Hắn dùng tất cả huyền khí trong cơ thể mình chữa trị thân thể. Lúc này thân thể đã chữa trị gần tốt, nhưng huyền khí lại không có. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào thân thể. Thân thể, hắn cũng có thể chiến một trận. Đã như vậy, vậy để cho ta lấy đầu của ngươi, đi tìm thần phượng tộc lấy cái nhân tình. Người áo đen nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó. Vô số khí lưu màu đen như con rắn nhỏ kích bắn về phía Dương Diệp. Trong tràng, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, khi những khí lưu màu đen kia đi vào trước mặt hắn, tay Dương Diệp khẽ động, trường kiếm đâm ra. Xuy 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 xuy. Trong nháy mắt, tất cả khí lưu màu đen chung quanh Dương Diệp biến mất không thấy gì nữa. Xa xa, người áo đen đang chuẩn bị xuất thủ ngừng lại, đã qua một hơi, người áo đen trầm giọng nói. Một kiếm phá vạn pháp. Đối với một kiếm phá vạn pháp, hắn tự nhiên là nghe qua, nhưng lại không có tự mình bái kiến. Kiếm tu lợi hại là cực kỳ khủng bố, khỏi cần phải nói, chỉ chiêu một kiếm phá vạn pháp này cũng đủ để cho người đau đầu rồi. Mặc kệ ngươi là huyền kỹ, chiêu thức gì, ta một kiếm phá hết. Ta ngược lại muốn nhìn, một kiếm phá vạn pháp trong truyền thuyết đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Người áo đen nói xong, cả người hóa thành một đạo hắc tuyến bắn mạnh tới. Trong tràng, người áo đen cùng Dương Diệp đại chiến lên. Nhưng mặc kệ người áo đen tiến công như thế nào, ra chiêu thức gì, hoặc thi triển huyền kỹ gì, đều bị Dương Diệp vô cùng đơn giản phá vỡ. Dương Diệp cũng không có lựa chọn tiến công, lúc này hắn không có năng lực tiến công, miễn cưỡng tiến công không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì lúc này hắn căn bản không có biện pháp thi triển kiếm kỹ cường đại, điều này cũng ý nghĩa hắn không cách nào tạo thành tổn thương thực chất cho đối phương. Không chỉ như thế. Một khi cường hành tiến công, có thể sẽ cho đối phương bắt được sơ hở, nếu như vậy, tình cảnh của hắn sẽ rất không ổn. Tiến công chưa đủ, nhưng phòng ngự dư xài. Hắn có lực lượng thân thể cường đại, bản thân lại là kiếm tâm thông minh, dùng thân thể làm chủ, kiếm tâm thông minh làm phụ, bởi vậy người áo đen là bất luận chiêu thức gì cũng bị hắn hóa giải. Thực lực của người áo đen là không thể nghi ngờ, nhưng bất kể là ở lực lượng hay tốc độ, hắn kỳ thật cũng chỉ tương đương Dương Diệp. Bởi vậy Dương Diệp có thể nhanh chóng tìm được sơ hở của đối phương, kịp thời xuất kiếm, phá vỡ tất cả công kích. Trước kia Dương Diệp căn bản không sử dụng một kiếm phá vạn pháp, bởi vì hắn cùng với người chiến đấu, rất ít xuất hiện đánh lâu dài giống như bây giờ, cơ bản đều là một kiếm, hoặc là mấy kiếm giải quyết. Thực lực ổn áp đối thủ, đi chơi cái gì một kiếm phá vạn pháp, vậy thì có chút lãng phí thời gian. Còn lại là người thực lực viễn siêu hắn, ví dụ như kiếm hư. Đối mặt cường giả loại này, hắn muốn một kiếm phá vạn pháp cũng không có tác dụng. Hiện tại, hắn không có biện pháp thi triển kiếm kỹ, bởi vậy chỉ có thể cùng đối phương đánh lâu dài. Hai người kịch chiến hồi lâu, nhưng ai cũng không hát chiếm được tiện nghi. Bất quá người áo đen rất rõ ràng, tiếp tục chiến xuống dưới, Dương Diệp thua không nghi ngờ. Bởi vì sử dụng lực lượng thân thể CD úng là tiêu hao, tăng thêm Dương Diệp vốn bị thương, tiếp tục xuống dưới. Dù lực lượng thân thể của Dương Diệp không hết, cũng sẽ vô cùng mỏi mệt. Mà khi đó, chính là cơ hội của hắn. Bên thiếu nữ cưỡi heo cùng minh nữ cũng đại chiến rất kịch liệt. Thiếu nữ cưỡi heo đã mở ra hình thức nổi điên, đại đao trong tay mỗi một lần rơi xuống, đều phảng phất như muốn chém nát thiên đại, làm cho người ta sợ hãi. Ở dưới thiếu nữ cưỡi heo điên cuồng công kích, đám người Liên Tố Yêu vây công nàng đã rơi xuống hạ phong, hơn nữa thiếu nữ cưỡi heo càng đánh càng có khí thế. Bởi vậy đám người Liên Tố Yêu bị thua, chỉ là vấn đề thời gian. Đối phó minh nữ chính là Kim Tu,
còn có ba huynh đệ Mục Tam Nguyên, bốn người vây công Minh Nữ cũng không có chiếm được bất luận tiện nghi gì. Minh Nữ không có giống thiếu nữ cưỡi heo điên như vậy, nhưng thần sắc đám người Kim Tu lại đề phòng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bởi vì Minh Nữ xuất thủ rất quỷ dị, đặc biệt là các loại nghịch chuyển của nàng, làm cho bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Đã qua hồi lâu, bành, xa xa đột nhiên truyền đến một thanh âm nổ vang, ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nghe tiếng kêu thảm thiết, Dương Diệp liếc qua, chỉ thấy xa xa, nam tử thấp bé bị thiếu nữ cưỡi heo bổ vỡ nát cốt cách cùng kinh mạch toàn thân. Mà sở dĩ sẽ như vậy, là vì nam tử thấp bé này lui trễ, bị thiếu nữ cưỡi heo lấn thân đến trước mặt, sau đó hắn chỉ có thể ngạnh kháng một đao kia của thiếu nữ cưỡi heo. Chất lượng thiết chùy của hắn hiển nhiên không tệ, bị thiếu nữ cưỡi heo chặt lên một đao cũng không có gãy, nhưng lực lượng cường đại lại chấn vỡ nát cả người hắn. Còn có một hơi, nhưng đã triệt để phế đi. Ngu xuẩn! Trong nội tâm Dương Diệp thầm mắng một tiếng, sau đó chuyên tâm đối phó người áo đen. Lực lượng của thiếu nữ cưỡi heo cực kỳ khủng bố, có thể nói, coi như là hắn cũng không dám chính diện ngạnh kháng lực lượng. Trước kia hắn cùng với thiếu nữ cưỡi heo đã qua một chiêu kia, hắn là tìm được sơ hở của thiếu nữ cưỡi heo, không phải cùng nàng cứng rắn va chạm. Mà nam tử thấp bé kia, vậy mà ngạnh kháng với nàng, đây không phải muốn chết sao? Trong tràng, sau khi thiếu đi một người, thiếu nữ cưỡi heo đánh càng dễ dàng. Mà đám người Liên Tố Yêu thì càng thêm cố hết sức, cho tới bây giờ, đã có nhiều người bị thương, ngay cả Liên Tố Yêu cũng như thế. Hiện tại thiếu nữ cưỡi heo thật là quá đáng sợ. Những nơi nàng đi qua, hoàn toàn không người nào dám chính diện ngăn cản, đều lựa chọn trốn tránh. Nếu như nói đám người Liên Tố Yêu là thiên tài vạn trong không một, như vậy thiếu nữ cưỡi heo cùng đám người Minh Nữ là yêu nghiệt vạn trong không một. Kỳ thật đám người Liên Tố Yêu có thể làm được như vậy, đã rất giỏi rồi. Phải biết, coi như là đến mấy cái bán thần, chỉ sợ cũng không thể từ trong tay thiếu nữ cưỡi heo cùng Minh Nữ chiếm được tiện nghi. Lúc này, đám người Liên Tố Yêu cũng bắt đầu lựa chọn đập nồi dìm thuyền. Loại thời điểm này, bọn hắn tự nhiên không thể rút lui, cũng không dám rút lui, bởi vì một khi rút lui, bại thế sẽ càng nhanh. Hơn nữa, nếu bọn hắn rút lui, thiếu nữ cưỡi heo lại không buông tha bọn hắn mà nói, vậy bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì tốc độ của bọn hắn không thể so với thiếu nữ cưỡi heo. Chiến. Chỉ có chiến. Người một khi bị buộc đến tuyệt cảnh, tiểu vũ trụ cơ bản đều bộc phát, đám người Liên Tố Yêu cũng như thế, lúc này đám người Liên Tố Yêu liều mạng. Bất kể là thiếu nữ cưỡi heo hay đám người Liên Tố Yêu, lúc này đã giết đỏ cả mắt. Lúc này Dương Diệp đã không có đi chú ý thiếu nữ cưỡi heo cùng Minh Nữ, bởi vì người áo đen trước mặt hắn công kích càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kịch liệt. Giành giật từng giây. Bất kể là thiếu nữ cưỡi heo hay Minh Nữ chiến đấu, hay bên Dương Diệp cùng người áo đen cũng như thế. Trong tràng, tay phải Dương Diệp nắm chặt Táng Thiên, thỉnh thoảng đâm ra một kiếm, mỗi một kiếm đâm ra, đều hóa giải công kích của người áo đen. Nhưng đúng lúc này, tay phải người áo đen mang theo một đạo khí lưu màu đen đánh tới trước ngực Dương Diệp. Dương Diệp nguyên bản muốn đâm ra đột nhiên dừng lại, sau một khắc, kiếm có chút lệch lạc, sau đó đâm tới. Bởi vì kiếm không đỡ một chiêu này của người áo đen, bởi vậy tay của người áo đen đi tới trước ngực Dương Diệp, mà kiếm của Dương Diệp cũng đâm vào ngực người áo đen. Bành! Xuy! Theo một thanh âm trầm đục, Dương Diệp bị chấn lui mấy trăm trượng. Dương Diệp ngừng lại. Hắn nhìn U Linh Thuẫn trước mặt, lúc này U Linh Thuẫn giống như lọt vào trọng kích, mặc dù chưa triệt để vỡ vụn, nhưng đã trải rộng vết rạn, phảng phất như nhẹ nhàng đụng một cái sẽ triệt để vỡ vụn ra. Xa xa, trước ngực người áo đen đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Bị động ăn đòn cũng không phải phong cách của Dương Diệp, bởi vậy lúc trước hắn ở thời khắc mấu chốt đột nhiên biến chiêu, đánh người áo đen trở tay không kịp. Bất quá có chút đáng tiếc là, ở thời khắc mấu chốt, người áo đen tránh khỏi. Không để cho kiếm của hắn xuyên tim, chỉ cần có thể một kiếm xuyên tim, đối phương dù không chết cũng trọng thương. Phòng lâu như vậy, chính vì một chiêu này, ha ha thiếu chút nữa thật đúng là cho ngươi đắc thủ rồi. Nam tử áo đen nói. Dương Diệp thu hồi U Linh Thuẫn, sau đó nói. Đáng tiếc vẫn bị ngươi trốn qua. Đúng là đáng tiếc. Hai tay nam tử áo đen chậm rãi nắm chặt. Bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa. Hơ nói xong, một cỗ khí lưu màu đen từ trong cơ thể nam tử áo đen tràn ra, khí lưu màu đen ngày càng nhiều, trong nháy mắt bao phủ nam tử áo đen, ngay sau đó,
những khí lưu màu đen kia đột nhiên huyễn đần hóa thành dị thú, hình dạng dị thú có chút quỷ dị, thân hình như cá, nhưng đầu lại như hổ, hơn nữa chính giữa đỉnh đầu có một cái sừng bén nhọn. Sau khi dị thú xuất hiện, Dương Diệp cau mày, bởi vì hắn cảm thấy tim đập nhanh. Cẩn thận, đó là hồn thú, chuyên ăn linh hồn. Lúc này, một bên truyền đến thanh âm của Minh Nữ. Hồn thú, chuyên ăn linh hồn. Thần sắc Dương Diệp ngưng trọng lên, ở phương diện linh hồn, hắn hơi bạc nhược yếu kém, đối phương chơi đùa cái này, hắn tự nhiên là không dám khinh thường. Tới, cho ta xem, người muốn một kiếm phá vỡ như thế nào. Nam tử áo đen nói xong, dị thú há mồm gầm lên giận dữ, sau đó thả người nhảy lên, nhào về phía Dương Diệp. Dị thú nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, hiển nhiên, nó rất ưa thích linh hồn của Dương Diệp. Ngàn vạn lần đừng cho nó tiến vào thân thể, coi như là thần giả bị nó tiến vào thân thể, cũng đỡ không nổi linh hồn của nó thôn phệ. Xa xa, truyền đến thanh âm lo lắng của Minh Nữ, không chỉ như thế, Minh Nữ còn cứng rắn ăn một kích của Kim Tu, vội vàng bay về phía Dương Diệp. Tiến vào thân thể. Dương Diệp vốn mặt mũi tràn đầy đề phòng nghe Minh Nữ nói, lập tức sững sờ, gia hỏa này ăn linh hồn phải đi vào thân thể. Lúc này hồn thú đã đi tới trước mặt Dương Diệp, ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp đâm ra một kiếm, nhìn thấy Dương Diệp đâm ra một kiếm, khóe miệng người áo đen lập tức lộ ra vẻ mỉa mai, nếu như Dương Diệp có huyền khí, một kiếm này ra chỉ kiếm khí cùng kiếm ý, như vậy còn có thể tạo thành một tia trở ngại, nhưng chỉ bằng vào một kiếm này, là không ngăn cản được hồn thú. Hồn thú, là linh hồn thể, công kích bình thường căn bản không cách nào tạo thành tổn thương. Vốn hắn còn không muốn lấy ra hồn thú, bởi vì mục đích của hắn là người U Minh Điện, nhưng hắn thật sự không có biện pháp làm gì Dương Diệp. Nếu như không làm như vậy, tiếp tục đánh xuống, đối với hắn chỉ biết càng thêm bất lợi. Cho nên, hắn chỉ có thể phóng đại chiêu. Trong tràng, Dương Diệp đâm ra một kiếm, nhưng hồn thú lại trực tiếp xuyên qua kiếm của hắn, cuối cùng hóa thành một đạo hắc mang chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp lập tức trợn lên. Không. Xa xa, nhìn thấy một màn này, thần sắc Minh Nữ lập tức dữ tợn, sau đó tốc độ của nàng tăng lên tới cực hạn, lao về phía Dương Diệp. Mà một bên khác, thiếu nữ cưỡi heo nghe thanh âm của Minh Nữ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, khi thấy Dương Diệp bị hồn thú chui vào thân thể, thiếu nữ cưỡi heo trừng mắt nhìn, sau đó nói. Thằng này cứ như vậy bị giết chết rồi hả? Ha ha! Xa xa, người áo đen điên cuồng cười phá lên. Thật sự là đáng tiếc. Thật sự là đáng buồn, vậy mà dùng công kích bình thường đối phó hồn thú, Dương Diệp a hát Dương Diệp, ngươi là người ngu xuẩn nhất ta bái kiến, ha ha. Nhưng rất nhanh, biểu lộ của nam tử cứng ngắc. Bởi vì Dương Diệp đang nhìn hắn, ánh mắt kia giống như đang nhìn một ngu ngốc. Một bên Minh Nữ chạy đến cũng sửng sốt, bởi vì Dương Diệp một chút sự tình cũng không có. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Minh Nữ buông lỏng, nàng nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người thân hình khẽ động. Công kích đám người Kim Tu đuổi tới. Xa xa, thiếu nữ cưỡi heo cũng nhìn thoáng qua, thầm nói. Gia hỏa này thật thần bí. Nói xong, nàng cũng không quản Dương Diệp, quay người mạnh mẽ bổ tới đám người Liên Tố Yêu. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp làm sao có thể không có chuyện? Dương Diệp tự nhiên không có việc gì, hồn thú tiến vào trong cơ thể hắn, liền bị Hồng Mông Tháp chấn vỡ, sau đó hóa thành năng lượng chui vào trong cơ thể Tiểu Thất ở tầng thứ hai. Năng lượng hồn thú chui vào trong cơ thể Tiểu Thất, mặc dù Tiểu Thất không có tỉnh, nhưng thân thể cùng thần sắc lại xảy ra một chút biến hóa. Dương Diệp như thế nào không có việc gì? Trong tràng, trong đầu người áo đen tràn đầy nghi vấn, mà đúng lúc này, hai mắt hắn đột nhiên trợn lên. Làm sao có thể, hồn thú cùng ta đã mất đi liên hệ, làm sao có thể, làm sao có thể? Nói xong lời cuối cùng, người áo đen cơ hồ đang giống. Dương Diệp lấy ra một ít tiên tinh thạch nuốt vào, sau đó lạnh nhạt nói. Hồn thú của ngươi nói thấy ta cốt cách kỳ lạ, chính là tuyệt thế thiên tài trong vạn không một, cho nên nó quyết định đi theo ta lăn lộn. Ngươi đánh giám. Người áo đen giận dữ hét. Hồn thú này bị ta dùng linh hồn tẩm bổ 3.600 năm, nó cùng ta tâm thần nhất thể, sớm đã nhận ta làm chủ, làm sao có thể buông tha ta đầu nhập vào ngươi. 3.600 năm. Dương Diệp nheo mắt, nuôi lâu như thế làm gì a? Trước kia để cho hồn thú tiến vào trong cơ thể hắn, kỳ thật không tính là đánh bạc,
bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng Hồng Mông Tháp. Đừng nói hồn thú, cùng kỳ tiến vào trong Hồng Mông Tháp đoán chừng cũng trốn không thoát. Phải biết lúc trước Hồng Mông Tháp còn bị thương, đã cường hành phong ấn cùng kỳ, hơn nữa cùng kỳ đối với Hồng Mông Tháp cũng vô cùng kiêng kỵ. Bởi vậy hồn thú muốn đi vào trong cơ thể hắn, kỳ thật không khác chịu chết. Dương Diệp, lúc này người áo đen kia đột nhiên giận dữ hét. Ngươi đến tột cùng làm gì nó? Dương Diệp lại lấy ra một tí tiên tinh thạch nuốt vào, sau đó lạnh nhạt nói. Cũng không có gì, ít nhất tạm thời không sao cả. Bất quá, đợi lát nữa thì không biết. Nghe được Dương Diệp nói, trong nội tâm người áo đen buông lỏng, chỉ cần hồn thú không chết là tốt rồi. Hắn từ đại thế giới đi ra, hồn thú này là hắn khi còn trẻ ngẫu nhiên đoạt được, cũng là át chủ bài cuối cùng của hắn. Ở đại thế giới, nếu như không có hồn thú, thực lực của hắn sẽ giảm xuống không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa giá trị bản thân của hắn cũng sẽ giảm xuống không biết bao nhiêu lần. Kể từ đó, địa vị của hắn ở trong tông môn khẳng định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Chỉ cần không bị diệt sát, vậy thì còn có cơ hội. Trầm mặc một cái chớp mắt, người áo đen nói. Dương Diệp, thả nó, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tha ta một mạng. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ mỉa mai. Ngươi coi ta là ngu ngốc, hay chính ngươi là ngu ngốc? Ngươi muốn như thế nào? Người áo đen trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Kỳ thật cũng rất đơn giản, ta chỉ muốn ngươi nói cho ta biết vài sự tình, ta có thể trả nó lại cho ngươi. Hắn tự nhiên sẽ không nói đối phương ly khai, như vậy không thực tế. Người này từ đại thế giới xuống, nếu như không đạt tới mục đích, đối phương là không thể nào rời đi. Dù đối phương đáp ứng rời đi, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, như vậy còn không bằng kéo một ít thời gian. Đơn giản như vậy. Trong thanh âm của người áo đen mang theo một tia nghi vấn. Chỉ đơn giản như vậy. Dương Diệp nói. Chỉ cần ngươi nói cho ta thứ ta muốn biết, ta sẽ trả nó lại cho ngươi, quyết không nuốt lời. Tốt. Ngươi hỏi đi. Người áo đen vội vàng đáp ứng. Dương Diệp là kiếm tu, hơn nữa còn là một kiếm tu cường đại. Loại người này, bình thường đều khinh thường nói dối. Dương Diệp đã nói trả lại cho hắn, vậy hẳn là sẽ trả lại. Đương nhiên, chính yếu nhất là bởi vì lúc này hắn căn bản không có lựa chọn khác. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Ngoại trừ giấy thông hành, còn có những phương pháp khác đi đại thế giới không? Đại thế giới hắn nhất định là phải đi, bởi vì Tử Nhi cùng Tiểu Bạch ở Thần Phượng tộc. Nhưng hắn lại không biết làm như thế nào đi lên. Giấy thông hành, muốn đạt được giấy thông hành, phải giết chết đám người thiếu nữ cưỡi heo, không nói trước hắn có thực lực này hay không, dù có, hắn cũng sẽ không làm. Mà đầu của hắn, con mẹ nó vậy thì càng không thể. Ngươi muốn đi lên đại thế giới. Người áo đen trầm giọng nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Rất muốn đi lên, nói đi, có phương pháp khác hay không? Người áo đen trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ở chân trời, có một không gian thông đạo, chỗ đó là đi thông đại thế giới, nhưng chỗ đó có cường giả đại thế giới trấn thủ. Người có ba lựa chọn, một là dùng giấy thông hành đi lên, hai là thế lực của ngươi đạt tới tiêu chuẩn, là ít nhất nắm giữ trên 100 thế giới, 10 chung thế giới, kể từ đó, đại thế giới sẽ phát thư mời, cho ngươi lên đại thế giới. Lựa chọn thứ ba. Nói đến đây, người áo đen dừng một chút, sau đó nói. Là đánh lên. Đánh lên. Dương Diệp cau mày, lựa chọn thứ nhất khẳng định không được, hắn không có giấy thông hành. Về phần thứ hai nếu như cho hắn thời gian mà nói, nắm giữ trên 100 thế giới, ngược lại không khó, nhưng thống trị trên 100 thế giới, khẳng định phí thời gian thật lâu, hắn chờ không được. Thứ ba. Hắn chỉ có lựa chọn thứ ba. Giống như biết rõ suy nghĩ của Dương Diệp, người áo đen nói. Ngươi muốn đánh lên. Dương Diệp nhìn thoáng qua người áo đen nói. Tạm thời là nghĩ như vậy. Ngươi là không biết tự lượng sức mình. Người áo đen nói. Hằng cổ đến nay, người từ hạ vị diện đánh lên, không cao hơn 5 cái, gần vạn năm nay, chỉ có 2 người từ thông thiên lộ đánh lên. Hai người nào? Dương Diệp có chút tò mò nói. Người áo đen nói. Một người tên Kiếm Vô Cực, người này năm đó dùng một thanh kiếm trực tiếp đả thông thiên lộ, sau khi tới đại thế giới, lại sáng lập kiếm thần các, năm đó ở đại thế giới, hắn được vinh dự hạ vị diện đệ nhất kiếm tu. Nhưng rất nhanh, danh xưng này liền có tranh luận rồi. Vì cái gì?
Dương Diệp hỏi. Người áo đen nói. Bởi vì cũng không lâu lắm, Hạ Vị Diện lại có một người đánh lên thông thiên lộ, mà người này cũng là một kiếm tu, hơn nữa hắn dùng thời gian còn ngắn hơn kiếm vô cực. Hát. Hắn gọi Tiêu Giao Tử, đúng không? Dương Diệp nói. Làm sao ngươi biết? Người áo đen kinh ngạc nói. Quả nhiên là người này. Tiêu Giao Tử. Đối với ba chữ kia, Dương Diệp tự nhiên là không xa lạ gì. Từ huyền giả đại lục đến bây giờ, hắn vẫn nghe được sự tình về Tiêu Giao Tử, đối với Tiêu Giao Tử, hắn cũng cực kỳ tò mò. Bởi vì hắn cùng CV ới Tiêu Giao Tử tầm đó, vẫn có chút sâu xa. Kiếm Tông là Tiêu Giao Tử sáng lập, mà bây giờ Kiếm Tông Tông chủ là vợ của hắn. Hơn nữa, hắn đã từng là người Kiếm Tông. Lúc này người áo đen lại nói. Năm đó, sau khi Kiếm Vô Cực đi lên Đại Thế Giới, chuyện thứ nhất là đi bái phỏng tất cả kiếm tu của Đại Thế Giới, tuy là bái phỏng, nhưng kỳ thật là khiêu chiến, bất quá mỗi lần hắn khiêu chiến một kiếm tu, đều đưa lên bái thiếp, bởi vậy những kiếm tu kia coi như thua, nhưng đối với Kiếm Vô Cực lại không có ác cảm, trái lại rất nhiều người còn cùng hắn trở thành bằng hữu. Nói đến đây, người áo đen trầm mặc một hồi, sau đó nói. Còn Tiêu Giao Tử, sau khi đi lên Đại Thế Giới, chuyện thứ nhất làm giống như Kiếm Vô Cực, bất quá cách làm lại có khác biệt rất lớn. Hắn lên Đại Thế Giới, liền trực tiếp đánh tới các tông môn có danh tiếng, mỗi lần đả bại người ta, còn tới một câu, không mạnh a, người này ở Đại Thế Giới thanh danh thật không tốt. Bất quá cũng không lâu lắm, hắn lại không thấy tăm hơi. Không thấy. Dương Diệp hỏi. Đi nơi nào? Người áo đen lắc đầu. Không biết, dù sao đằng sau không có thấy hắn đi ra đánh người. Có lẽ bởi vì hắn cũng đã đánh đủ rồi. Dương Diệp. Lúc này, người áo đen nói. Ta đã nói ta biết, hiện tại Ngô Y nên thực hiện lời hứa của ngươi đi à nha. Lời hứa. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Lời hứa gì? Ngươi muốn đổi ý. Thanh âm của người áo đen lạnh xuống. Ngươi nói là trả lại hồn thú A Hát. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta tự nhiên sẽ không đổi ý. Ta là loại người này sao? Trước kia ta đã nói, ngươi phải trả lời vấn đề của ta, ta mới trả hồn thú lại cho ngươi, hiện tại ta còn không có hỏi xong à. Vậy ngươi mau hỏi. Người áo đen nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Có một vấn đề hoang mang ta đã lâu rồi, một mực không có đáp án, ngươi là người đại thế giới đến, kiến thức rộng rãi, nhất định có thể cho ta giải đáp. Cái kia chính là... Phiến vũ trụ của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu tinh cầu? Thế nào, vấn đề này đối với ngươi mà nói hẳn rất đơn giản a. Người áo đen. Ngươi không biết sao? Dương Diệp nói. Nếu như ngươi không biết, như vậy hồn thú không thể cho ngươi rồi. Ngươi xem, đây chính là ngươi không có làm được ta yêu cầu, ta không có đổi ý. Vô sỉ đến cực điểm. Người áo đen gầm lên, hiện tại hắn tự nhiên minh bạch Dương Diệp căn bản là kéo dài thời gian. Cũng không nói nhảm, muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này. Oanh! Phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn, ngay sau đó một cỗ oán khí từ phía dưới phóng lên trời, khi oán khí xuất hiện, phương viên gần 10 vạn dặm lập tức run rẩy kịch liệt, giống như động đất, cùng lúc đó, toàn bộ hư không bị mây đen bao trùm. Tất cả mọi người kinh hãi, kể cả Dương Diệp. Tất cả mọi người nhìn về phía dưới, ở phía dưới, oán khí cùng sát khí vô tận liên tục không ngừng đánh úp lại. Ở dưới loại khí tức này xung kích, tâm thần của tất cả mọi người đều thiếu chút nữa bị ăn mòn. Mọi người vội vàng thối lui, sau đó vận chuyển huyền khí trong cơ thể ngăn cản. Mau xuống đây, đều xuống, nhanh. Phía dưới, truyền đến thanh âm lo lắng của giới nữ, thanh âm này không chỉ mang theo lo lắng, còn mang theo một tia rung động. Các nàng làm cái gì đó? Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy nghi hoặc. Lúc này trên không trung. Thiếu nữ cưỡi heo cùng minh nữ không có do dự chút nào, bay thẳng đến. Dương Diệp. Mà đúng lúc này, minh nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, lúc này thần sắc minh nữ vô cùng ngưng trọng, còn mang theo một tia tái nhợt. Nàng rất trọng yếu với chúng ta, cực kỳ trọng yếu, dù chúng ta chết, cũng không thể để nàng có việc. Cho nên chúng ta phải xuống dưới, ở đây xin nhờ cả vào ngươi. Nói xong, thân hình minh nữ khẽ động, bay xuống phía dưới. Dương Diệp. Mà đúng lúc này, trên không linh giới đột nhiên lại xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại, những khí tức này đang dùng tốc độ cực nhanh chạy đến. Lại có người đến.
Dương Diệp quay đầu nhìn về phía người áo đen cùng đám người Liên Tố Yêu, yết hầu lăn lăn. Mặc dù mọi người rất quen thuộc, nhưng cũng không thể bịp ta như vậy a hát. Ở trước mặt Dương Diệp, là Hắc Y Nhân, ba huynh đệ Mục Tam Nguyên, còn có Kim Tu cùng với bốn người Liên Tố Yêu. Chín người. Chín siêu cấp thiên tài có thể so với bán thần. Không chỉ như thế, lại có người đến rồi. Rất nhanh, ba trung niên nhân xuất hiện ở trên không linh giới, ba người cũng không phải hư giả cảnh, mà là bán thần, cường giả bán thần chính thức. Hơn nữa từ khí tức đến xem, ba vị này không phải loại bán thần bình thường. 12 người. Dương Diệp đã muốn chạy trốn rồi. Hắn biết rõ, đám người minh nữ tuyệt đối không phải cố ý muốn hố hắn, cái mặt người phía dưới kia đối với các nàng mà nói hẳn rất trọng yếu đến cho dù hy sinh các nàng cũng có thể. Nếu như không đoán sai, đám người minh nữ tụ ở linh giới, hơn nữa ở linh giới lâu như vậy, mục đích có lẽ chính là mặt người kia. Cái mặt người kia đến tột cùng là cái gì? Hiện tại hắn tự nhiên không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, hiện tại hắn cần nghĩ chính là, làm sao đối phó 12 người trước mắt. Trước tiên nghĩ tới là Cùng Kỳ, đáng tiếc mặc kệ hắn kêu gọi như thế nào, Cùng Kỳ cũng không có đáp lại. Không cần phải nói, Cùng Kỳ là không trông cậy được vào rồi. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn đám người Hắc Y Nhân, lúc này đám người Hắc Y Nhân cũng đang nhìn hắn. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Ta cảm thấy mọi người chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, câu thông là phương pháp giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất, mọi người cảm thấy thế nào? Chúng ta cảm thấy, nắm đấm mới là phương pháp giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất. Hắc Y Nhân lạnh nhạt nói. Dương Diệp, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Giao ra hồn thú của ta, ta cho ngươi chết thể diện một chút, bằng không ngươi sẽ cảm thấy chết cũng là một loại xa xỉ. Dương Diệp nhìn mọi người nói. Khi một người tiến vào tuyệt cảnh, hắn sẽ bộc phát. Cho nên, các ngươi tốt nhất đừng ép ta, bằng không thì, ta sẽ liều mạng với các ngươi. Chuyện cười. Hắc Y Nhân mỉa mai nói. Thật sự là chuyện cười, Dương Diệp, sắp chết đến nơi rồi, ngươi còn nói ẩu nói tả như vậy. Không cảm giác mình rất buồn cười sao? Nói xong, hắn cũng không nói nhảm, tay phải vung lên nói. Đầu người này giá trị 10 tấm giấy thông hành, mọi người trước tiên có thể tru sát hắn, đợi giết hắn xong, mọi người lại đến thảo luận vấn đề phân phối. Mọi người nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn, ở trước khi không có giết chết Dương Diệp lại đòi chia trác, đây là hành vi ngu xuẩn. Mọi người cũng không có nói chuyện, thân hình khẽ động. Ngay ngắn vào tới. Xông lên trước nhất đúng là Hắc Y Nhân, hắn biết rõ, hồn thú ở trên người Dương Diệp, chỉ cần giết Dương Diệp, hồn thú nói không chừng sẽ trở lại trong tay hắn. 12 người lao lên, khí thế bao phủ Dương Diệp, ở dưới 12 cổ khí thế áp bách, Dương Diệp cảm giác trái tim mình sắp đình chỉ. Nhìn 12 người xông lại, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, sau một khắc. Oanh! Trong tinh không! Một cột sáng màu xanh ra trời bắn xuống, lập tức chui vào trong cơ thể Dương Diệp, khi cột sáng tiến vào trong cơ thể, toàn thân Dương Diệp hiện đầy lân phiến màu xanh ra trời, cùng lúc đó, tinh thần chi lực không ngừng lưu động. Trong cơ thể Dương Diệp, tinh thần chi lực như sóng chiều lăn mình. Nhìn đám người Hắc Y Nhân, hai mắt Dương Diệp dần dần huyết hồng, sau một khắc, cổ sao xuất hiện ở trong tay hắn, cùng lúc đó, Táng Thiên cũng đổi thành kiếm tổ. Kiếm vào vỏ. Một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Khi nhìn thấy cổ khí thế này, đám người Liên Tố Yêu đại biến, bởi vì bọn nàng biết rõ, Dương Diệp lại muốn xuất kiếm rồi. Nghĩ đến một kiếm kia, ra đầu đám người Liên Tố Yêu run lên, ngay thời điểm các nàng muốn quay người lui lại, Hắc Y Nhân đột nhiên phẫn nộ quát. Đừng lui, hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà, một kiếm này để ta chặn lại, theo ta lên, giết. Ông! Một tiếng kiếm minh cắt đứt Hắc Y Nhân nói, sau đó kiếm khí từ trong cổ sao thoáng hiện, tốc độ cực nhanh, nhanh đến căn bản nhìn không thấy. Thời điểm kiếm khí xuất hiện, đồng tử của Hắc Y Nhân lập tức co lại, sau đó tóc gáy toàn thân hắn dựng lên. Kinh hãi gần chết. Thời điểm nhìn thấy một kiếm này, Hắc Y Nhân lập tức biết không tốt. Giờ khắc này hắn biết rõ, mình nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Diệp. Nguyên bản ở trong mắt hắn xem ra, một đế giả dù cường thịnh hơn nữa. Lại có thể cường đi nơi nào? Còn có thể nghịch thiên sao? Bởi vậy lúc trước hắn không có để ở trong lòng. Nhưng hiện tại nhìn thấy một kiếm này, hắn biết rõ, một kiếm này thật sự nghịch thiên.
đáng tiếc đã muộn. Xuy. Hắc y nhân xông lên phía trước, nhất thân thể chia làm hai nửa, bởi vì kiếm khí quá nhanh, nên thời điểm thân thể hắc y nhân phân thành hai nửa thân thể vẫn còn phóng tới Dương Diệp. Sở dĩ có thể như vậy, tự nhiên là bởi vì quán tính, trước kia tốc độ của hắc y nhân quá nhanh, kiếm khí của Dương Diệp cũng nhanh, bởi vậy hắc y nhân chết, thân thể của hắn vẫn còn bản năng xông tới trước. Nhìn thấy hắc y nhân bị phanh thây, sắc mặt đám người Liên Tố Yêu trắng bệch. Đó là biểu hiện của hoảng sợ đến cực hạn. Đúng lúc này, trong ba tên bán thần, một bán thần đột nhiên dữ tợn nói. Mọi người không cần sợ, kiếm kỹ này uy lực cường đại như thế, căn bản không có khả năng thi triển nhiều lần, mọi người cùng nhau xông lên, 10 tấm giấy thông hành ngay ở trước mắt. Ông! Lại một tiếng kiếm minh vang lên, sau đó bán thần nói chuyện im bặt. Trong trang, thân thể trung niên kia cứng ngắc, hai mắt trợn lên. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thân thể từ chính giữa phân ra. Máu tươi, ngũ tạng rơi vãi trên không trung, huyết tinh đến cực điểm. Tất cả mọi người ngẩn ngơ tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp rút kiếm lại đâm vào cổ sao. Ông! Kiếm vào vỏ, cổ sao lập tức run lên kịch liệt, bộc phát ra kiếm quang sáng chói. Cùng lúc đó, không gian chung quanh Dương Diệp phảng phất như không chịu nổi tiếng kiếm minh kia. Run rẩy kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, đám người Liên Tố Yêu hoảng hốt, từng người nhanh lùi lại, trong thời gian ngắn thối lui đến bên ngoài mấy ngàn trượng. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Kim Tu, sắc mặt Kim Tu đại biến, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang thối lui đến bên ngoài vạn trượng. Dù như thế, hắn còn vội vàng tế ra huyền bảo phòng ngự của mình, huyền khí cháo có gần nghìn đạo. Thấy Kim Tu rút đi, Dương Diệp lại nhìn về phía ba huynh đệ Mục Tam Nguyên, ba huynh đệ biến sắc. Giống như Kim Tu, vội vàng lui vạn trượng. Ba huynh đệ Mục Tam Nguyên rút đi, Dương Diệp lại nhìn về phía Liên Tố Yêu không có rút, nàng cùng Dương Diệp đối mặt, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người Kim Tu lập tức đề phòng. Mà lần này Liên Tố Yêu lại có vẻ rất tỉnh táo. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn rút kiếm, Liên Tố Yêu đột nhiên nói. Cái giấy thông hành này, ta không cần. Mọi người sững sờ, Dương Diệp cũng sững sờ, đối phương không muốn. Liên Tố Yêu nhìn Dương Diệp một cái thật sâu, không có nói chuyện, quay người thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Ta cũng không cần. Tiểu nữ tử lúc trước cưỡi dị thú nói xong, sau đó cũng nhìn Dương Diệp thật sâu, quay người biến mất ở phía chân trời. Ta cũng không cần. Rất nhanh, mấy người trước kia đi theo Hoa Thiên Nguyên, ngoại trừ Hoa Thiên Nguyên đã chết. Toàn bộ đều quay người đi ra linh giới. Bọn họ là thật sự sợ. Giấy thông hành có lẽ có thể cải biến vận mệnh, nhưng nếu không có mệnh, 1000 tấm giấy thông hành cũng không có ý nghĩa. Chiến đến bây giờ, mỗi lần các nàng đều cho rằng Dương Diệp là một kiếm cuối cùng, đều cho rằng Dương Diệp đã là nỏ mạnh hết đà, đều cho rằng Dương Diệp lập tức sẽ không được. Nhưng mỗi lần Dương Diệp đều cho các nàng kinh hỉ. Các nàng thật sự không muốn tiếp tục bị Dương Diệp làm cho kinh hỉ nữa. Trái tim chịu không được. Bởi vậy đám người Liên Tố Yêu quyết đoán lựa chọn ly khai. Mặc dù giấy thông hành tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn. Đám người Liên Tố Yêu đi rồi, trong chàng cũng chỉ còn lại Kim Tu cùng huynh đệ Mục Tam Nguyên, còn có hai cường giả bán thần. Hiện tại bầy ở trước mặt bọn họ có hai con đường, một là xuất thủ lần nữa, tuyệt sát Dương Diệp, hai là giống như đám người Liên Tố Yêu, quyết đoán lựa chọn ly khai, mặc dù sẽ mất đi giấy thông hành. Nhưng mệnh xem như bảo trụ. Bất quá xám xịt rời đi, bọn hắn thật sự là có chút không cam lòng. Nhưng không đi, bọn hắn lại không dám lên. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía đám người Kim Tu, thấy Dương Diệp nhìn tới, sắc mặt đám người Kim Tu biến hóa, trong mắt đề phòng cùng kiêng kỵ. Tuy Dương Diệp mới là đế giả, so với bọn hắn kém một cấp, nhưng đối với Dương Diệp, hiện tại không người nào dám có chút khinh thị. Dương Diệp nhìn đám người Kim Tu. Dùng tánh mạng của các ngươi đến tiêu hao thể lực của ta, sau đó tiện nghi kẻ đến sau, như vậy thật sự đáng giá sao? Nếu như các ngươi cảm thấy đáng giá, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Hiện tại cứ tới đây. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc Dương Diệp dữ tợn lên, trong mắt mang theo một tia điên cuồng. Xa xa, Kim Tu nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Cái giấy thông hành này, ta cũng không cần. Nói xong, hắn quay người thân hình khẽ động. Biến mất ở phía chân trời. Đã không dám lên,
như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn lui. Không dám lên, lại không muốn lui, do dự, kết cục bình thường đều rất thê thảm. Bởi vậy Kim Tu cũng quyết đoán lựa chọn rút lui. Nhiều khi, chịu đựng không được hấp dẫn, kết cục đều rất thê thảm. Kim Tu rút đi, cái này để cho trong chàng chỉ còn lại ba huynh đệ Mục Tam Nguyên, còn có hai cường giả bán thần. Ba huynh đệ Mục Tam Nguyên nhìn nhau, ba người nhẹ gật đầu, đang muốn ly khai, nhưng đúng lúc này, một lão giả áo gai đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở trong chàng. Lúc trước liên minh ta nên không tiếc bất cứ giá nào tru sát ngươi, bất quá hiện tại cũng không muộn. Lão giả áo gai nói xong, thò tay điểm về phía trước. Bành! Xa xa, ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp bị chấn đến bay ra mấy ngàn trượng. Cường giả thần giả cảnh. Nhìn thấy một màn này, ba huynh đệ Mục Tam Nguyên nguyên bản phải đi cùng hai cường giả bán thần khác lập tức ngừng lại. Sau khi lui mấy ngàn trượng, Dương Diệp ngừng lại. Ở trước ngực Dương Diệp có một dấu tay, tuy lân phiến chỗ dấu tay đã hoàn toàn biến hình, nhưng lân phiến không có bị phá nát, hơn nữa ở dưới tinh thần chi lực chữa trị, dấu tay dùng tốc độ cực nhanh biến mất. Mà thân thể Dương Diệp chỉ nhận lấy một ít chấn động, cũng không có bị tổn thương thực chất gì. Cái này kỳ thật không chỉ là công lao của tinh thần hộ thể thuật, thân thể hắn cũng có một bộ phận nguyên nhân rất lớn. Nếu như là người bình thường, dù thi triển tinh thần hộ thể thuật, khẳng định cũng sẽ trọng thương. Tinh thần hộ thể thuật là rất mạnh, có thể ngăn trở đại bộ phận tổn thương, nhưng không có khả năng ngăn trở tất cả. Tựa như cường giả thần giả cảnh kia, vừa rồi một kích kia của hắn, đại bộ phận tổn thương đều bị tinh thần hộ thể thuật ngăn cản, nhưng còn lại chút ít dư uy cũng rất mạnh, Dương Diệp là bị cỗ dư uy này đẩy lui mấy ngàn trượng. Mà nếu như thân thể hắn không phải kỳ nguyên cảnh, dư uy kia có thể chấn vỡ thân thể của hắn, giống như nam tử thấp bé lúc trước ngạnh kháng thiếu nữ cưỡi heo. Vũ khí của nam tử thấp bé chặn lực lượng của thiếu nữ cưỡi heo, nhưng nhục thể của hắn lại không thể chống đỡ được dư uy. Phòng ngự thật mạnh. Xa xa, hai mắt lão giả kia nhíu lại, hắn đánh giá Dương Diệp một cái. Tinh thần chi lực, người lại có thể có được huyền khí cùng tinh thần chi lực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tại thiên hà tinh vực, rất nhiều người đã sớm phát hiện tinh thần chi lực, mới đầu cũng có người muốn tinh thần chi lực và huyền khí cùng tu. Nhưng cái này căn bản không được, bởi vì tinh thần chi lực cùng huyền khí thuộc về năng lượng bất đồng, chúng ở trong người sẽ xung đột lẫn nhau, nếu như hút nhiều, không chỉ là xung đột, mà có thể sẽ trực tiếp bạo thể. Tại thiên hà tinh vực, người muốn nắm giữ hai loại lực lượng, cuối cùng lại bạo thể cũng không phải không có. Mà hắn thật không ngờ, Dương Diệp vậy mà đồng thời nắm giữ tinh thần chi lực cùng huyền khí. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía lão giả áo gai. Lão giả này có lẽ là thần giả cảnh của liên minh thủ hộ giả. Bởi vì hắn nhớ rõ, phần thương viêm từng nói qua, liên minh thủ hộ giả còn có một cường giả thần giả cảnh trấn thủ thiên hà tinh vực, có lẽ là vị này rồi. Thần giả cũng tới. Dương Diệp không khỏi có chút bận tâm, không phải lo lắng cho mình, mà lo lắng manh nữ. Tuy manh nữ không có xuất hiện, nhưng hắn biết rõ, lúc này manh nữ đối mặt áp lực khẳng định lớn hơn hắn rất nhiều. Nếu như nàng đủ khả năng, chắc chắn sẽ không để cho cường giả thần giả cảnh đến linh giới, bởi vì bất kể là hắn hay U Minh Điện, đối mặt cường giả thần giả cảnh là rất cố sức. Nhưng hiện tại, cường giả thần giả cảnh đi tới linh giới, nói cách khác, lúc này manh nữ khả năng ốc còn không mang nổi mình ốc. Nghĩ vậy, tâm Dương Diệp không khỏi chìm xuống. Nếu như manh nữ xảy ra vấn đề gì, vậy bọn họ thật sự xong. Lúc này, lão giả áo gai kia nói. Dương Diệp. Lúc trước có nữ nhân kia cứu ngươi, hiện tại, ta ngược lại muốn nhìn, hôm nay ai có thể cứu ngươi. Nói xong, hắn bước ra một bước, sau đó thò tay điểm một cái. Vạch, không gian đột nhiên như gợn sóng nổi lên ba động. Xa xa, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi, hai tay nắm lấy kiếm tổ mạnh mẽ bổ một phát. Bành! Theo một tiếng trầm đục vang lên, Dương Diệp bị chấn lui ngoài mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp thu kiếm tổ vào, đổi thành Táng Thiên. Kiếm tổ mạnh hơn Táng Thiên, điểm ấy là không thể nghi ngờ, nhưng có một vấn đề rất lớn, chính là kiếm tổ quá tiêu hao huyền khí, ít nhất là gấp 5 lần Táng Thiên. Bởi vậy trừ khi thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức, bằng không thì hắn cơ bản không dùng kiếm tổ. Nhìn thấy Dương Diệp phá vỡ công kích của mình, trong mắt lão giả áo gai sát ý càng dày đặc. Yêu nghiệt chính thức, Dương Diệp là loại người này. Đối với loại người này, hoặc là đừng đắc tội, nếu như đắc tội, thì phải triệt để chém giết đối phương,
bằng không thì đợi đối phương lớn lên, hậu quả tuyệt đối không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Trầm ngâm một cái chớp mắt, lão giả áo gai muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt lão giả áo gai, cùng lúc đó, mũi kiếm đâm thẳng mi tâm. Khóe miệng lão giả áo gai nổi lên vẻ mỉa mai, một đế giả cũng dám xuất thủ với hắn, ở trong mắt hắn xem ra, dù Dương Diệp là thiên tài chân chính, yêu nghiệt chính thức, cũng không có tư cách giao thủ với hắn. Hắn là thần giả, mà Dương Diệp chỉ là đế giả. Không nói nhảm, tay phải của lão giả áo gai khẽ đảo, sau đó mạnh mẽ vỗ ra. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng phun trào, chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp bị chấn đến ngoài ngàn trượng. Ngay thời điểm lão giả áo gai muốn xuất thủ lần nữa, Dương Diệp bị đánh bay đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó kiếm thần ấn phát sáng lên, Dương Diệp trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước mặt lão giả áo gai. Nhìn thấy một màn này, ba huynh đệ Mục Tam Nguyên cùng hai bán thần sắc mặt đại biến, nhao nhao lùi lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện một chi tiết, chính là lúc này Dương Diệp phóng tới lão giả áo gai, kiếm ở trong tay đã thay đổi. Táng thiên đổi thành kiếm tổ. Xa xa, Dương Diệp đi tới trước mặt lão giả áo gai, khóe miệng lão giả áo gai vẫn mang theo vẻ mỉa mai, muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Trong nội tâm lão giả áo gai cả kinh, tại sao có thể có cảm giác nguy hiểm? Tuy nghi hoặc, nhưng hắn không có chủ quan, trong cơ thể mạnh mẽ bộc phát ra khí thế kinh khủng chấn về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, chính hắn thì muốn thối lui, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt hắn mạnh mẽ rút kiếm. Ông! Tiếng kiếm minh vang vọng, trong cơ thể lão giả áo gai tuôn ra khí thế bị chấn thành hư vô, cùng lúc đó, không gian xung quanh Dương Diệp cùng lão giả áo gai sụp đổ. Không chỉ như thế, không gian bên ngoài mấy vạn trượng cũng mảng lớn rạn nứt, từng vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn, làm cho người ta sợ hãi. Qua không sai biệt lắm mấy tức, phía chân trời mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, lão giả áo gai nguyên bản ở trước mặt Dương Diệp đã xuất hiện ở bên ngoài vạn trượng. Lão giả áo gai gắt gao nhìn Dương Diệp, một lát sau, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, ngay sau đó. Két sát. Âm thanh thanh thúy vang lên, trong ánh mắt kinh hãi của đám người Mục Tam Nguyên, khuôn mặt của lão giả áo gai đột nhiên rạn nứt ra, không chỉ mặt, toàn thân ở thời khắc này đều rạn nứt. Máu tươi như suối phun bừng lên, lão giả áo gai trong thời gian ngắn biến thành huyết nhân. Nhưng hắn chưa chết. Mặc dù không chết, nhưng tóc gáy toàn thân đám người Mục Tam Nguyên đều dựng lên. Thần giả A-Hát. Trước mắt chính là cường giả thần giả cảnh A-Hát. Nhưng hắn lại bị Dương Diệp chém thành như vậy, tuy lão giả áo gai không chết, nhưng lúc này lão giả áo gai đã bị trọng thương, đối phương như vậy, đừng nói động thủ, chỉ sợ coi như vận dụng huyền khí thoáng một phát cũng không dám. Có thể nói, hiện tại chỉ sợ một làn gió mạnh cũng có thể thổi tan. Phế! Một cường giả thần giả cảnh bị Dương Diệp một kiếm phế ngay lập tức. Tới nước này, ba huynh đệ Mục Tam Nguyên cùng hai bán thần ngăn không được run lên. Xa xa! Dương Diệp cũng không có lựa chọn tiếp tục động thủ, bởi vì kỳ thật hắn cũng không sai biệt lắm phế đi. Sau khi thi triển tinh thần hộ thể thuật, trong cơ thể hắn hấp thu đi tinh thần chi lực đã bị tiêu hao sạch, kỳ thật hai kiếm trước kia hắn cũng đã tiêu hết sạch. Vừa rồi một kiếm này, là vì huyền khí trong cơ thể khôi phục một chút, hắn dùng truyền khí thi triển ra. Cái này là chỗ tốt khi có được hai loại năng lượng, có thể lẫn nhau đền bù. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, hắn tổng cộng thi triển 5 lần Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. 5 lần Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Hắn thật là sơn cùng thủy tận rồi. Hiện tại sở dĩ hắn còn có thể đứng, là vì tinh thần hộ thể thuật chống, một khi tinh thần hộ thể thuật biến mất, chính là thời điểm hắn xong đời. Tiêu hao. Tiêu hao nghiêm trọng. Giết hắn đi. Đúng lúc này, xa xa lão giả áo gai bỗng nhiên nói. Bất quá hắn vừa nói xong, liền phun ra một ngụm máu. Một bên, ba huynh đệ Mục Tam Nguyên cùng hai bán thần nhìn nhau, bốn người đều không có lựa chọn động thủ. Lúc này, lão giả áo gai trầm giọng nói. Hắn đã nỏ mạnh hết đà, mau giết hắn, bây giờ là thời cơ cuối cùng, chỉ cần giết hắn, các ngươi có thể đạt được 10 tấm giấy thông hành, các ngươi còn chờ cái gì? Hắn ngược lại muốn tự động thủ, nhưng lúc này hắn ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Một kiếm kia của Dương Diệp, trực tiếp chém nứt toàn thân, kể cả ngũ tạng của hắn. Có thể nói,
hiện tại coi như tùy tiện đến một huyền giả cũng có thể giết chết hắn. Nhưng hắn biết rõ, lúc này Dương Diệp khẳng định giống như hắn, bằng không thì Dương Diệp căn bản không có khả năng đứng ở nơi đó bất động. Hiện tại, duy có thể ra tay dĩ nhiên là đám người Mục Tam Nguyên, bởi vậy hắn ký thác hy vọng vào đám người Mục Tam Nguyên. Nghe được lão giả áo gai nói, đám người Mục Tam Nguyên lập tức nhìn về phía Dương Diệp, mà lúc này, Dương Diệp cũng đang nhìn bọn hắn, sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, hắn không nói gì, chỉ đâm kiếm tổ vào cổ sao. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Mục Tam Nguyên kịch biến. Sợ cái gì? Lúc này lão giả áo gai gào thét. Hắn là đang hù dọa các ngươi. Thử hỏi, nếu hắn còn có chiến lực, sẽ không giết ta? Sẽ sao? Sẽ không, nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì lúc này hắn đã trọng thương. Chỉ cần các ngươi động ngón tay, có thể đơn giản lấy đầu của hắn. Bốn người Mục Tam Nguyên nhìn nhau, do dự một cái chớp mắt, thân hình bốn người khẽ động. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, nhưng đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó tay phải nữ tử đưa về phía trước, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, một cổ lực lượng chấn động ra, sau đó đám người Mục Tam Nguyên bị cỗ lực lượng này chấn thành hư vô. Miểu sát. Sau khi miểu sát đám người Mục Tam Nguyên, nữ tử quay người nhìn về phía Dương Diệp. Nhìn thấy nữ tử, con mắt Dương Diệp lập tức trợn lên. Ngươi, là ngươi. Ở trong mắt Dương Diệp tràn đầy nghi hoặc cùng khó tin, còn có một tia kiêng kỵ. Nữ nhân trước mắt này là ai? Nữ nhân này Dương Diệp tự nhiên bái kiến, hơn nữa vừa rồi không lâu, bởi vì nữ nhân này dĩ nhiên là một người bị đám người minh nữ chân áp. Khuôn mặt trắng bệch, hai mắt huyết hồng, mái tóc màu tím tản ra sát khí như có như không, không chỉ như thế, ở trên người tản ra một cỗ cực kỳ oán khí đáng sợ. Ở trước mặt oán khí này, kiếm ý của hắn chống cự cũng có chút cố sức. Sát ý, tử khí, oán khí. Nữ nhân trước mắt này giống như toàn bộ thế giới đều thiếu nàng mấy trăm vạn tiên linh thạch vậy. Sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh, thần sắc Dương Diệp dữ tợn lên, đám người minh nữ trấn áp nữ nhân này, nhưng hiện tại nữ nhân này biến thành hình người, nói cách khác, đám người minh nữ gặp chuyện không may. Các nàng đâu? Dương Diệp trầm giọng nói. Trên trán hắn, kiếm thần ấn phát sáng lên. Nữ tử nhìn mi tâm Dương Diệp một cái, trầm ngâm chớp mắt, nàng đột nhiên vươn ngọc thủ điểm vào mi tâm Dương Diệp, trong chốc lát, kiếm thần ấn trực tiếp yên lặng xuống. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, đúng lúc này, minh nữ xuất hiện ở bên cạnh hắn, sau đó thiếu nữ cưỡi heo, giới nữ, yên nữ, quang nữ, yên nữ, toàn bộ xuất hiện ở trước mặt. Các ngươi, trong mắt Dương Diệp tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này minh nữ nói, còn nhớ rõ trước kia ta đã nói với người U Minh Điện ta có một vị điện hạ bị huyết phạt không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, việc này hắn tự nhiên nhớ rõ. Minh nữ đi tới bên cạnh nữ tử toàn thân tràn ngập oán khí nói. Nàng là vị lúc trước bị huyết phạt, cũng là tứ tỷ của chúng ta, tên oán nữ. Nàng không phải đã chết rồi sao? Trong đầu Dương Diệp tràn đầy nghi hoặc. Minh nữ lắc đầu. Chưa chết. Chúng ta dùng phương pháp đặc thù bảo vệ nàng. Dương Diệp nói. Ta rất khó hiểu, lúc trước dùng thực lực của các ngươi, liên minh thủ hộ giả căn bản không làm gì được, nhưng nàng lại bị bức như thế. Chúng ta cố ý nhẫn nhục. Minh nữ nói. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Minh nữ quay đầu nhìn thoáng qua oán nữ khẽ gật đầu, Minh nữ tiếp tục nói. Tứ tỷ là thiên đố thể trời ghét cả đời bị thiên đạo trừng phạt. Loại thể chất này có một điểm rất đáng sợ, chính là dù ngươi ở kiếp này chết rồi. Nhưng nó sẽ theo ngươi đến kiếp sau, đời đời bị vận rủi quấn thân, thế thế đại đại bị thiên đạo nhằm vào. Nhưng tới thế thứ 10, cái thể chất này sẽ lột xác. Lột xác? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Minh nữ nhẹ gật đầu nói. 10 thế sau, nàng không chỉ không bị thiên đạo nhằm vào, còn nắm giữ ách vận chi lực. Nói đến đây, Minh nữ dừng một chút, sau đó nói. Ách vận chi lực là như thế này, nếu hiện tại tứ tỷ thi triển ách vận chi lực với ngươi, như vậy từ nay về sau, ngươi sẽ xui xẻo tận mạng. Không chỉ như thế, mặc kệ ngươi đi đến thế giới nào, chỉ cần dám bạo lộ khí tức, lập tức sẽ đưa tới thiên đạo chi nhãn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tru sát ngươi. Thần sắc Dương Diệp động dung, ách vận chi lực làm người xui xẻo, còn bị thiên đạo chi nhãn đuổi giết, cái này ngẫm lại có chút đáng sợ a hát. Tuy hắn cũng bị thiên đạo chi nhãn nhằm vào,
nhưng cái kia đều là dưới tình huống hắn sát nhân. Mà một khi chúng ách vận chi lực, người không giết người, chỉ cần bạo lộ một tia khí tức, thiên đạo chi nhãn cũng tới tìm ngươi tâm sự. Thay lời khác mà nói, oán nữ có thể lợi dụng thiên đạo chi nhãn, khiến nó thành giúp đỡ của mình. Lúc này minh nữ lại nói. Hiểu chưa, sau thế thứ 10, tứ tỷ có thể cường hành lấy ra ách vận chi lực từ trong cơ thể nàng, hơn nữa khống chế. Đương nhiên, đây không phải chỉ cần vượt qua 10 thế là có thể khống chế ách vận chi lực. Tứ tỷ vì khống chế ách vận chi lực, không tiếc tiến nhập luân hồi 10 thế, mỗi đời đều nhận hết thống khổ tra tấn mới có thể chết. Nói đến đây, minh nữ trầm mặc. Một bên đám người thiếu nữ cưỡi heo có chút cúi đầu, trầm mặc. Lúc này oán nữ khẽ lắc đầu nói. Không cần thương tâm, lúc trước nếu ta sớm hạ quyết tâm tiến nhập luân hồi, đại tỷ cùng nhị tỷ sẽ không trở thành như vậy. Như vậy trước kia vì cái gì nàng sẽ như vậy? Dương Diệp lại hỏi. Trước kia oán nữ là mặt người, không giống như nhận ra đám người minh nữ. Nói cho tiểu gia hỏa này hết thảy đi. Oán nữ đột nhiên nói. Tiểu gia hỏa. Sắc mặt Dương Diệp đen lên. Minh nữ nhẹ gật đầu nói. Trước kia ý thức của tứ tỷ đang đọ sức với ách vận chi lực, khi đó tứ tỷ căn bản không có ý thức, trước kia hành vi của nàng đều là cảm xúc mặt trái khống chế. Chúng ta không dám để cho nàng ly khai chính là sợ, nàng chạy trốn tới chung thế giới, bởi vì một khi đi chung thế giới, khi đó thiên đạo chi nhãn sẽ xuất hiện, một khi thiên đạo chi nhãn của chung thế giới xuất hiện, tứ tỷ 10 thế trả giá, liền hóa thành cho tàn. Thì ra là thế. Nghe minh nữ nói, Dương Diệp cuối cùng hiểu rõ. Đơn giản mà nói, lúc trước oán nữ bị giết, kỳ thật chính là nàng cố ý gây nên, mà đám người minh nữ tụ ở linh giới, là đang đợi oán nữ phục sinh. Như vậy những người đại thế giới kia? Dương Diệp lại hỏi. Nghe được Dương Diệp nói, thần sắc chúng nữ đều triệt để lạnh xuống. Minh nữ trầm giọng nói. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng tứ tỷ nắm giữ ách vận chi lực, cho nên không lâu trước, bọn hắn bắt đầu đối phó chúng ta. Bất quá bởi vì thiên đạo hạn chế, bọn hắn không thể phái ra cường giả chân chính xuống, cũng không dám phái xuống, vì xuống, thực lực đại giảm, bọn hắn căn bản không dám đối mặt tam tỷ. Ngoại trừ tam tỷ, bọn hắn cũng cố kỵ nhị tỷ cùng đại tỷ. Một bên, thiếu nữ cưỡi heo nói. Tại đại thế giới, dùng thực lực bây giờ của chúng ta, xác thực không cách nào chống lại bọn họ, nhưng nếu như bọn hắn xuống, thực lực bọn hắn bị hạn chế. Bọn hắn rất có thể sẽ vẫn lạc, bọn hắn không dám đánh bạc. Cho nên chỉ có thể chơi mờ ám. Kỳ thật lần này may mắn mà có ngươi. Lúc này minh nữ nói. Lúc này đây chúng ta cũng hơi tính sai, cho rằng giới nữ cùng yên nữ là có thể trấn áp tứ tỷ, nhưng chúng ta xa xa đánh giá thấp năng lực của tứ tỷ, bởi vậy trước kia thiếu chút nữa bị nàng đào tẩu. Một khi đào tẩu, hậu quả không thể lường được, nếu như không phải ngươi ngăn trở những người kia, hậu quả thật không dám nghĩ. Chúng nữ đều nhìn về phía Dương Diệp, tuy không nói gì, nhưng trong mắt các nàng lại mang theo một tia tán thành. Kỳ thật mới đầu các nàng tương trợ Dương Diệp, là vì minh nữ, bởi vì Dương Diệp là bằng hữu của minh nữ, các nàng nể tình minh nữ, cho nên khi đó các nàng đều ra mặt tương trợ. Nhưng hiện tại, các nàng là chính thức đồng ý Dương Diệp, coi Dương Diệp như người một nhà. Bởi vì nếu như không có Dương Diệp, lúc này các nàng phiền toái lớn rồi. Đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu là vì bọn hắn cảm thấy Dương Diệp phù hợp. Ở hơ dưới loại tình huống đó Dương Diệp cũng không lựa chọn rời đi, cái này chứng minh minh nữ không có nhìn lầm người. Vốn các nàng không có hảo cảm với Dương Diệp, bởi vì bọn nàng sợ minh nữ yêu nam nhân bạc tình bạc nghĩa, nhưng hiện tại xem ra, Dương Diệp không tệ. Đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Dương Diệp cười nói, những lời này cũng không phải lời khách sáo. Hắn cùng minh nữ tuyệt đối được cho bằng hữu sinh tử. Hơn nữa U Minh Điện đã từng giúp hắn, không chỉ ở linh giới, ở Minh Ngục Đại Lục cũng vậy, cho nên nếu U Minh Điện có phiền toái, hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi im không để ý tới. Minh nữ nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì. Lúc này, Dương Diệp giống như nghĩ tới điều gì nói. Cái kia, U Minh Điện các ngươi có thập điện ảnh nữ không? Hắn nhớ rõ, lúc trước hắn ở linh giới giết qua một ảnh nữ. Nghe được Dương Diệp nói, chúng nữ đều nhìn về Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt nói. Cái kia cái gì, lúc trước? Nàng không phải ảnh nữ chân chánh. Lúc này, minh nữ nói. Không phải ảnh nữ chân chánh. Dương Diệp kinh ngạc nói.
Minh nữ nhẹ gật đầu nói. Nếu như là ảnh nữ chính thức, người giết không được nàng. Lúc trước chúng ta tưởng nàng là ảnh nữ chân chính, cho nên phái người đi Thanh Châu tìm nàng, nhưng cuối cùng phát hiện, nàng chỉ là giống như ảnh nữ lĩnh ngộ ám chi pháp tắc mà thôi. Nói đến đây, nàng nhìn Dương Diệp nói. Nếu như nàng thật là ảnh nữ, người không chỉ giết không được nàng, mình khả năng còn gặp nguy hiểm. Sẽ không đâu. Dương Diệp nói. Ám chi pháp tắc giống như cũng không có lợi hại như vậy. Hắn cũng không phải nói dối, hiện tại hắn cũng có ám chi pháp tắc, nhưng gân gà, đặc biệt là khi chống lại cường giả hư giả cảnh. Minh nữ lắc đầu nói. Ảnh nữ, nắm giữ không chỉ ám chi pháp tắc, tóm lại, về sau nếu có cơ hội gặp mặt, ngươi sẽ biết. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn lướt qua chúng nữ nói. Manh nữ, oán nữ, giới nữ, ảnh nữ, yên nữ, minh nữ, yên nữ, quang nữ, còn có gia hỏa cưỡi heo này. Tăng thêm đại tỷ cùng nhị tỷ của các ngươi, cái kia, nếu như ta không tính sai, có phải các hơi nhiều hay không? Hắn nghe Minh nữ đã từng nói qua, U Minh Điện chỉ có thập điện, là 10 vị điện hạ, nhưng hiện tại U Minh Điện nhiều hơn một vị điện hạ. Đám người Minh nữ nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo lạnh nhạt nói. Ta không phải người U Minh Điện. Minh nữ nói. Nàng là muội muội của nhị tỷ, lúc trước may mắn còn sống sót. Cho nên nàng vẫn đi theo chúng ta. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Đã rõ ràng, ta không có vấn đề rồi. Các ngươi đều đến từ đại thế giới. Lúc này, lão giả áo gai xa xa kia đột nhiên nói chuyện. Nếu như có thể, hắn tự nhiên muốn đi, nhưng hiện tại đừng nói đi, hắn động cũng không được. Quán nữ quay đầu nhìn hắn một cái, không có nói nhảm, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên, một đạo hồng mang quét ngang qua. Lão giả kia hóa thành hư vô. Thần sắc Dương Diệp động dung, thực lực của oán nữ rất cường đại, có thể nói, tuyệt đối không yếu hơn kiếm hư, khả năng chỉ hơi kém manh nữ. Chúng ta phải đi thôi. Lúc này Minh nữ nói. Đi đâu? Dương Diệp vô ý thức hỏi. Tìm đại tỷ cùng nhị tỷ. Minh nữ nói. Giới nữ đã tìm được ảnh nữ, hiện tại chúng ta chỉ còn lại có nhị tỷ cùng đại tỷ. Chỉ cần tìm được các nàng. Chúng ta sẽ trở lại đại thế giới. Trở lại đại thế giới. Trong nội tâm Dương Diệp dùng mình, hắn tự nhiên không sẽ cho rằng đám người minh nữ trở lại đại thế giới là ngắm phong cảnh. Hắn không biết đám người minh nữ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết rõ, một khi trở về, đại thế giới tuyệt đối là gió tanh mưa máu. Đúng lúc này, trên không linh giới đột nhiên xuất hiện một cổ khí tức cường đại. Đương nhiên, đối với oán nữ mà nói, cổ khí tức này giống như con kiến. Rất nhanh, một nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, nam tử nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp, Liên Tố Yêu nói không sai, ngươi quả nhiên bị trọng thương, ân. Những nữ nhân bên cạnh có lẽ là nữ nhân của U Minh Điện. Tốt, vừa vặn tận diệt, hơn mấy chục tấm giấy thông hành, ha ha ta. Nói đến đây, nam tử giống như phát hiện cái gì, thanh âm im bặt. Ánh mắt nam tử rơi vào trên người oán nữ, rất nhanh, sắc mặt hắn trắng bệch, đang muốn nói chuyện, lúc này oán nữ đột nhiên vung tay, một đạo hồng mang quét qua, ngay sau đó, cả người nam tử kia hóa thành hư vô. Một bên, Dương Diệp lắc đầu, nếu như đối phương tới sớm, có lẽ thật có cơ hội lấy đầu của hắn, nhưng hiện tại, đây không phải đi tìm cái chết sao. Một kích miểu sát nam tử, oán nữ quay người nhìn về phía Dương Diệp, nàng cong ngón búng ra. Một tảng đá lòe lòe sáng lên rơi vào trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy tảng đá, trong mắt chúng nữ hiện lên kinh ngạc, còn có một tia hâm mộ, đặc biệt là thiếu nữ cưỡi heo hai mắt tỏa ánh sáng, thấy nàng như vậy, có chút giống như muốn lên tiến đến đoạt. Đây là... Dương Diệp khó hiểu. Bổ thiên thạch. Oán nữ nói. Lai lịch ta không nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết, sau khi ngươi luyện hóa nó sẽ tương đương với đan điền thứ hai của ngươi. Bởi vì nó có thuộc tính không gian, có thể tồn trữ huyền khí. Người bình thường trữ đầy, đợi lúc người chính thức cần, nó có thể là đan điền thứ hai, cung cấp huyền khí cho ngươi. Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp động dung, hai tay lập tức ôm hòn đá kia vào trong lòng, sợ người khác cướp đi. Bảo bối. Đại bảo bối. Si cái này so với huyền bảo gì cũng trân quý hơn. Số lượng huyền khí của hắn vốn cao hơn cùng giai rất nhiều. Nhưng thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chính thức vẫn chỉ có thể thi triển hai lần,
bởi vì Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật thật sự quá tiêu hao huyền khí. Mà bây giờ có vật này, hắn có thể thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật hơn 2 lần. 4 lần Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật, tăng thêm tinh thần hộ thể thuật hấp thu tinh thần chi lực, về sau hắn không sai biệt lắm có thể thi triển 7 lần Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật. Hơn nữa thứ này ở thời khắc mấu chốt nhất định có thể cứu mạng. Bởi vì rất nhiều lần khi hắn đại chiến, huyền khí trong cơ thể khô kiệt, bởi vậy không có biện pháp nhanh chóng chữa trị thân thể, tựa như hiện tại, thân thể hắn là dựa vào tinh thần hộ thể thuật trèo chống. Nếu có bổ thiên thạch, vậy hắn hoàn toàn không cần như vậy. Bởi vì có huyền khí dư thừa, hắn có thể vừa chiến đấu vừa chữa trị thân thể của mình. Có thể nói, thứ này với hắn mà nói, tác dụng thật sự quá lớn. Đây chính là bảo bối của tứ tỷ. Lúc này Minh Nữ đột nhiên nói. Dương Diệp thu bổ thiên thạch vào, sau đó nhìn về phía Oán Nữ nói. Đa tạ tứ tỷ. Nghe vậy, Oán Nữ nao nao, nàng không nghĩ tới Dương Diệp xưng hô nàng giống như đám người Minh Nữ, thoáng không thích ứng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nàng nhẹ gật đầu, sau đó nói. Lần này ngươi tương trợ chúng ta, có lẽ người đại thế giới đã ghi hận ngươi, ngày sau nếu đi đại thế giới, mọi sự cần phải cẩn thận. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Vâng. Hắn tự nhiên không dám khinh thị người đại thế giới, bất quá hắn cũng không sợ, dù sao đối phương cũng không dám xuống. Bất quá về sau nếu đi đại thế giới, xác thực phải cẩn thận chút ít. Oán Nữ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người Minh Nữ nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Rất nhanh, đám người Quang Nữ cũng lập tức đi theo, trong chàng chỉ còn lại có thiếu nữ cưỡi heo cùng Minh Nữ. Thiếu nữ cưỡi heo đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó vỗ vỗ bả vai Dương Diệp nói. Sự tình trước kia, đa tạ. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp. Trước kia các nàng nói muốn giết ngươi. Lúc này Minh Nữ bỗng nhiên nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Minh Nữ cười nói. Các nàng sợ ta chịu thiệt. Dương Diệp. Minh Nữ thu lại dáng tươi cười, sau đó nói. Chúng ta phải đi, về sau không biết còn có cơ hội gặp mặt hay không. Các ngươi sẽ đi đại thế giới, đúng không? Dương Diệp hỏi. Minh Nữ nhẹ gật đầu nói. Nhất định sẽ đi. Dương Diệp gật đầu, cười nói. Ta cũng nhất định sẽ đi, cho nên, chúng ta còn có thể gặp mặt, đúng không? Minh Nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Đại thế giới gặp. Nói xong, thân hình Minh Nữ khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Đại thế giới gặp. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Bạch Lộc Thư Viện. Sau khi trở lại phòng, Dương Diệp đi thẳng tới phòng tu luyện, vừa vào phòng tu luyện, hắn trực tiếp ngã xuống, sau đó chút hít lân phiến trên người hắn dùng tốc độ cực nhanh biến mất. Sau khi lân phiến biến mất, máu tươi lập tức tràn ra, bởi vì nhục thể của hắn đang rạn nứt. Một bên, Hiểu Vũ Tịch nhìn thấy một màn này, trong nội tâm cả kinh, vội vàng cầm tay Dương Diệp, rung giọng nói. Không có sao chứ? Dương Diệp lắc đầu, cười nói. Không có đại sự gì, đừng lo lắng. Xác thực không có đại sự gì, đừng nhìn thân thể rạn nứt, kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da. Ngũ tạng của hắn ở dưới tinh thần hộ thể thuật bảo vệ, cũng không có bị tổn thương gì. Nhưng lực lượng thân thể lại tiêu hao nghiêm trọng. Kiệt lực. Đây chính là trạng thái của hắn hiện tại. Lấy ra một ít tiên tinh thạch, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, cuối cùng đều bị vòng xoáy nhỏ hấp thu. Ngay sau đó, một tia tử khí từ trong hồng mông tháp chảy ra, những tử khí này mới vừa xuất hiện, liền bị thân thể của hắn hấp thu không còn. Ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, thân thể của hắn dần dần khôi phục bình thường. Nhìn thấy thương thế của Dương Diệp khôi phục, thần sắc của Hiểu Vũ Tịch dần dần buông lỏng. Nhìn Dương Diệp nằm trên mặt đất, trong mắt Hiểu Vũ Tịch hiện lên vẻ đau lòng. Dương Diệp quá mệt mỏi. Từ khi biết Dương Diệp, nàng thấy hắn đang không ngừng liều, không ngừng chiến, không ngừng xông về phía trước. Cước bộ của hắn rất nhanh, cơ hồ chưa từng dừng qua. Nàng cũng minh bạch, với tư cách nam nhân, làm như vậy không có gì đáng trách. Nam nhân không liều, không xông, ngươi lấy cái gì đến thủ hộ vợ con của mình. Nhưng Dương Diệp cũng quá mệt mỏi. Hắn gánh rất nhiều trách nhiệm. Thời gian từng điểm trôi qua, ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, thân thể Dương Diệp khôi phục cực nhanh, không đến một ngày đã triệt để khôi phục.
thân thể khôi phục, Dương Diệp bắt đầu luyện hóa bổ thiên thạch. Trong quá trình này, ngược lại không có gặp được vấn đề gì. Rất nhanh, bổ thiên thạch hoàn toàn bị hắn luyện hóa, cùng tâm thần hắn thành lập liên hệ. Sau khi bị luyện hóa, bổ thiên thạch chiếm giữ ở bên cạnh Hồng Mông Tháp. Đan điền thứ hai. Đã có bổ thiên thạch, về sau hắn ở phương diện huyền khí, không cần quá túng quẫn rồi. Sau khi luyện hóa bổ thiên thạch, Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch đi ra Hồng Mông Tháp. Trên không Bạch Lộ giới. Lúc này bởi vì đám người Tiêu Biệt Ly rút lui, Bạch Lộc thư viện lộ ra cực kỳ quạnh quẽ. Những người bình thường này. Ánh mắt Hiểu Vũ Tịch đã rơi vào trên Bạch Lộ Thành. Ở trong Bạch Lộ Thành, còn có rất nhiều huyền giả bình thường. Dương Diệp nói, liên minh thủ hộ giả sẽ không xuất thủ với bọn họ, trái lại, nếu như chúng ta tiếp tục lưu lại đây, bọn hắn mới gặp nguy hiểm. Kỳ thật, hiện tại đối với bọn họ mà nói, cũng chưa hẳn không phải một cơ hội. Cơ hội? Hiểu Vũ Tịch khó hiểu. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, đại bộ phận thế lực của linh giới đã bị ta diệt không sai biệt lắm, hiện tại linh giới, bách phế đãi hưng. Nếu như không phải vì liên minh thủ hộ giả, ta ngược lại nguyện ý ở tại chỗ này phát triển. Nhưng đây là địa bàn của liên minh thủ hộ giả, chúng ta ở lại đây, chỉ biết hại bọn hắn. Hơn nữa bây giờ ta còn có chuyện càng trọng yếu phải làm, cho nên không thể lo lắng quá nhiều. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu nói. Hiện tại chúng ta đi đâu? Đi gặp một người, sau đó rời linh giới. Dương Diệp nói xong, giữ chặt tay Hiểu Vũ Tịch, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vân Minh Thương Hội. Dương Diệp mang theo Hiểu Vũ Tịch đi tới Vân Minh Thương Hội, người hắn muốn gặp là Bạch Tương Giao. Nữ nhân này lúc trước mạo hiểm thật lớn cho hắn Hư Vân Hạp, chuyện này hắn tự nhiên không thể quên, hơn nữa đối phương còn giúp hắn nhiều lần này tới, tự nhiên là trả nhân tình. Trong đại điện, ánh mắt Bạch Tương Giao rơi vào trên người Dương Diệp, nhìn xem Dương Diệp, trong mắt Bạch Tương Giao có một tia phức tạp. Dương Diệp phát triển quá nhanh, mấy năm trước, hắn ở linh giới còn bị đuổi giết. Mà bây giờ, vừa về liền trực tiếp dùng tư thái vô địch quét ngang toàn bộ linh giới. Cái tốc độ phát triển này, quá nhanh. Bạch cô nương, đã lâu không gặp. Dương Diệp cười nói. Đối với cô gái trước mắt, trong lòng của hắn cực kỳ cảm kích, đối với người đã giúp hắn, hắn đều cảm kích, sẽ không quên. Ánh mắt Bạch Tương Giao nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, sau đó cười nói. Vài năm không gặp, người đã phát triển đến loại tình trạng này. Ngô Y quả thật là có chút đả kích người. Dương Diệp cười cười, sau đó tay phải vung lên, một nạp giới rơi vào trước mặt Bạch Tương Giao. Bạch Tương Giao nhìn Dương Diệp một cái, sau đó tiếp nhận nạp giới, nhìn lướt qua, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, kinh ngạc nói. Đế Vân Hạm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, trong nạp giới chính là hai chiếc Đế Vân Hạm hắn ở Minh Ngục Đại Lục thu hoạch được. Hiện tại hắn đã có Hư Vân Hạm, tự nhiên không cần Đế Vân Hạm. Đây không phải Đế Vân Hạm bình thường, so với lúc đầu ta cho ngươi mượn thì tốt hơn rất nhiều. Bạch Tương Giao nói. Dương Diệp cười nói. Lúc trước tìm ngươi mượn một chiếc, nhưng cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân, không có thể kịp thời trả lại cho ngươi. Đối với việc này, thật sự là xin lỗi, hai chiếc Đế Vân Hạm này xem như xin lỗi. Bạch Tương Giao trầm ngâm mấy tức, sau đó nhẹ gật đầu, thu nạp giới vào, nàng rất rõ ràng, dùng thực lực của Dương Diệp bây giờ. Đế Vân Hạm với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Lúc này Dương Diệp lại nói. Bạch cô nương, ta ở Minh Ngục Tinh Vực có một chung thế giới, chỗ đó cấm chế vừa bài trừ, đang khôi phục nguyên khí, người có hứng thú đi vào trong đó khai mở thương hội hay không? Một thế giới cần phồn vinh, chỉ dựa vào kiếm minh phát triển là khẳng định không đủ, hắn cần hấp dẫn càng nhiều người nữa đi vào Minh Ngục Đại Lục, tốt nhất là biến Minh Ngục Đại Lục thành như tinh không chi thành. Có thể tưởng tượng. Tinh không chi thành hàng năm lợi nhuận kinh khủng đến cỡ nào? Chung thế giới. Bạch Tương Giao kinh ngạc nói. Ngươi nắm giữ một chung thế giới. Dương Diệp nói. Hiện tại chưa tính như vậy. Hiện tại chỉ có thể coi là một tiểu thế giới, bất quá về sau sẽ từ từ khôi phục. Bạch Tương Giao nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nói. Ta tự nhiên nguyện ý đi. Cái này đối với nàng mà nói, là một thiên đại chuyện tốt. Nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Bất quá có một điểm, đó chính là thương hội của ngươi, nhất định phải là ngươi đi, nếu như là người khác, ngươi nói cho bọn hắn biết, nếu như không phải ngươi đi, những người khác cũng không cần đi vô ích. Đa tạ.
Bạch Tương Giao nói. Dương Diệp nói như thế, nàng ở trong hội thành duy nhất, địa vị tự nhiên sẽ đề cao không biết bao nhiêu. Khách khí. Dương Diệp cười nói. Sau khi đi Minh Mục Đại Lục, nếu Bạch cô nương có gì cần, hoặc cần gì trợ giúp, có thể đi tìm Minh Mục Đại Lục kiếm Minh Vân Bán Thanh. Ân, cho dù là Bạch cô nương có chuyện tư nhân cần giải quyết, cũng có thể tìm ta, trong đủ khả năng, nhất định sẽ không cự tuyệt. Vậy về sau ngươi là chỗ dựa của ta rồi. Bạch Tương Giao cười nói. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Bạch cô nương, về sau chúng ta ở Minh Mục Đại Lục gặp, cáo từ. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, nắm tay Hiểu Vũ Tịch biến mất. Trong đại điện, Bạch Tương Giao nhìn phía chân trời, trầm mặc. Bây giờ chúng ta đi nơi nào? Phía chân trời, Hiểu Vũ Tịch hỏi. Đi phó ước. Sự tình linh giới xong xuôi, Dương Diệp dĩ nhiên là muốn đi thiên. Vân Tinh Vực, bởi vì đế nữ còn đang chờ hắn. Bất quá hắn không có trực tiếp đi thiên Vân Tinh Vực, mà đi tới Tinh Không Chi Thành. Thực lực của thiên Vân Tinh Vực sao mà cường đại. Nhưng ở trước mặt thiên Ma Tinh Vực, y nguyên liên tiếp bại lui, bởi vậy hắn tùy tiện tiến đến, là không có ích lợi gì. Dù sao mục đích của hắn là đi trợ giúp thiên Vân Tinh Vực, mà không phải chỉ trợ giúp đế nữ. Nếu như chỉ trợ giúp đế nữ, dùng thực lực của đế nữ, thế giới to lớn, nàng muốn đi đâu, ai có thể ngăn cản. Cho nên nhất định phải trước chuẩn bị một chút. Tinh Không Chi Thành, cửa hàng Diệp Vân. Cửa hàng Diệp Vân là Dạ Lưu Vân ở Tinh Không Chi Thành đặt mua một cửa hàng nhỏ, bởi vì vừa mới bắt đầu, nên còn không có cái gì bán. Trong đại sảnh, nhìn thấy Dương Diệp, trong nội tâm Dạ Lưu Vân thở dài một hơi. Dương Diệp là người tâm phúc của Kiếm Minh. Nếu như không có Dương Diệp, Kiếm Minh ở Minh Ngục Đại Lục, kể cả Tinh Không Chi Thành, hết thảy đều sẽ sụp đổ. Tuy Dương Diệp có thê nữ, nhưng nếu như hắn mất, dùng thực lực của đám người Tô Thanh Thi, là căn bản không cách nào khống chế Kiếm Minh. Hơn nữa các nàng cũng không dám tiếp tục khống chế Kiếm Minh, bởi vì thực lực không đủ, khống chế một thế lực như vậy, cuối cùng nhất chỉ mang đến cho các nàng tai họa ngập đầu. Cdho nên Dương Diệp là vạn vạn không thể có việc. Bởi vì bước chân của Dương Diệp quá nhanh, cho nên Kiếm Minh phát triển cũng thật nhanh, cái này đưa đến mơ cột tai hại, cái kia chính là không ổn định. Đại bộ phận người Kiếm Minh sở dĩ dừng lại ở Kiếm Minh, là vì Dương Diệp, mọi người tụ tập cùng một chỗ, là vì chứng kiến Dương Diệp có tương lai, cho nên tất cả mọi người nguyện ý đi theo hắn liều, cùng một chỗ sông. Nhưng nếu như hắn mất, kết quả là rất nhiều người sẽ rời đi, không có một người có tiềm lực dẫn đầu Kiếm Minh, bọn họ là nhìn không tới hy vọng. Kể cả Dạ Lưu Vân nàng cũng có thể sẽ đi. Dương Diệp còn, Kiếm Minh còn. Thu hồi suy nghĩ, Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói khẽ. Sự tình giải quyết. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Sự tình linh giới đã giải quyết. Bây giờ là muốn đi Thiên Vân Tinh Vực. Dạ Lưu Vân hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta quyết định trước không đi Thiên Vân Tinh Vực. Ngươi muốn đi tổng bộ liên minh thủ hộ giả ở Thiên Hà Tinh Vực. Dạ Lưu Vân hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân, trong mắt có một tia kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết? Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, sau đó nói. Trước kia ngươi đi rồi, ta điều tra tư liệu của Thiên Hà Tinh Vực, Thiên Ma Tinh Vực, còn có Thiên Vân Tinh Vực. Ba tinh vực này, Thiên Ma Tinh Vực mạnh nhất, thuộc về tinh vực tam tinh, mà Thiên Hà Tinh Vực thì thuộc về tinh vực nhất tinh. Về phần Thiên Vân Tinh Vực, bọn hắn xem như tinh vực tam tinh, nhưng hiện tại, chỉ khống chế mấy thế giới, ngay cả tinh vực nhị tinh cũng sắp không tính rồi. Đợi Dạ Lưu Vân nói xong, Dương Diệp hỏi. Nhất tinh, tam tinh, có ý tứ gì? Dạ Lưu Vân giải thích nói. Dưới đại thế giới, tất cả tinh vực đều theo như tinh cấp bài danh, nhất tinh đến tứ tinh. Trong đó tứ tinh cao nhất, thuộc về loại tinh vực có thể xung kích đại thế giới, nhất tinh thấp nhất, như Thiên Hà Tinh Vực. Thiên Hà Tinh Vực chỉ nắm giữ 10 thế giới, số lượng cường giả thần giả cảnh cũng không nhiều. Như vậy Minh Ngục Tinh Vực là mấy tinh? Dương Diệp hỏi. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái, sau đó lạnh nhạt nói. Nhất tinh cũng không tính, thuộc về không nhập lưu. Dương Diệp. Dạ Lưu Vân lại nói. Chúng ta không có thần giả, hơn nữa chỉ có một thế giới, tuy cái thế giới này đã từng là trung thế giới, nhưng hiện tại không khác tiểu thế giới. Nói đến đây, Dạ Lưu Vân dừng một chút, sau đó nói. Chúng ta còn có con đường rất dài phải đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói.
không gấp, từ từ sẽ đến, ngươi nói tiếp. Dạ Lưu Vân nói, kỳ thật, Thiên Vân Tinh Vực sớm nên biến mất, nhưng bởi vì nữ tử trang vị nhiên kia, Thiên Vân Tinh Vực có thể trèo trống lâu như vậy. Nàng là kỳ tài ngút trời, thực lực nghịch thiên, nếu như cho nàng nhiều một ít thời gian, chỉ sợ Thiên Ma Tinh Vực cũng không dám phạm Thiên Vân Tinh Vực. Trang vị nhiên, hai đấm của Dương Diệp chậm rãi nắm lại, không cần phải nói, lúc này đế nữ thừa nhận áp lực nhất định rất lớn. Nàng chỉ cần gật đầu, Man Hoang Tinh Vực sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng nàng không làm, mà cái này hậu quả chính là nàng nhất định phải gánh chịu trách nhiệm chống cự Thiên Ma Tinh Vực. Tánh mạng của vô số người ở Thiên Vân Tinh Vực đều đặt trên người nàng. Dạ Lưu Vân lại nói, ở dưới nàng ương ngạnh chống cự, tuy Thiên Vân Tinh Vực liên tiếp bại lui, nhưng y nguyên tồn tại. Nếu như người muốn giảm bớt áp lực cho nàng, một phương pháp xử lý nhanh nhất, chính là đánh lén tổng bộ Thiên Hà Tinh Vực, làm cho Thiên Hà Tinh Vực triệt binh. Chỉ cần Thiên Hà Tinh Vực triệt binh, Thiên Vân Tinh Vực liền giảm bớt áp lực, nhưng chỉ là tạm thời. Tổng bộ Thiên Hà Tinh Vực ở nơi nào? Dương Diệp hỏi. Kỳ thật, lúc trước hắn ở linh giới, là muốn trực tiếp tiến về Tổng bộ Thiên Hà Tinh Vực, nhưng hắn không biết Tổng bộ Thiên Hà Tinh Vực ở nơi nào. Hơn nữa, hắn cũng không có biện pháp thời gian dài xuyên toa hư không, bởi vì cái kia thật sự quá tiêu hao huyền khí. Cho nên hắn chỉ có thể về tinh không chi thành trước. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một hồi lâu mới nói. Thật sự muốn đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Không đi không được. Trầm mặc một hồi, Dạ Lưu Vân nói. Thiên Hà Đại Lục, Thiên Hà Thành, đây là tổng bộ Thiên Hà Tinh Vực. Cái thế lực này, là do một ít tán tu lúc trước cùng với một ít tiểu thế giới liên hợp tạo thành, trong đó cường giả thần giả cảnh, không sai biệt lắm có 5 vị, cường giả bán thần sơ bộ đoán chừng, chỉ ít có 15 người trở lên, cường giả hư giả cảnh cũng có ít nhất 3-40. 5 vị thần giả. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trước kia hắn chém giết một vị, nói cách khác, bây giờ đối phương còn có 4 vị. Trừ thần giả, bán thần cũng không thể khinh thường, dù sao hắn muốn chém giết bán thần, nhất định phải dùng Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chính thức. Hơn 10 vị bán thần, hắn không có khả năng mỗi người đều dùng Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chính thức. Lúc này Dạ Lưu Vân lại nói, lần này ngươi đi, mục đích không phải muốn tiêu diệt Thiên Hà Tinh Vực, mà là để cho cường giả bọn hắn ở Thiên Vân Tinh Vực rút về. Chỉ cần bọn hắn triệt binh, mục đích của ngươi cũng đạt được. Hiểu chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta minh bạch. Dùng lực lượng một mình hắn, nhất định là không cách nào tiêu diệt Thiên Hà Tinh Vực. Hắn duy nhất có thể làm là bức Thiên Hà Tinh Vực triệt binh, giảm bớt áp lực cho đế nữ. Lúc này, thần sắc của Dạ Lưu Vân rất nghiêm túc nói. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần Thiên Hà Tinh Vực triệt binh, ngươi nhất định phải bỏ chạy, bằng không thì, ngươi khả năng sẽ bị mấy tên cường giả thần giả cảnh vây công. Dương Diệp cười cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không ngốc đến đi đối kháng vài cường giả thần giả cảnh. Tuy hắn tự tin, nhưng còn không có tự tin đến cho là mình có thể solo 4 cường giả thần giả cảnh. Đừng nói 4 cường giả thần giả cảnh, chỉ là tất cả bán thần một loạt lên, hắn cũng phải chạy. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói. Ngươi phải hiểu được, ngươi quan hệ lấy rất nhiều người sinh tử. Nếu như ngươi xảy ra vấn đề, rất nhiều người sẽ chết. Ngươi nói làm ta áp lực thật lớn. Dương Diệp cười khổ nói. Xem ra ta là tuyệt đối không thể chết được rồi. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Kỳ thật ta có chút hiếu kỳ, kiếm tu các ngươi chú ý vô câu vô thúc, tâm tự do, không thể bị trói buộc. Nhưng ngươi lại lưng đeo nhiều như vậy, theo đạo lý, kiếm đạo của ngươi không có khả năng xuất sắc như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác kiếm đạo của ngươi lại rất mạnh, so với kiếm vô cực năm đó cũng không chút thua kém. Dương Diệp nói, kỳ thật, ngươi nói vô câu vô thúc, tâm tự do, không thể bị trói buộc, rất đúng. Rất nhiều kiếm tu đều như thế, trong nội tâm không có trói buộc, bọn hắn có thể một lòng chuyên ở kiếm, bởi vậy kiếm đạo của bọn hắn rất mạnh. Nhưng ta không giống bọn họ, ngươi phải hiểu được một điểm, sở dĩ ta luyện kiếm, là vì thủ hộ thân nhân của mình, mà không phải vì truy cầu kiếm đạo cực hạn. Với ta mà nói, kiếm chỉ là một vũ khí dùng để sát nhân, một vũ khí bảo hộ thân nhân của ta, sở dĩ ta khổ luyện nó, là vì muốn bảo hộ thân nhân của mình, mà không phải vì kiếm đạo cực hạn, hiểu chưa? Dạ Lưu Vân trầm mặc. Dương Diệp lại nói, với ta mà nói, thê tử của ta, kể cả những người đi theo ta như các ngươi, với ta mà nói,
không phải trói buộc, là động lực, ta sở dĩ không ngừng cố gắng trở nên mạnh mẽ, là vì ta muốn thủ hộ các ngươi là động lực để ta không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nghe Dương Diệp nói, bên cạnh Dương Diệp, trong mắt Hiểu Vũ Tịch hiện lên nhu tình, sau đó kéo tay Dương Diệp, nắm thật chặt. Lúc này Dạ Lưu Vân bỗng nhiên nói, vậy chính ngươi thì sao? Ngươi có nghĩ cho mình hay không? Ví dụ như quyền lợi, sắc đẹp, trường sinh. Dương Diệp khẽ giật mình, bởi vì chính hắn giống như không có truy cầu gì, quyền lợi. Sắc đẹp, quyền lợi trong mắt hắn, không khác xác rưởi, cho dù cho hắn làm Dương gia gia chủ, hắn cũng không có hứng thú gì. Sắc đẹp, đây là có chút truy cầu, nhưng hắn đã thấy đủ rồi. Bởi vì bên cạnh hắn có đám người Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch. Về phần trường sinh, kỳ thật, chỉ cần có thể cùng đám người Hiểu Vũ Tịch, Tô Thanh Thi cùng một chỗ an an ổn ổn qua một đời mà nói, sống lâu hay không cũng không sao cả. Người sống lâu rồi, dễ dàng xảy ra vấn đề. Sau nửa ngày, Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó giữ chặt tay Hiểu Vũ Tịch nói. Kỳ thật, chỉ cần người thân của ta đều tốt, như vậy mọi chuyện đều tốt. Không nói những thứ lãng phí thời gian này, hiện tại ta muốn đi Thiên Hà Tinh Vực, Lưu Vân, chuyện nơi đây đều giao cho ngươi, chính ngươi cũng phải chú ý an toàn, còn có, tùy thời giúp ta chú ý sự tình Thiên Vân Tinh Vực cùng Thiên Ma Tinh Vực. Có chuyện khẩn cấp, lập tức truyền âm cho ta. Dạ Lưu Vân nói khẽ. Ngươi cũng cẩn thận. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cùng Hiểu Vũ Tịch biến mất ngay tại chỗ. Trong đại sảnh, Dạ Lưu Vân trầm mặc hồi lâu, sau đó thấp giọng nói. Thủ hộ, kỳ thật ngươi cũng giống như Kiếm Vô Cực, tuy ngươi thủ hộ là ích kỷ, nhưng ích kỷ mới tốt a hát. Dương Diệp không có lãng phí thời gian, trực tiếp lợi dụng tinh không truyền tống trận đi tới Thiên Hà Tinh Vực, Thiên Hà Đại Lục. Trên không Thiên Hà Đại Lục có trận pháp phòng ngự, nhưng lại có người thủ hộ, bất quá ở dưới kiếm vực của Dương Diệp ẩn nấp, đối phương không có phát hiện hắn, bởi vậy Dương Diệp đi thẳng tới Thiên Hà Thành. Thiên Hà Thành, Tổng bộ Liên minh thủ hộ giả. Lựa chọn ám sát. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Linh hỏi. Nhìn Thiên Hà Thành nửa ngày, Dương Diệp lắc đầu nói. Cái kia quá vô danh rồi, ta phải cao điệu một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía Kiếm Linh. Kiếm Linh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu, hóa thành kiếm tổ đâm vào cổ sao. Tay phải Dương Diệp nắm chuôi kiếm thật chặt, nhìn phía xa Thiên Hà Thành, khóe miệng nổi lên vẻ dữ tợn, sau đó mạnh mẽ rút kiếm chém. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 104.